Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 421, mộ tổ bốc lên khói xanh cũng chỉ như thế từng cái hoàng tử đều đã ban thưởng phủ đệ, phủ lên vương phủ bản hiệu. Cố Nguyệt lấy trắc phi thân phận tiến vào tấn vương phủ, nghe nói, cùng triệu tuệ đại hôn đêm hôm đó, mộ dung sên ở tại thư phòng, về sau một bước cũng chưa từng đi xem qua tấn vương phi. Thẳng đến Cố Nguyệt vào phủ, hắn liền độc sủng Cố Nguyệt một cái, cho nàng tương đương với vương phi quy cách cùng phô trương. Triệu tuệ cảm giác được tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp, không nghĩ tới mộ dung sên vậy mà như thế đối nàng vốn cho rằng cứ sau hắn lãnh đạm chút cũng không sao nhưng cũng nên cho mình một cơ hội nhỏ nhoi không nghĩ tới hắn hoàn toàn không để ý thể diện nàng trở về nói cho phụ thân phụ thân lại nói để nàng cách cục lớn một chút nàng chỉ cần ổn thỏa chính phi vị trí tương lai tấn vương vinh đăng đại bảo nàng chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đến lúc đó còn thu thập không được một cái trắc phi sao bởi như vậy triệu tuệ trong lòng mới tốt thụ nhiều thế nhưng là liền xem như làm hoàng hậu, không có dòng giỏi cũng khó có thể đi lâu dài, mộ dung sên đụng đều không động vào nàng, nàng phải làm sao? Cha nàng liền nói cho nàng, để nàng đợi, chờ một cái cơ hội liền tốt. Cố Nguyệt tiến tấn vương phủ, nhìn mộ dung sên thái độ đối với nàng, trong lòng mới xem như dễ chịu hơn nhiều. Mộ dung sên trực tiếp miễn nàng lễ, để nàng mỗi ngày không cần phải đi bái kiến vương phi, càng là nói để hai cái viện tử người không muốn lẫn nhau quấy rầy. Kể từ đó, hai bên đụng không được mặt, cũng liền có thế miễn đi rất nhiều tranh giành tình nhân. Cố Nguyệt dù không có chính phi vị trí, lại thu hoạch được mộ dung sên tuyệt đối thiên vị, về phần về sau có thể hay không một mực tiếp tục như vậy, liền dựa vào chính nàng nắm chắc. Nàng cũng biết địa vị của mình bấp bên, cho nên trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, sinh hạ mộ dung sên đứa bé thứ nhất, cắt gao đem triệu tuệ dẫm tại dưới chân. Sở vương phủ cùng tuần vương phủ thì không có phức tạp như vậy, mặt ngoài, thê thiếp nhóm ở giữa chung đụng 10 phần hài hòa, sau lưng cũng không biết. Mộ dung hoài cũng chỉ đụng lâm tỉnh xu một người, hai người cưới sau dị thường ân ái, hai cái tiểu thiếp vào phủ về sau, hắn cũng rất cho mặt mũi đều đi xem, nhưng tuyệt không ngủ lại. Thời gian rất mau tới đến tháng 8, thẩm thanh lê nôn ngén càng phát ra nghiêm trọng, thị chua lợi hại, Tô Hoàng đi tìm Thu Nương muốn những cái kia chua hạnh làm ô mai tử bánh đến chỗ, mua một đống trở về cho Thẩm Thanh Lê đỡ thèm. Tô Cảnh mỗi ngày hạ triều về sau tại lại bộ xử lý xong những cái kia công vụ liền trực tiếp chạy về nhà bồi tiếp thê tử. Tô Mẫu cả ngày thu xếp lấy cho Thẩm Thanh Lê làm bổ thân thể cuồn cuộn nước nước. Thế nhưng là Thẩm Thanh Lê căn bản ăn không vô, ăn cái gì nhả cái gì, thực sự là vất vả. Giữa kỳ thời điểm, trong nhà thế mà khách tới là cửu cửu một nhà cùng dương thanh thanh biểu tỷ cùng biểu tỷ phu cũng tới cái này nhưng làm tô mẫu cao hứng xấu đem bọn hắn mời đến trong phủ thu xếp chỗ ở hiểu qua về sau mới biết được hóa ra là tô hoàng hôn kỳ quyết định thời điểm chuyên môn cho bọn hắn đi tin báo tin vui cửu cửu nghĩ đến là tô hoàng thành thân vô luận như thế nào hắn cũng phải tới tham gia nếu như không phải hắn cô cháu gái này hắn nói không chừng còn tại nông thôn làm ruộng đâu bây giờ tốt như vậy sinh hoạt làm sao có thể đến phiên hắn hiện tại có căn phòng lớn ở có tốt y phục xuyên còn có người hầu hầu hạ bọn hắn càng là có đầy đủ tiền tiết kiệm đều là bởi vì tô hoàng mang theo bọn hắn bọn hắn mới đến những cái này trước đó tô cảnh đại hôn hắn không thể tham gia bởi vì về thời gian không kịp cho nên lần này tô hoàng đại hôn hắn là vô luận như thế nào cũng phải tới cùng tháng còn có tô mộ thành thân cùng nhau ăn rượu lại đi cửu cửu một nhà đến, để người tô gia đều rất cao hứng, Dương Thanh Thanh còn mang theo con của nàng cùng một chỗ. Cửu cửu mở trông thấy cái này lớn như vậy phủ đệ, trang trí phú quý lịch sự tao nhã, so tại tương châu chỗ tòa nhà kia lớn không chỉ gấp hai, nhìn xem người tô gia từng cái mặt lộng lẫy, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được, tỷ tỷ một nhà là thật hết khổ, trở thành bọn hắn đều sờ không thể thành người trên người. Tô gia cũng đã thoát khỏi đám dân quê thân phận, từ nay về sau, chính là thư hương môn đệ, quan lại nhà, sĩ nông công thương, bọn hắn là hàng trước nhất, thủ nhất người tôn kính. Mà lại, nghe nói tỷ tỷ còn phong cáo mệnh, Tô Hoàng càng là phong quận chúa, vô cùng tôn quý a, à, bọn hắn nhìn thấy còn phải hành lễ đâu. Không phải sao, Tô Hoàng vừa đến, bọn hắn liền cùng nhau cho nàng hành lễ. Tham kiến quận chúa nương nương. Tô Hoàng thấy thế, cũng là mười phần bất đắc dĩ. Cửu cửu mợ các ngươi không cần như thế đều là người một nhà ở đây lại không có người ngoài giảng những cái này nghi thức xã giao làm gì vậy không được ngươi thế nhưng là quận chúa chúng ta còn là lần đầu tiên trông thấy quận chúa nương nương đâu phải giảng lễ mới được cửu cửu là rất kiêu ngạo về sau hắn về tương châu có thể cùng người khác nói hắn lớn cháu trai là đương triều lại bộ thị lan hai cháu trai là tiểu thần y ba cháu trai là đại tướng quân Đất nơi sinh là kinh đô nóng bỏng nhất cửu lâu lão bản, năm cháu trai là hoàng thượng thân phong vô dạng cư sĩ, ngự dụng họa sĩ. Nhỏ nhất cháu gái càng không tầm thường, là hoàng thượng thân phong quận chúa nương nương. Nếu là hắn nói như vậy, về sau tại Tương Châu, liền không người dám xem thường hắn. Mộ tổ bốc lên khói xanh cũng chỉ như thế. Tô Hoàng thấy cửu cửu cái này cười không ngậm mồm vào được dáng vẻ, nàng cũng không tốt luôn luôn mất hứng cửu cửu một nhà đường xa mà đến, Tô Quân liền đề nghị, cả một nhà hôm nay đi trường lâu ăn một bữa cơm tối, ăn xong về sau, lại mang cửu cửu bọn hắn đi kinh đô lớn nhất rạp hát bên trong xem kịch. Về sau mấy ngày, cũng phải mang theo bọn hắn tại kinh đô khắp nơi đi một vòng, chơi một chút. Thật vất vả tới này một lần, lần sau lại đến cũng không biết là khi nào. Trừ phi chờ biểu tỷ phu lần tiếp theo khoa cử thi đậu phong quang, bọn hắn liền có khả năng chuyển đến kinh đô cùng tỷ tỷ một nhà đoàn viên. Lần này thi rớt, khiến cho Diệp Nhuận Trạch ở nhà càng thêm cố gắng, ngày ngày học hành gian khổ, gần như mất ăn mất ngủ. Dương Thanh Thanh đều đau lòng xấu, ngày qua ngày như vậy vất vả, không dám lãng phí một tí thời gian, chỉ có thể tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, cho hắn duy trì lớn nhất cùng trợ giúp. Giúp hắn đem nhi tử chiếu cố tốt, phụ thân chiếu cố tốt, trong nhà cũng quản lý tốt chính là trợ giúp lớn nhất. Ban đêm, Tô Hoàng một nhà mang theo cửu cửu bọn hắn đi trừng lâu, chữ thiên số một gian phòng đều không ngồi được, lớn như vậy cái bàn tròn, mọi người còn phải gạt ra ngồi mới được. Tô quân đem tất cả có thể lên đồ ăn toàn bộ đều lên một lần. Trước khi ăn cơm nước trà điểm tâm, sau bữa ăn đồ ngọt, toàn bộ đều định ra một tờ thực đơn gọi bếp sau chuẩn bị. Kinh Đô Trường Lâu nhưng so sánh Tương Châu Trường Lâu phồn hoa không phải một điểm nửa điểm, có thể nói là cùng Nguyệt Mãn Tây Lâu so cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đi vào, liền có chuyên môn tỳ nữ pha trà, châm trà, dùng khăn nóng cho bọn hắn sát tay. Lúc ăn cơm, thậm chí còn ở một bên chuyên môn cho bọn hắn chia thức ăn, từng cái huấn luyện nghiêm ngặt, trên mặt tiêu chuẩn mỉm cười, được xưng tụng phục vụ giới trần nhà. Rất nhiều quan lại quyền quý muốn mở tiệc chiêu đãi, còn phải sớm mấy cái dự định trừng lâu gian phòng mới được trên cơ bản mỗi ngày đều là đặt trước đầy giữa trưa cùng ban đêm đều là đầy không chỉ đường ăn làm tốt bên ngoài đưa cũng là làm tương đương nóng nảy mấy ngày nữa thần quý phi sinh nhật tô quân còn phải tự mình mang theo đoàn đội đi trong cung cho nương nương xử lý yến hội lần này thần quý phi sinh nhật chỉ mời vương công quý tộc quan quyến môn là không cần phải đi tô hoàng là quận chúa tự nhiên không thể vắng mặt. Chương 422, võ quyết dày có móng tay nhọn. Nhưng phàm là lần đầu tiên tới kinh đô, đều sẽ bị kinh đô phồn hoa rung động. Mặc kệ trông thấy cái gì đều mới lạ đẹp mắt, có thể nói hoa mắt. Tô Mẫu đem mang theo cửu cửu bọn hắn du ngoạn kinh đô nhiệm vụ giao cho Tô Hoàng còn có Tô Mộ vợ chồng. Trong nhà tương đối lỏng lẻo chính là các nàng ba cái, huynh đệ còn lại nhóm, không phải có công vụ mang theo chính là có không ít xã giao cùng sinh ý muốn xen vào còn không có hai ngày nữa giang ngộ ngoại tổ phụ cũng đến kinh đô ngoại tôn muốn thành thân hắn liều mạng một cái lão cốt đầu cũng phải đến một chuyến kinh đô nhìn xem hai đứa bé bái đường thành thân đời này mới xem như viên mãn hắn muốn tới giang ngộ đã sớm biết cho nên mang theo người sớm ở cửa thành nên đón hắn ngoại tổ phụ một đường ngựa xe vất vả giang ngộ trực tiếp đem hắn mang đến quốc công phủ Đến lúc đó hôn lễ sẽ tại Quốc công phủ cử hành, hiện nay cũng chỉ có nửa tháng nhiều tháng thời gian. Giang Quốc công làm những chuyện kia, ngoại tổ phụ đã nghe nói, xem ở hắn vì bọn nhỏ trả giá như thế lớn phân thượng, hắn cố mà làm đáp ứng cùng hắn chung một mái nhà ở. Bởi vì nữ nhi sự tình, hắn một mực không nguyện ý thừa nhận hắn cái này con rể. Từng ấy năm tới nay như vậy, hai bên vẫn không có cái gì lui tới, nếu không phải lần này Giang Ngộ muốn thành thân, chỉ sợ là hắn đời này cũng sẽ không gặp lại hắn. Giang Quốc công nghe nói Nhạc phụ muốn tới, kỳ thật còn có chút khẩn trương, mặc dù cái này tuổi đã cao, nhưng là thái sơn gây áp lực vẫn là rất lớn. Bởi vì hắn vốn là có thẹn cho tâm nhu cùng Giang Ngộ, căn bản không còn mặt mũi đối Nhạc phụ. Ngoại tổ phụ trước khi đến đã nói trước, hắn nói nếu là muốn để hắn ở tại Quốc công phủ, hy vọng nữ nhân kia tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt mình, hắn sợ đến lúc đó nhịn không được làm ra chút gì chuyện không tốt tới. Nếu như không phải là bởi vì Ninh Vi, lúc ấy sử dụng thủ đoạn mang thai hài tử, các loại tại tâm nhu trước mặt khoe khoang, nghĩ hết biện pháp trêu tức nàng, tâm nhu như thế nào lại bởi vì đại hỷ đại bi mà thương tới gan, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả đâu. Cho nên, Ninh Vi tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu là hắn trông thấy hắn, sẽ nhịn không được khai sát giới. Hắn cũng không muốn tại gian ngộ tốt đẹp thời gian, làm ra không may sự tình tới. Cho nên, Giang Quốc công tại hắn đến trước đó, lệnh cưỡng chế Ninh Vi đợi tại viện tử của mình bên trong, không nên tùy tiện ra tới đi dạo. Ninh Vi cũng nghe nói Giang Chấn đến, bị hù không dám ra viện tử. Còn nhớ kỹ năm đó, sông Tâm Nhu qua đời, Giang Chấn từ Trung Châu tới, đằng đằng sát khí, đêm hôm đó hạ thật là lớn mưa, nàng mang theo vừa mới 2 tuổi Giang Yển, kém chút chết tại dưới đao của hắn nếu không phải lão phu nhân ngăn đón, nàng liền không có. Cho nên, nàng đối gian chấn bóng tối là phi thường lớn, bây giờ nhớ tới còn có thế kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giang yển là không có như vậy sợ hãi, mà lại gian chấn đối đứa bé này không có quá lớn oán khí, hết thảy đều là sông tâm nhu sai, họa không kịp vô tội trẻ con, chỉ cần hắn không làm mặt của mình làm loạn, hắn đều có thể chịu đựng. Giang ngộ cùng Giang quốc công cùng đi tiếp Giang chấn, khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, Giang Chấn rất cung kính kêu lên. "Nhạc phụ đại nhân." "Hừ." Giang Chấn trông thấy hắn, hừ lạnh một tiếng, tấm lấy một gương mặt. So với trước đó dương cung bạc kiếm, như bây giờ xem như thái độ tốt lắm. Tại quốc công phủ bên trong, bàn cơm phía trên bầu không khí hết sức nghiêm túc, ba người đều không nói lời nào, Giang Ngộ cũng không biết nói chút gì đến hòa hoãn một chút. Mọi người yên lặng đang ăn cơm cuối cùng vẫn là gian chấn mở miệng trước a à ngộ rất lâu không thấy cô nha đầu ngươi chừng nào thì mang theo nàng đến xem ta thôi những năm qua lúc này tô hoàng đều sẽ đi phong nguyệt sơn trang nhìn hắn lão đầu tử này còn có thế thuận đường ở trên núi tránh nghỉ mát tới tìm thời gian ta đi đón nàng tới chẳng qua nàng gần đây có chút bận biệu, trong nhà có khách muốn chiêu đãi đại tẩu lại mang mang thai nàng còn phải quản gia qua hai ngày còn phải tham gia thần quý phi sinh nhật yến ngài muốn nhìn một chút nàng sợ là phải chờ thêm mấy ngày. Dạng này a, à, không có việc gì, để nàng trước làm xong, không vội. Giang chấn cười gật gật đầu. Cái này nói đến Tô Hoàng, trên mặt hắn mới nhiều hơn mấy phần nụ cười. Một bữa cơm bình an vô sự ăn xong, Giang quốc công toàn bộ hành trình không có lên tiếng, tại Giang chấn trước mặt, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm. Cái gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, chẳng qua là như thế. Nghe nói lão môn chủ đến, Giang Vân Hạc cũng liền đêm từ Tô Gia rời ra ngoài, đến quốc công phủ bồi tiếp sư phụ giải buồn đi. Tô thần tiểu tử này ngày ngày bận biệu không thấy tâm hơi, hắn tại Tô Phủ cũng chỉ có thể mỗi ngày bắt lấy Tô Phụ cùng nhau chơi đùa. Hiện nay, Tô Phụ là câu cá, đánh cờ, thưởng thức trà, nghề làm vườn, mọi thứ tinh thông. Tô Phụ cũng là thích thú, hắn một cái tục nhân, lúc đầu cái gì cũng sẽ không, cùng kinh đô những cái này các lão gia đều không có tiếng nói chung mỗi lần khách tới nhà đều rất xấu hổ hiện tại tốt đi theo gian đại sư học xuất sư tô mẫu nhìn xem tô phụ bây giờ thay đổi không thể nói cảm giác gì mỗi lần nhìn hắn uống trà thời điểm bộ kia giảng cứu càng phát ra nổi bật lên mình như cái đồ nhà quê thần quý phi sinh nhật một ngày trước tô quân gọi tô hoàng bồi tiếp hắn sớm tiến cung bố trí hắn mang lên mình đoàn đội còn có cái kia làm đồ ngọc nữ sư phó cùng một chỗ hắn cũng không có đi qua hoàng cung sợ mình không hiểu quy củ phạm tội cho nên kêu lên tô hoàng bồi tiếp cùng một chỗ trong lòng cũng có thế thực tế một chút ngày nọ buổi chiều giang ngộ hẹn tô hoàng trường lâu cùng nhau ăn cơm hai người song song đi vào trường lâu nhưng không thấy tô quân thân ảnh không phải hắn bình thường đều là đứng tại quầy hàng gãy bàn tính đánh phích lịch cách cách vang lên Tiểu nhị nói hắn ở phía sau trù cùng càng sư phó học làm đồ ngọt. Tô quân tại đồ ngọt mặt điểm phương diện này vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm, bây giờ vừa vặn có cái có sẵn đại sư tại, hắn liền tuân theo sống đến già, học đến già nguyên tắc, cũng học làm đồ ngọt. Tô Hoàng Hiếu Kỳ cái này càng sư phó bộ mặt thật, mà lại cái họ này cũng rất ít gặp, nghe nói là cái 17 tuổi cô nương, thân thế còn rất thê thảm, nàng liền nghĩ đi xem một cái. Nắm giang ngộ tay, hai người xuất hiện ở phía sau trù cổng, chỉ thấy trong phòng bếp tất cả mọi người đang bận rộn, bên trong tung bay các loại mùi thơm của thức ăn, để người nhịn không được mồm miệng nước miếng. Bốn phía tìm tìm, tại một cái góc hẻo lánh bên trong phát hiện tứ ca thân ảnh. Hắn mặc màu trắng tạp về, tóc cũng dùng màu trắng vải mũ ghim lên đến, bên cạnh hắn còn có một cái chỉ tới bả vai hắn chỗ cao như vậy nữ tử. Nhìn bóng lưng, thân hình tinh tế, Tạp về dây lưng vòng quanh thân eo đâm một cái xinh đẹp nơ con bướm, để eo của nàng thoạt nhìn là doanh doanh một nắm. Sách, không phải như vậy, đều cùng ngươi nói mấy lần, trước dùng nước ấm, lại thêm nước chè, ngươi làm sao liền không nhớ được đâu. Nữ tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí nghiêm túc, còn có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác. Ngươi rõ ràng cũng chỉ nói qua một lần được không? Làm sao liền mấy lần rồi? Tô quân không phục phản bác không chỉ một lần, chính là một lần. Ta là sư phụ ngươi là sư phụ. Vậy ta là đông gia vẫn là ngươi là đông gia. Có ngươi như thế đối đông gia nói chuyện sao? Tô Quân bãi công, sau đó hai tay chống nạnh, lỗ mũi đều trừng lớn. Hai người đột nhiên liền rùng ben lên, còn một cái không để cho một cái. Nhưng ta một ngày là sư phụ ngươi, ngươi một ngày là đồ đệ của ta, ngươi liền phải nghe ta. Chương 423 Việc ngâm sương Tô quân bị nàng một câu nghẹn không biết làm sao phản bác, trừng mắt lỗ mũi nửa ngày, giống phim hoạt hình bên trong nổi giận trâu đồng dạng. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là xì hơi. Được rồi, ai bảo nàng là sư phụ đâu? Ai bảo nàng là nữ nhân đâu? Hảo Nam không cùng nữ đấu. Hắn vung ra một câu như vậy, tiếp tục nhu diện đi. Khá lắm, tô hoàng lần đầu trông thấy tứ ca tại trừ nàng cùng ngủ ca bên ngoài trong đám người mồm mép công phu không có đùa nghịch thắng tô hoàng từ đầu đến cuối không thấy được cái này càng sư phó ngay mặt hai người thỉnh thoảng tranh đấu vài câu miệng mỗi lần tô quân đều nhao nhao không thắng tô hoàng xem bọn hắn không khí này cùng học tập không khí cũng không tốt xáo trộn liền lôi kéo gian ngộ đi ăn cơm hỏi một chút nguyên lai like cái này càng sư phó nguyên danh việc ngâm sương tốt có ý cảnh danh tự a từ danh tự nhìn ra được vị này càng sư phó người nhà cũng là rất có học thức chúng ta tấn quốc còn có càng họ đâu cái họ này đặt ở hiện đại đều là tương đối hiếm thấy tô hoàng liền hướng giang ngộ nghe ngóng giang ngộ cũng rất ít nghe nói cái họ này nhưng là cũng không phải không có có cái này càng họ ứng nên một cái bánh ngọt thế gia đến từ vân châu trước kia đi theo ngoại tổ phụ đi qua vân châu ta trong ấn tượng mơ hồ nhớ kỹ gia tộc này không có gì bất ngờ xảy ra, cái này càng sư phó hẳn là cái này việc thị gia tộc hậu nhân, chỉ là hai năm này không biết xảy ra biến cố gì, vậy mà lưu lạc đến tận đây. Giang ngộ quả nhiên bác học thấy nhiều biết rộng, từ nhỏ đến lớn đi theo ngoại tổ phụ vào Nam ra Bắc không phải nói đùa. Tô Hoàng hiểu rõ gật gật đầu, nàng nhớ tới ký văn phía trên lời nói, nói tứ ca chuyện tốt gần, bây giờ nhìn, cùng hắn có dính dấp cùng tiếp xúc chính là cái này càng sư phó không biết hai người có thể hay không cọ sát ra tình cảm hỏa hoa. Từ vừa mới một màn kia đến xem, nàng thật đúng là có thế chế ở tứ ca đâu. Tứ ca chính là gia, liền cần có người trông coi mới được. Ăn vào một nửa, tô quân nghe tiểu nhị nói tô hoàng đến, lúc này mới từ phòng bếp ra tới. Nghe nói nàng đều trông thấy, vậy thì thật là tốt, đem việc ngâm sương mang lên cho tô hoàng nhận thức một chút. Đến cũng không lên tiếng chào hỏi cái này không nhìn ngươi ngay tại bận biệu, cho nên không có có ý tốt quấy rầy. Tô Hoàng trông thấy hắn còn mang người tiến đến, thế là đứng lên. Vậy thì thật là tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta mới nhận sư phụ, ta gần đây tại cùng nàng học tập đồ ngọc chế tác cùng bánh ngọc chế tác, nàng gọi việc Ngâm Sương, cái kia, đây là muội muội ta Tô Hoàng, còn có Giang Quốc Công Thế Tử, ta tương lai muội phu. Tô quân giới thiệu đến Giang Ngộ là tương lai muội phu thời điểm, còn có chút không tình nguyện ý tứ miệng bên trong mập mờ suy đoán nhưng là giang ngộ nghe thấy về sau lại là đặc biệt thoải mái rất tốt cái thân phận này hắn thích nhất tuy nhạc quận chúa trượng phu tô gia con rể bọn hắn tương lai muội phu việc ngâm sương đứng ở nơi đó nhu thuận gật đầu không thấy chút nào vừa mới ở phía dưới cùng tô quân giữ dằn dáng vẻ tô hoàng cũng là lần thứ nhất thấy rõ ràng dáng dấp của nàng mọc ra một đôi xinh đẹp mắt hạnh mắt nhân đen nhánh, ngập nước, là mười phần tinh khiết một đôi mắt. Làn da bạch bạch, cười lên có hai cái lớn lúng đồng tiền, môi là sung mãn cánh hoa môi, tiêu chuẩn nồng nhan hệ mỹ nhân. Chỉ là, nhìn quá đơn bạc, nếu như có thế lại thêm chút thịt sẽ tốt hơn nhìn. Tô Hoàng nhìn xem nàng, đột nhiên có loại muốn ném cho ăn xúc động, muốn đem nàng cho ăn phải trắng trắng mập mập. Ngài chính là tuyên nhạc quận chúa, ta nghe nói qua sự tích của ngài. Việc ngâm sương trông thấy Tô Hoàng, trong mắt tản mát ra một loại tên là sùng bái tia sáng. Càng sư phó, ta cũng nghe nói ngươi làm bánh ngọt đồ ngọt kỹ thuật nhất lưu, hôm nay xem như nhìn thấy bản nhân. Lần đầu gặp mặt, Tô Hoàng vẫn là đặc biệt khách sáo. Ta đây không tính là cái gì, ngược lại là quận chúa ngài, ngài kinh doanh ngọc nhan đường nhưng nóng nảy, tại chúng ta Vân Châu, từng nhà đều tại dùng, ta cũng là ra Vân Châu một đường bắc thượng mới biết được, nguyên lai like cái này ngọc nhang đường thế mà khai biến tấn quốc ta mới tới kinh đô liền nghe các nàng nói ngài đem ngọc nhang đường quyên cho triều đình còn lấy ra tài sản riêng phụ cấp quân dân ngài thật sự là người tốt nghe nói liền lớn hơn ta một tuổi thật lợi hại ta thật bội phục ngài việc ngâm sương nhìn xem tô hoàng ánh mắt lửa nóng ba lạp ba lạp nói một tràng tất cả đều là tán dương tô hoàng tô hoàng đều bị nàng làm cho ngượng ngùng ai nha nào có ngươi nói lợi hại như vậy ngươi cũng rất lợi hại có thể làm ra nhiều như vậy tinh xảo lại ăn ngon đồ ngọt hai cái cô nương thương nghiệp lẫn nhau thổi giang ngộ cùng tô quân chỉ có thể nhu thuận ngồi ở một bên chờ lấy một trận ở chung xuống tới tô hoàng phát hiện việc ngâm sương thật nhiều có thế trò chuyện cùng tứ ca đồng dạng nói đến cảm thấy hứng thú chủ đề có thế ba lạp ba lạp nói một đống nhưng là cũng bởi vậy có thể thấy được nàng người này không có gì tâm nhãn tính tình tương đối thẳng cái chủng loại kia. Tô Hoàng liền thích loại này náo nhiệt tính cách, đi tới chỗ nào cũng sẽ không tẻ ngắt, mà lại cùng việc ngâm sương nói chuyện nói chuyện phím, đặc biệt ăn với cơm. Vốn cho là nàng trải qua như thế không trôi chảy, tâm tính chắc hẳn rất là trầm ổn nội liễm, không nghĩ tới thế mà là cái khôi hài nữ. Nhưng dạng này cũng rất tốt, khó khăn cùng ngăn trở cũng sẽ không trở thành đè sập một người lý do, không tim không phổi, mới có thể sống lấy không mệt thần quý phi sinh nhật một ngày trước, Tô Hoàng đi theo Tô Quân tiến cung, đồng hành còn có bếp sau mấy vị chủ bếp, cùng việc ngâm sương. Các nàng đều mang lên mình gia hỏa sự tình, chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần, chuẩn bị kỹ càng tốt đối mặt lần này khiêu chiến. Tới tham gia sinh nhật Yến đều là vương công quý tộc nữ quyến, đến lúc đó mấy vị vương gia vương phi cùng trắc phi đều sẽ tới, mượn cơ hội lần này, mấy cái mới phong vương phi trắc phi nhóm cũng đều thật tốt tụ học một chút đến lúc đó cố nguyệt khả năng cũng sẽ tại trong cung thu xếp một cái tiểu cung điện cho tô quân bọn hắn ở tạm tên là nhanh nhẹn cát nơi này vừa vặn cách ngự thiện phòng rất gần rất thuận tiện bọn hắn làm việc bởi vì lần này là hoàng thượng tìm bọn hắn tiến cung ti thiện cố ý thu xếp đơn độc bếp lò ra tới cho bọn hắn dùng nồi bát bầu bồn đầy đủ mọi thứ bên trong làm việc cung nữ bọn hắn cũng có thể tùy ý phân công tô hoàng nhiều nhất là bồi tiếp một khối tới nhưng là cái gì cũng không cần làm, vẫn đợi tại nhanh nhẹn cắt thẳng đến ngày thứ hai. Thần quý phi sinh nhật, buổi sáng thời điểm tại nàng cung trong nắm hoa uống trà, nước trà chỗ phân phối trà bánh trái cây tất cả đều là từ tô quân bọn hắn chuẩn bị. Buổi trưa yến hội là ăn bữa ăn chính, cơ bản phối trí đều là 8 món ăn một tô canh, trong đó hai cái đồ ăn yêu cầu là thức ăn chay, cộng thêm bữa ăn sau điểm tâm ngọt. Buổi chiều thì là có hy vọng ban tử đến hát hí khúc, nghe hí thời điểm ăn bánh ngọt muốn cùng buổi sáng không giống dù sao toàn bộ ngày từ tô quân nhìn xem thu xếp buổi sáng thời điểm tô hoàng bởi vì bản thân ngay tại trong cung cho nên đến tương đối sớm sớm nhất đến là mộ dung hoài hắn mang theo mình vương phi cùng một chỗ về sau chính là các cung đám nương nương cuối cùng mới là những thân vương kia phi quận chúa đám công chúa bọn họ cố nguyệt quả nhiên đến nàng cùng triệu tuệ cùng đi mộ dung sinh không đến các hoàng tử trừ mộ dung hoài bên ngoài đều không có tới, bởi vì cũng không phải bọn hắn mẹ đẻ, cho nên vương phi đi là được rồi. Mỗi cái vương phủ đều chỉ mang một cái trắc phi, tấn vương phủ bên này mang thì là cố nguyệt. Không ngạc nhiên chút nào, tô hoàng cùng nàng đụng tới, nàng đứng tại triệu tuệ bên cạnh thân. Triệu tuệ ăn mặc rất có chính cung khí độ, ung dung hoa quý, nàng thì là còn lấy thanh tân đạm nhã làm chủ, chỉ là tóc đã toàn bộ co lại, trải thành phụ nhân búi tóc. Chương 424, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tô Hoàng cùng các nàng đụng cái mặt đối mặt, trông thấy Triệu Tuệ, nàng rất lễ phép hành lễ. Gặp qua Tấn Vương phi. Triệu Tuệ trông thấy Tô Hoàng, rất khinh thường cười cười, bây giờ nàng xem như tuần vương người bên kia, cùng nàng Tấn Vương phủ là đối mặt chính, thái độ tự nhiên cũng không tốt lên được. Mà Cố Nguyệt, nàng trông thấy Tô Hoàng, cảm thấy rất không được tự nhiên trước đó lời thề son sắc tại người ta trước mặt khoe khoang đằng sau mạnh mẽ đánh mặt đến mức nàng hiện tại trông thấy tô hoàng đã cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có nàng tận lực không nói lời nào giảm xuống mình tồn tại cảm thế nhưng là tô hoàng không có cách nào làm như không nhìn thấy nàng cố trắc phi gần đây có mạnh khỏe hai người bây giờ ai cũng không cần hướng ai hành lễ xem như ngang vai ngang vế nhưng là cố nguyệt là tiểu thiếp cường điệu đến nói lời vẫn như cũ không bằng tô hoàng cao quý cố nguyệt kéo lên một cái rất cứng đờ nụ cười ta rất tốt vương gia đối với ta rất tốt đa tạ quận chúa mong nhớ nàng tận lực nói vương gia đối nàng rất tốt câu nói này cũng không biết là nghĩ biểu đạt cái gì triệu tuệ nghe vậy cảm xúc trực tiếp treo mặt không che giấu chút nào liếc mắt cái này tiểu tiện nhân có cái gì tốt khoe khoang thời trẻ qua mau nhìn nàng có thể được ý bao lâu Tô hoàng nhìn xem triệu tuệ cái này một thân mùi thuốc súng nghĩ thầm vẫn là cách xa một chút tốt miễn cho cái này trong bóng tối chiến hỏa lan đến gần chính mình nguyên tắc bên trong cố nguyệt có các ca ca cưng chiều còn có gian quốc công phủ ân tình nàng lên làm chính phi danh chính ngôn thuận nhưng hôm nay hết thảy đều biến nàng bị triệu tuệ đè ép một đầu chắc hẳn tại vương phủ thời gian cũng không nhất định tốt qua thật sự là như người uống nước ấm lạnh tự biết a à. Nếu như mình không xuyên qua, cố nguyệt nhân sinh vẫn như cũ có thế một đường bật hắt. Cũng không có biện pháp, nàng đến liền không thể dựa theo kết cục đi, dựa theo nguyên bản kịch bản đi, không phải nàng lúc này đã treo. Làm người không vì mình, trời tru đất diệt, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Giữa trưa mở yến hội thời điểm, hoàng thượng cố ý tới, bồi tiếp thần quý phi ăn cơm, cho nàng khánh sinh. Một ngày này xuống tới, tô quân đem hết thảy an bài thỏa đáng, rõ ràng để người tìm không ra một tia sai lầm đến mà lại món ăn thật nhiều ăn ngon sự chú ý của mọi người đều tại mỹ thực phía trên bất luận là món ăn vẫn là điểm tâm đồ ngọt đều ăn rất sạch sẽ người trong hoàng thất ăn cái gì chú trọng ăn chẳng qua ba một món ăn chỉ ăn ba đũa tô quân biết đạo lý này cho nên món ăn lấy tinh xảo làm chủ phân lượng không nhiều một cái bàn hai người vừa vặn một người mấy đũa cũng liền không có Kiến hội kết thúc, đám người vừa lòng thỏa ý, đều đang tính toán lấy chờ mình lo liệu sinh nhật thời điểm, cũng phải mời Trừng Lâu tới làm, cũng không biết lo liệu một trận cần bao nhiêu bạc, dù sao rất có phô trương liền đúng rồi. Trừng Lâu đi cấp cao tiêu phí lộ tuyến, món ăn định so sánh giá cả nơi bình thường cao, bây giờ Trừng Lâu khách hàng cũng là đàm tiếu có hồng nho, vãn lai like không bạch đinh, chân chính dung nhập thượng tầng xã hội vòng tròn. Hoàng thượng thấy thần quý phi cao hứng, thế là vung tay lên ban thưởng rất nhiều kỳ trân dị bảo cho tô quân, càng là tự tay đề tấm biển, viết xuống, thiên hạ đệ nhất lâu năm chữ to, hoàng thượng chữ cũng là có chút điểm đồ vật, hạ bút cứng cấp hữu lực, trầm ổn đại khí. Làm thành thiếp vàng bản hiệu, đến lúc đó treo móc ở trường lâu trong đại sảnh, đây chính là sống chiêu bài. Thưởng xuống tới thời điểm, tô quân nhìn xem bức chữ này, mười phần kiêu ngạo, cảm giác sự nghiệp của mình kiếp sống đã viên mãn. Tô Hoàng nhìn xem một màn này, nghĩ thầm đây cũng là nêu ý chính, tứ ca vẫn như cũ như nguyên tắc một loại đạt được ngự tứ thiên hạ đệ nhất lâu vinh quang, mà lại nó vinh dự trình độ, viễn siêu nguyên tắc. Trung tuần tháng 8 lên, mãi cho đến cuối tháng 9, gia ngộ không thấy tâm hơi, nửa tháng đến nay một mực bồi tiếp mộ dung hoài ra rõ tham ô một án. Tham ô án đã gần đến hồi cuối, mộ dung hoài cùng mộ dung sên nắm giữ chứng cứ đều không khác mấy, trước trước sau sau hết thảy bắt tới gần 20 tên tham ô quan viên lớn đến nhị phẩm tam phẩm quan kinh thành, nhỏ đến lục phẩm thất phẩm ngoại phóng quan, toàn bộ chứng cứ vô cùng xác thực, vàng rồng bạc trắng từ phủ đệ tìm ra đến, hai bên chỗ điều tra ra tham ô tiền tham ô, cộng lại cao đến 35 vạn lượng nhiều. Cái này 35 vạn lượng, đầy đủ nuôi sống một chi bảy, 8 vạn người đại quân đội, lại dư xài. Thánh thượng tức giận, đem những quan viên này dựa theo tội danh, cùng nó gia quyến cùng nhau hạ ngục. Trong lúc nhất thời, hình bộ cùng đại lý tự nhà tù kém chút không đủ dùng đến lúc đó dựa theo bọn hắn chỗ tham ô ngân lượng mức luận tội nên xếp nhà xếp nhà nên lưu vong lưu vong đừng mong thoát đi một ai lần này mộ dung sên cùng mộ dung hoài xem như cân sức ngang tài đánh cái thế hòa bọn hắn năng lực thánh thượng cũng đều nhìn ở trong mắt hai cái hắn cũng khoe trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến hoàng thượng càng thưởng thức hoàng tử nào chủ yếu là Hoàng thượng gia phong thuộc phi vì quý phi, thần quý phi trực tiếp gia phong hoàng quý phi, xử lý sự việc công bằng không nói, còn đem một vài phẩm cấp thấp, thấp tầng phi đến cái lớn gia phong. Từ Chiêu Nghi ngay tại lần này tấn thăng trong danh sách, thăng làm phi vị, tứ phong xưng là trang, sau đó chính là trang phi nương nương. Tuy là phi vị, nhưng không tại tứ phi bên trong, vẫn là sao quý thuộc đức hiền muốn thấp một cấp. Thế nhưng nên thỏa mãn, về sau hoàng thượng nếu là không có tốt xấu vẫn là cái thái phi đâu. Giang ngộ trở lại kinh đô thời điểm, cách cùng tô hoàng đại hôn chỉ còn lại 7 ngày, cứ việc trước khi đi đã chào hỏi, nhưng là hắn tại trước hôn nhân liên tiếp rời đi nửa tháng, vẫn là rất sợ hãi tô hoàng ngại. Trên thực tế tô hoàng căn bản cũng không để ý, người ta có chính sự muốn làm, nàng để ý cái gì. Vừa vặn, trước hôn nhân cũng không cho phép hai người gặp mặt, nàng liền yên lặng, thành thành thật thật trong nhà đợi gã là đủ. Tô Phủ lại bắt đầu bận rộn, cho Tô Hoàng chuẩn bị đồ cưới, còn có đại hôn một ngày trước cả nữ yến. Đây hết thảy đều là Tô Mẫu còn có Tôn Linh Nhi xử lý, Lạc Khê Trúc từ nhỏ liền đi theo lão sư học tập quản gia, còn có các loại tiệc rượu bố trí, đối một cái đại gia khuê tú đến nói, đây là nhất định phải sẽ kỹ năng. Nàng tại Tô Phủ như thế ở, cũng muốn muốn ra chút khí lực, cho nên liền chủ động đưa ra hiệp trợ Tô Mẫu xử lý Tô Hoàng hôn sự. Tô Mẫu rất thản nhiên đáp ứng, hiện tại lại giúp quản cũng được, về sau Thanh Lê cũng liền thêm một cái giúp đỡ. Lạc Khê Trúc tự nhiên không biết Tô Mẫu là tính toán như vậy, nếu là biết, chỉ sợ là lại muốn thẹn thùng. Có quan hệ với Tô Hoàng Đồ Cưới, đại ca làm người Thanh Liêm, trước đó không lâu mới cưới Thẩm Thanh Lê về nhà, cái đôi này tư sổ sách không nhiều, cuối cùng Thẩm Thanh Lê lấy ra mình đồ cưới, cho Tô Hoàng mua thêm giá trị 5 vạn lượng đồ cưới. Tô mộ những năm này bên ngoài làm nghề y, cũng để giành được đến một chút tài sản, diệt trừ cho Tôn Linh Nhi xính lễ, hắn đem mình có thể cho đều cho Tô Hoàng, mặc dù không nhiều, nhưng trọng trong lòng ý. Tô Thần liền càng thêm không cần phải nói, hắn một cái võ tướng, phải những cái kia ban thưởng tất cả công sổ sách bên trong, tăng thêm trên người mình có, không sai biệt lắm ba vạn lượng đồ vật, hắn để Tô Mẫu cho hết gia nhập Tô Hoàng đồ cưới, sửng sốt không cho mình lưu một điểm lão bà bản. Tô quân là làm ăn, căn bản cũng không thiếu bạc, hai nhà trường lâu lợi nhuận, trừ bỏ nguyên bản liền phải cho Tô Hoàng một nửa, còn có cho triều đình thu thuế, chính hắn để giành được không sai biệt lắm bảy, tám vạn hai, cũng trực tiếp cầm năm vạn lượng ra tới cho Tô Hoàng. Cuối cùng là Tô Dịch, hắn hiện tại là nổi danh đại nho, tùy tiện vẽ một bức họa liền có thể bán mấy ngàn lượng, hắn lấy ra mình tiền tiết kiệm, cũng cho Tô Hoàng thêm ba vạn năm ngàn hai đồ cưới. Chương 425, mù tạc đẹp trai sao. Tô Hoàng mang lên gian ngộ cho những cái kia xính lễ, lại thêm các ca ca cho đồ cưới, tuyệt đối được xưng tụng 10 dặm hồng trang. Mấy người ca ca nhóm cho đồ cưới, cộng lại gần 20 vạn lượng đồ vật, cũng quá dọa người. Nàng đều không cần ngoài định mức mang mình tài sản, bằng không thì cũng quá mức làm người khác chú ý đi. Đồ cưới đã toàn bộ kiểm kê thùng đựng hàng, Tô Hoàng vẫn cảm thấy dạng này quá kiêu căng, liền đề nghị đem gian ngộ xính lễ giảm đến một nửa, tạm thời chuyển đến sát vách phủ đệ đi, chỉ đem một nửa đến quốc công phủ. Nàng không muốn bởi vì đồ cưới quá nhiều mà gây nên chúng nghị. Tô cảnh cảm thấy cũng thế, mang nhiều như vậy đi qua, hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta ánh mắt, không bằng liền mang một nửa, tăng thêm các ca ca chuẩn bị, cũng có 199 nhất đồ cưới. Liền cái này, tại kinh đô tất cả gã con gái trong gia tộc đến xem, đều là rất có phô trương. Dù sao, hoàng hoàng những tài vật kia bọn hắn cũng sẽ không ngấp nghé, đều là để lại cho nàng. Cuối cùng, cứ dựa theo tô hoàng ý nghĩ, đem Giang ngộ mang tới xính lễ, một nửa đều đặt ở sát vách phủ đệ, đến lúc đó ra thân, cũng chỉ mang đi các ca ca chuẩn bị những cái kia cùng xính lễ một nửa liền tốt. Tô Hoàng chậm chút thời điểm trở lại trong viện, lại phát hiện gia ngộ cái thằng này đột nhiên xuất hiện tại nàng đu dây trên kệ mỗi khi lúc này lưu vân cùng lưu huỳnh cuối cùng sẽ rất tự giác lui ra đem một mình không gian để lại cho hai người làm sao ngươi tới rồi không phải nói thành thân nữa trước tháng cũng không thể gặp mặt sao tô hoàng đứng ở trước mặt hắn nhìn xem hắn nghi ngờ hỏi giang ngộ nhìn nàng đến trực tiếp đứng lên không nói lời gì đem nàng ôm vào trong ngực cúi đầu tham lam ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát nhưng ta đều đã hơn nửa tháng không nhìn thấy ngươi ta rất nhớ ngươi hắn ngữ khí có chút bỉ khuất một nháy mắt để tô hoàng mềm lòng nàng vỗ nhẹ lưng của hắn giống như là trấn an tiểu cẩu cẩu đồng dạng cốt a à, vậy hôm nay ban đêm thấy liền phải chờ đến đại hôn gặp lại lạc giang ngộ nghe vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng nha đầu này lúc nào như thế mê tín thế mà thật đúng là để ý những thứ này ta mặc kệ những quy củ này ta nghĩ ngươi liền muốn trông thấy ngươi một câu nói kia giang ngộ lại nói lên bá đạo tổng giám đốc hương vị tô hoàng sửng sốt một chút nghĩ thầm mù tạt đẹp trai sao kết quả còn tại ngay người lúc một cái đại thủ chế trụ sau gáy nàng mùi vị quen thuộc đã đưa nàng bao bọc trên môi truyền đến ôn nhuận mềm mại giang ngộ cái này một nụ hôn hôn đến mười phần ôn nhu còn rất dài dòng thật lâu hắn rời đi môi của nàng đỏ mắt đuôi tô hoàng con mắt cũng biến thành thủy quan liễm diễm bờ môi bị mút có một chút sưng đỏ để nàng xem ra càng thêm mê người bây giờ đu dây đã bị tăng thêm một cái chỗ tựa lưng chính là sợ nàng không cẩn thận ngã xuống hai người lặng lặng dựa chung một chỗ ngồi tại đu dây bên trên có chút đi lại gió đêm từ tới càng đến gần hôn kỳ giang ngộ càng cảm thấy hết thảy đều không chân thực nếu không phải người bên cạnh chính xác tồn tại hắn kém chút cho là mình tại làm một cái rất tốt đẹp mộng nếu là mộng tỉnh nên làm cái gì? Hắn đột nhiên từ nâng lên mình tay, viên kia tạo hình kỳ lạ nhẫn vàng còn mang theo trên tay, tự như là vì hắn đo thân mà làm. Nếu như không phải là bởi vì cho hắn cản tay, thiếu thốn một góc. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, nó sớm đã thay thế trước kia viên kia nhẫn ngọc, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Tô Hoàng dựa vào hắn, có thể là quá an tĩnh, dần dần buồn ngủ, nàng không cố kỵ gì nhắm mắt lại, lại mở mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Cái này ngủ một giấc, quả thực không nên quá dễ chịu, một đêm không mộng, tinh thần sảng khoái. Thật giống như đêm qua nhìn thấy giang ngộ giống như là làm giấc mộng. Mùng 8 tháng 9 một ngày này, Tô phủ đến rất nhiều tân khách, rất nhiều còn không có lấy chồng thế gia thiên kim nhóm, đều tự hành đến đây làm bạn Tô Hoàng, gia gia cũng tới. Các nàng sẽ vẫn đợi đến ngày mai, thẳng đến đưa Tô Hoàng xuất giá mới thôi hôm nay là gã nữ yến phủ thượng đặc biệt náo nhiệt các cô nương đều canh giữ ở nàng trong viện theo nàng nói chuyện phiếm các cô nương tập hợp một chỗ luôn luôn náo nhiệt mọi người líu ríu thảo luận y phục đồ trang sức song phấn những cái này nữ nhi gia thích đồ vật quả nhiên mặc kệ tới khi nào nữ hài tử đều là chỉ đối với mấy cái này quần áo giày đồ trang điểm cảm thấy hứng thú cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có mua 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 đối với nữ hài tử đến nói căn bản không phải bệnh. Khó được trông thấy quý nữ nhóm như thế hòa khí, bởi vì, lúc trước thích tranh, đó là bởi vì có tranh đoạt đối tượng, cho nên mọi người thích đấu võ mồm da, làm âm dương. Mà bây giờ, kinh đô chất lượng tốt nam đều đã danh thảo có chủ, ví dụ như mấy cái hoàng tử, hiện tại cũng đã phong vương, cũng có vương phi cùng trắc phi, gia ngộ cùng tô hoàng hiện tại là một đôi, không có gì tốt cướp. Dù sao về sau, tất cả mọi người là cô nương tốt riêng phần mình gã binh sĩ ai cũng chịu không được ai tự nhiên mà vậy mọi người cũng liền hòa khí gia thành mấy ngày trước đã đem mèo con đưa tới tô hoàng cho chúng nó dựng lâm thời ổ còn để ám vệ đi thông báo giang ngộ tại quốc công phủ cho nàng hai con mèo toàn bộ thoải mái ổ giang ngộ thu được tin tức lập tức để người tại hắn trong viện đưa ra một gian phòng trống còn chuyên môn tìm người thỉnh giáo gia thành quận chúa mèo phòng muốn làm sao bố trí bình thường đều ăn chút gì. Thu xếp mấy người thu thập tương đối phù hợp. Gia Thành đem biết đến đều nói cho hắn người, giang ngộ liền dựa theo cao nhất quy cách đặt mua tốt hết thảy, chỉ chờ mèo chủ tử vào ở. Giang ngộ một khi đối một người để bụng, quan tâm, đó chính là mọi chuyện có đáp lại, kiện kiện có rơi. Đại hôn một ngày trước, tô phủ bên kia phi thường náo nhiệt, quốc công phủ cũng đã dăng đèn kết hoa, khắp nơi có thể thấy được đều là lụa đỏ cùng song hỉ còn treo bên trên một dải đèn lồng đỏ, liền trên cây đều cột lụa đỏ. Quốc công gia trong nhà nhàn rỗi, liền cả ngày cùng quản gia cùng nhau nghiên cứu bố trí tòa phủ đệ này. Trong phủ bao nhiêu năm đều không có việc vui, lần này thật tốt náo nhiệt một chút, thêm chút hỉ khí cùng nhân khí, không phải cái này lớn như vậy tòa nhà, nhìn xem quái quản cua ẻ. Trong phủ từ trên xuống dưới đều bận biểu xấu, duy chỉ có tường vi viện quản cua ẻ, gian chấn đến phủ thượng, Ninh Vi cũng không dám ra ngoài tản bộ, chỉ có ban đêm trời tối, nàng mới ra ngoài thấu khẩu khí, còn sợ gặp phải gian chấn. Cái này kêu là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, trong nội tâm nàng có quỷ, cho nên sợ thành dạng này. Giang Yển mỗi ngày đều đi sớm về trễ, vẫn như cũ trải qua chiêu mèo đùa chó, ăn chơi đàn điếm sinh hoạt, quân doanh 3 năm, không có chút nào thay đổi, chẳng qua tại đầu bếp doanh, hẳn là cũng học không đến cái gì hắn có đôi khi trông thấy gian chấn, khách khách khí khí lên tiếng chào hỏi, sau đó tự giác cách xa xa. Mỗi lần gian chấn nhìn thấy hắn cùng mình chào hỏi, cũng lãnh lãnh đạm đạm ứng một tiếng, dù sao họa không kịp vô tội trẻ con, lúc ấy hắn còn nhỏ. Ninh Vi mặc kệ nhà về sau, trong nhà rất nhiều chi tiêu đều tiết kiệm xuống tới, quản gia đem quốc công phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Giang ngộ phòng cưới cũng bố trí tốt, lọc vào trong tầm mắt đều là vui mừng màu đỏ tỳ nữ nhóm ra ra vào vào bố trí. Trong viện trồng rất nhiều phù dung hoa, đầu tháng 9, phù dung mở chính thịnh, đầy sân phù dung mùi thơm ngát. Chạng vạn tối, phong ảnh mang theo nâng cao cái bụng lớn thu nương đến quốc công phủ, thiếu chủ lập tức đại hỷ, hắn phải ở bên cạnh nhìn tận mắt mới được. Chương 426, đại hôn đêm trước. Bởi vì tân phòng vừa mới bố trí tốt, buổi tối hôm nay gia ngộ được tại thiên phòng. Cái này mắt thấy liền đến sơ. Cửu, gian ngộ trong lòng vậy mà sinh ra rất nhiều lời không rõ không nói rõ cảm xúc, tóm lại để hắn vô cùng khẩn trương cùng bối rối. A Nam mang theo phong ảnh lúc tiến vào, đã nhìn thấy như thế một màn. Nhà bọn hắn thiếu chủ chấp tay sau lưng, trong sân đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang trời, thỉnh thoảng chạy tới nhìn xem phù dung ngẩn người, hoàn toàn không có phát hiện hai người bọn hắn đến. Dựa theo dĩ vãng, thiếu chủ tính cảnh giác rất cao bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn bây giờ nhìn làm sao thiếu chủ bóng lưng có chút tử bàng hoàng đâu thiếu chủ đây là tại làm gì phong ảnh ôm lấy cánh tay nghiêng đầu hỏi a nam a nam nhún vai lắc đầu không biết a à, mấy ngày nay đều là dạng này cảm giác hồn đều ném như vậy nhất là hôm nay nhìn kỳ kỳ quái quái ta luôn cảm thấy thiếu chủ khí tức bất ổn phong ảnh nghe vậy thế nào loại này hình dung hắn có chút quen thuộc đâu cẩn thận nghĩ nghĩ hắn đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ sau đó vỗ nhẹ a nam bả vai đi làm việc đi ta cùng thiếu chủ phiếm vài câu a nam là phong ảnh mang ra đồ đệ hiện tại hắn xem như về hưu mỗi ngày trong nhà chiếu cố vợ con cho nên a nam tiếp nhận hắn tại thiếu chủ bên người vị trí trông coi dưới đấy những cái kia ám vệ ngày bình thường thu xếp điều khiển a nam gật đầu sau đó rời đi ngày mai thiếu chủ đại hôn trong phủ an toàn nhất định phải cam đoan tốt hắn không hy vọng thiếu chủ hôn sự ra cái gì ngoài ý muốn hoặc là có bất hảo sự tình phát sinh thiếu chủ phong ảnh ở phía sau hôn một tiếng giang ngộ lúc này mới lấy lại tinh thần ngươi đến ngồi đi giang ngộ là đem phong ảnh làm ca ca nhìn hắn lớn hơn mình mấy tuổi bồi tiếp mình lớn lên từ tiền tuyến sau khi trở về hắn liền nghĩ, hắn đi theo mình nhiều năm như vậy, một mực lấy mình làm trung tâm, thật vất vả trong lòng có lo lắng người, là thời điểm để hắn qua sống yên ổn thời gian, không cần đi theo mình nửa mũi đau liếm máu. Bây giờ phong ảnh đến, hắn cũng coi hắn là thành lão bạn một loại đối đãi. Thiếu chủ, đây là lập tức sẽ cưới được quận chúa, cho nên bắt đầu kích động, khẩn trương sao. Ngồi xuống, hắn liền trực tiếp điểm phá gia ngộ tâm cảnh. Hắn không thể phủ nhận, mình bây giờ đích thật là rất kích động còn rất phấn khởi đồng thời còn xen lẫn khẩn trương nhìn hắn vẻ mặt này chính là ngầm thừa nhận phong ảnh lập tức nở nụ cười thiếu chủ ngươi cảm giác như vậy ta thấm sâu trong người trước đó ta cùng thu nương trước hôn nhân mấy ngày nay cũng là phi thường kích động vừa khẩn trương cảm giác thời gian mỗi một khắc đều thật là khó chịu ngủ lại ngủ không được chỉ có thể bóp lấy ngón tay tính thời gian Giang ngộ nghe hắn kiểu nói này, ánh mắt sáng lên, đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này, quả thực giống nhau như đúc. Hắn chính là cảm thấy thời gian đặc biệt gian nan, tự như là đang từ từ chuyển đồng dạng, mấy ngày nay ban đêm vừa nằm xuống, luôn luôn dễ dàng tỉnh, tỉnh lại nhiều lần đều phát hiện trời còn chưa sáng. Hắn muốn đi tìm Tô Hoàng, nhưng là lại trở ngại những cái kia cái gì trước hôn nhân không thể gặp mặt tập tục. Thật vất vả đến số 8 ngày hôm đó, lại cảm thấy ban ngày đặc biệt dài dằng dặc thiếu chủ ta cho ngươi biết một hồi ngươi cứ uống hơn mấy miệng rượu sau đó nằm vịt xuống giường rất nhanh liền ngủ đợi đến buổi sáng ngày mai đến canh giờ tự nhiên có người gọi ngài tỉnh lại cam đoan không chậm trễ sự tình phong ảnh bắt đầu cho giang ngộ nghĩ kế có thể để cho thời gian trôi qua nhanh một chút hắn là thật không kịp chờ đợi muốn gặp được tô hoàng hồng trang bộ dáng muốn đem nàng cưới về nhà cái chủ ý này còn rất khá giang ngộ cảm thấy có thể hắn đứng dậy vỗ nhẹ phong ảnh bả vai tạ huynh đệ một hồi tìm a nam chiêu đãi ngươi đi ta đi tìm rượu nói gió chính là mưa giang ngộ trực tiếp vứt xuống phong ảnh sau đó tìm rượu đi rất nhanh hắn tìm hai vò tử rượu lâu năm đến còn tìm mấy cái ám vệ phân phó giờ dần đúng giờ gọi ta lên ngàn vạn nhớ kỹ đừng chậm trễ còn có chuẩn bị kỹ càng giải rượu thuốc. Hắn sợ mình uống rượu hỏng việc, nhưng là hắn cứ yên tâm đi, như thế lớn thời gian, ai phạm sai lầm hắn cái này chuẩn tân lan cũng sẽ không phạm sai lầm. Hắn trực tiếp cho mình rót hai vò tử rượu vào trong bụng, như thế uống không say mới là lạ, lạ, hắn nằm tại trên giường, những ngày này ngủ không ngon, một nháy mắt buồn ngủ mông lung, liền mê mang. Cùng lúc đó, trước khi xuất giá đêm ngủ không được cộng thêm khẩn trương còn có tô hoàng. Nàng là tân nương tử, ngày mai sẽ phải lấy chồng, đây là nhân sinh đại sự, sống hai đời lần đầu, nào có không khẩn trương. Nhưng nàng lại rất chờ mong. Đến trong đêm, quý nữ nhóm đều được an bài đi sương phòng nghỉ ngơi, trong viện chỉ còn lại nàng một người. Tô Mẫu đạp trên bóng đêm mà đến, tối nay nàng chuẩn bị bồi nữ nhi ngủ, tô hoàng là trên người nàng đến rơi xuống thịt, thế nhưng là từ nhỏ mẫu nữ tách rời, tìm trở về đến bây giờ chẳng qua hơn 5 năm, thoáng chớp mắt nàng đều muốn xuất giá nhưng nàng cái này làm mẹ thế mà một lần đều không có theo nàng ngủ qua cùng nàng tâm sự hoặc là nói một chút thì thầm buổi tối hôm nay là cái cơ hội tốt cho nên nàng đến tô hoàng vừa vặn còn chưa ngủ trông thấy tô mẫu đến nàng còn kinh ngạc làm sao cái này canh giờ nàng còn không có nghỉ ngơi mẹ ngươi làm sao còn chưa ngủ a à? buổi tối hôm nay nương muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ hai mẹ con mình Nói một chút thì thầm, dù sao ngày sau liền không có cơ hội. Nói, Tô Mẫu đỏ cả vành mắt, mũi vô cùng chua xót. Tô Hoàng một nháy mắt cũng mũi chua lên, nàng cười gật gật đầu. Tốt, chúng ta đêm nay cùng ngủ. Thế là, Tô Hoàng kéo Tô Mẫu tay tiến phòng ngủ. Hai mẹ con nằm ở trên giường, Tô Hoàng ngủ bên trong, Tô Mẫu ngủ ở bên ngoài, nàng tựa sát bả vai của mẫu thân. Ngày mai ngươi liền xuất giá thời gian này trôi qua thật sự là nhanh a à. lúc trước ta tổng ngóng trong ngươi cùng cô gia sớm ngày tu thành chính quả thật là đến một ngày này ta ngược lại còn không nở tô mẫu nói lại không có nhịn xuống khóc lên tô hoàng đau lòng giúp nàng lau nước mắt mẹ ngươi đừng khóc a à. ta về sau cũng không phải không trở lại ta cũng không phải lấy chồng ở xa gia ngộ tại chúng ta sát vách mua phủ đệ đến lúc đó ta liền chuyển về đến chúng ta vẫn là có thể mỗi ngày gặp mặt như vậy sao được, ngươi mới vừa vặn gã đi, sao có thể liền dọn đi đâu. Khuê nữ, nương nói cho ngươi, mặc dù A ngộ sủng ái ngươi, Giang Quốc Công cũng hướng về ngươi, nhưng là chúng ta cũng phải giảng điểm phép tắc, ngươi đi về sau, dù sao cũng phải tại Quốc Công Phủ chờ lâu một đoạn thời gian, chí ít ngươi phải tại Quốc Công Phủ vượt qua cái thứ nhất năm mới rồi nói sao. Câu mẫu là cái rất giảng đạo lý người, cũng rất hiểu phép tắc, biết làm người. Tô Hoàng cảm thấy nương nói cũng đúng, xác thực không thể vừa qua khỏi đến liền dời ra ngoài. Ừm, ta nghe ngài. Hai mẹ con tối hôm đó, nói rất nhiều xuất phát từ tâm can, nói nói, Tô Hoàng mới ngủ lấy. Buổi sáng trời chưa sáng, nàng liền phải lên tắm rửa trang điểm, một đống lớn sự tình chờ lấy nàng. Chương 427, Đại Hôn, 1 Giờ dần, Tô Phủ liền bắt đầu náo nhiệt, chính xác đến nói, hẳn là Tô Hoàng viện tử bắt đầu náo nhiệt. Lưu Vân các nàng chuẩn bị kỹ càng nước nóng, Tô Hoàng bị Tô Mẫu đánh thức đến, tối hôm qua ngủ trễ, nàng người còn có chút không thanh tỉnh liền ngâm vào thùng nước nóng bên trong tẩy cái thơm thơm tắm. Tắm rửa qua đi, trước tiên đem cưới phục đáy áo mặc vào, phía ngoài cùng món kia lục sắc khăn quàng vai dắt cưới phục thì là lưu đến cuối cùng. Tô Hoàng vương miệng đều là điểm thúy công nghệ chế tác, phía trên khảm nạm trân châu, tất cả đều là sinh ra từ Nam Hải, Phong Nguyệt Sơn Trang chọn lựa ra phẩm chất tốt nhất Trân Châu. Vương miện phi thường tinh mỹ, cho nên tương đối nặng. Những cái này đồ trang sức đều là từ quốc công phủ chuẩn bị, Tô hoàn toàn bộ hành trình không có tham dự, cũng chính là tại vài ngày trước mới nhìn rõ bộ này đại hôn đồ trang sức, bị mạnh mẽ kinh diễm đến. Dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay, vòng tai, tất cả đều là điểm thúy khắc hoa công nghệ, cùng nàng cưới phục phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tục ngữ nói, đỏ phối lục, lớn tục tức phong nhã. Các nàng tại tô hoàng trên mặt bắt đầu bôi bôi lên bôi bên trên trang, miệng son tuyển dụng màu đỏ chót, bôi thành miệng anh đào nhỏ, hai má cũng điểm lên nhàn nhạt son phấn. Tóc bị toàn bộ co lại, thuận tiện một hồi mang phát quan. Kinh điển nhất một bước, muốn tại hai má xương gò má chỗ điểm lên hình cung trân châu. Đây đều là tấn quốc kết hôn tập tục, trân châu kề mặt trang, cái tráng hoa điền cũng là trân châu làm. Đoan trang đại khí, bộ này trang thể hiện tại tô hoàng trên mặt, quả thực đẹp không gì sánh được. Chủ yếu là, nàng cười lên hai điểm lúng đồng tiền nhàn nhạt, càng làm cho cái này trang dung lên cao một cái cấp bậc. Đến đây quan sát quý nữ nhóm đều bị tô hoàng nhan giá trị cho kinh diễm, tuyên nhạc quận chúa Trân Châu kề mặt trang thật sự là quá đẹp mắt. Gặp qua nhiều như vậy mỹ lệ tân nương, nhưng là chỉ có nàng cho người cảm giác không giống. Lâm Tĩnh Xu là xinh đẹp vẻ đẹp, nhưng là Tô Hoàng lại là linh động đẹp. Thẩm Thanh Lê cùng Tôn Linh, cùng Gia Thành, trông thấy trang sau Tô Hoàng, đều kích động xấu. Tô Hoàng ngày bình thường tương đối làm, nàng không thế nào ở trên mặt làm chút đồ vật lung tung ngỗ ngang, tối đa cũng chính là bôi cái miệng son đề khí sắc. Hiện tại, nàng như thế đường đường chính chính cách ăn mặc một chút, đóng vai bên trên hồng trang, lại cố ý nghĩ không ra kinh diễm. Giang Thế Tử trông thấy hôm nay Tô Hoàng, vậy còn không phải cho hắn mê mẩn dán rồi. Mặc vào giác lục sắc theo khổng tước váy dài cưới phục, đeo lên khăn quàng vai, màu đỏ khăn quàng vai phía trên cũng điểm xuyết lấy trân châu, theo lên kim tuyến, tay áo bên cạnh lộ ra màu đỏ đáy tay áo, một bộ này cưới phục, tất cả đều là thẩm thanh lê một châm một tuyến theo ra tới. Đem điểm thúy dây chuyền đeo lên, vòng tay, cùng mấy cái điểm thúy bảo thạch giới chỉ, còn có vòng tay toàn bộ đeo lên, tô hoàn toàn thân đều tản ra quý khí chỉ là những vật này đều thật nặng a à, cái vương miệng kia cũng còn không có đeo lên đâu nàng không dám tưởng tượng nếu là đeo lên về sau phải trọng thành bộ dáng gì cách giờ lành còn có gần một canh giờ thẩm thanh lê hấp thu kinh nghiệm của mình để người làm mấy thứ khẩu vị thanh đạm nhưng là chắc bụng cảm giác mạnh sớm một chút đưa tới cho tô hoàng sớm ăn hết điếm điếm không phải về sau một trận giày vò làm xong sau này sẽ là giữa trưa trong thời gian này là không thể ăn đồ vật nàng sợ tô hoàng tại quốc công phủ đói bụng đến đến lúc đó tôn linh nhi cùng gia thành cùng lạc khê trúc đều sẽ đi qua bồi tiếp nàng các nàng đều vẫn là đợi gã cô nương có thể đi bồi tiếp tân nương tử tô hoàng cũng không già mồm đem mình ăn no mây mẩy sau đó bổ bổ trang nàng nơi này hò hét ầm ĩ năm người ca ca cùng nhau kết bạn đến tô hoàng nơi này nhìn nàng ngày hôm nay năm người ca ca toàn bộ mặt vào tự nhận là nhất lộng lẫy cùng có mặt mũi y phục, cho Tô Hoàng chống đỡ tràn tử. Mấy người bọn hắn đã thương lượng qua, một hồi gian ngộ tới, muốn đem Tô Hoàng mang đi, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phải thông qua bọn hắn năm người ca ca kiểm tra mới được, dịp nhuận trạch cũng tại bọn hắn trong hàng ngũ, một hồi sáu người cùng một chỗ cản cửa. Giang ngộ tại tô cảnh đại hôn thời điểm đã từng gặp qua, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Đêm qua uống nhiều rượu như vậy, hắn mới ngủ thật say, mãi cho đến buổi sáng bị người đánh thức, uống liền hai bát canh giải rượu, lại tắm rửa một trận, hắn mới xem như hoàn toàn thanh tĩnh. Quốc công phủ sáng sớm ngay tại đốt pháo, hắn đem mình trang điểm tốt, mặc vào màu đỏ chót cưới phục, đầu đội kim quang, phát mang lên rớt xuống hai đầu đỏ thủy tinh dây xích, tán ở bên tai, tại sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện. Cái này một thân đỏ, để gian ngộ nhìn lại trận nhìn một cái độ hôm nay hắn so ngày xưa càng thêm hăng hái ngoại tổ phụ trông thấy hắn cái này một thân cao hứng liên tục nói mấy cái chữ tốt cốt 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 quá tốt nhà chúng ta a ngộ rốt cục muốn thành thân đạt được ước muốn cưới cái mình yêu cũng yêu thê tử của mình mẹ ngươi cùng ngươi ngoại tổ mẫu trên trời có linh thiên, có thể an tâm ngày hôm nay lão đầu tử là thật thật cao hứng giữa lông mày đều là ý cười liền ngày bình thường không quen nhìn con rể hôm nay ngay tiếp theo cũng nhìn thuận mắt. Giang ngộ mắt thấy đến đi ra ngoài đón dâu canh giờ, càng đến giờ phút này, hắn càng là hưng phấn, giữa lông mày cũng một mực nhụn ý cười. Nhớ hắn cô nương còn đang chờ hắn, cả người hắn đều là tinh thần sảng khoái. Cuối cùng đã tới xuất phát canh giờ, hắn cưỡi lên buộc lên hoa hồng lớn hãng huyết bảo mã, mang theo đi đón tô hoàng đón dâu đội ngũ còn có hoa kiệu lên đường đi tô phủ. Hắn phù rễ đoàn rất đơn giản, chỉ có A Nam, không ảnh, còn có mộ dung hoài cũng tới, chuyên môn đưa cho hắn trợ trận. Hắn nghĩ, chính hắn hẳn là liền đủ rồi, các ca ca làm khó dễ, hắn có thể một người đến tiếp nhận, đây là một loại ngọt ngào gánh vác. Tô phủ phù dung cát, trong viện những cái kia phù dung hoa nở vô cùng tiên diễm, muôn hồng nghìn tí. Đầy sân đều là phù dung hoa mùi thơm ngát. Các ca ca đi tới, trông thấy đã cách ăn mặc chỉnh tề tô hoàng, từng cái, đều giống như có tâm sự đồng dạng. Có không bỏ, có cao hứng, có tâm chua. Hôm nay nhân vật chính là muội muội của bọn hắn, nàng xem ra so bình thường còn muốn đẹp. Thấy được nàng cái này một thân trang phục, các ca ca không hẹn mà cùng có chút chua xót. Hôm nay qua xong, chính là nhà khác, bọn hắn những năm này cũng coi là đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay đối đãi, Tô Hoàng tựa như là một chậu độc nhất vô nhị hoa, nam nhân trong nhà nhóm tại có năng lực về sau, đều từng ly từng tí tinh tế che chở, nhưng hôm nay đến một cái nam nhân, muốn liền hoa mang bồn cho bọn hắn dọn đi, nghĩ như thế nào đều không được lực. Hoàng hoàng, ngươi hôm nay thật đẹp. Tô cảnh đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Nàng còn không có đeo lên phát quan, bởi vì ngại nặng, là loại gánh vác, cho nên một hồi lúc ra cửa lại mang cũng giống như vậy. Cảm ơn đại ca Tán Dương, ta biết ta rất đẹp. Tô Hoàng cười lên, thừa cơ tự luyến một đợt. Mặc dù ngươi bình thường cũng rất xinh đẹp, nhưng hôm nay ngươi là xinh đẹp nhất. Tô Quân đứng ở phía sau, xen vào một câu miệng tiến đến, vẫn là cái kia phối phương, vẫn là cái mùi kia, rất chính tông, thuộc về tứ ca đặc biệt tính, tùy thời tùy chỗ đều mang ngạo kiều cảm giác. Đến, đem phát quan đái bên trên, để ngủ ca nhìn kỹ một chút, một hồi xong trở về vẽ xuống ngươi hôm nay bộ dáng. Tô dịch đi đến phía trước vừa cười vừa nói. Trước đó phát quan đưa tới thời điểm hắn liền đem quan đơn độc mang đi, sau đó vẽ ra, chính là nghĩ đến lưu cái tham khảo, tiện đem tô hoàng hôm nay đẹp cho ghi chép lại. Chương 428, Đại Hôn, 2 Tô Hoàng nghe lời để người giúp nàng đem phát quan đái bên trên, sau đó đứng tại tô dịch trước mặt chậm rãi chuyển hai vòng. Tô dịch từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, nhìn cưới nuốt vào mặt chi tiết, sau đó một mực ghi ở trong lòng. Hoàng hoàng, ngươi muốn xuất giá, nhị ca thật cao hứng, ngươi có thế gả cho mình chỗ yêu người, nhị ca chúc ngươi quãng đời còn lại đều bình an vui sướng, vạn sự thắng ý, cũng hy vọng ngươi cùng gian ngộ, bạch đầu giai lão, trăm năm tốt hợp. Tô mộ trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn lời nói ra, vĩnh viễn tương đối tả thực. Vậy ta liền nhận lấy nhị ca chúc phúc, ta sẽ dẫn lấy lời chúc phúc của các ngươi, Vĩnh viễn hạnh phúc xuống dưới. Tô Hoàng tách ra một cái nụ cười ấm áp. Tô Thần nhìn xem Tô Hoàng, nhớ tới 5 năm trước lần thứ nhất trông thấy nàng, tiểu cô nương chính là thanh tú động lòng người, tràn ngập ý cười xuất hiện ở trước mặt của hắn, là vui tươi như vậy nhu thuận. Chỉ là khi đó, nàng ngây thơ chưa thoát, bây giờ 5 năm trôi qua, tiểu nha đầu trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, còn muốn xuất giá. Hắn vô số lần nghĩ tới nếu như Tô Hoàng từ nhỏ đã ở bên cạnh họ, không có tính sai liền tốt, cũng không đến nỗi bọn hắn luôn luôn cảm thấy cho nàng làm bạn vẫn là quá ít. Tam ca, ngươi tổng nhìn ta cười cái gì? Tô Hoàng chú ý tới, Tô Thần vừa đến đã nhìn xem nàng cười, liền cũng hỏi ra miệng. Tô Thần nghe vậy, trả lời. Bởi vì cao hứng, cũng rất vui mừng, nhà chúng ta hoàng hoàng rốt cục đạt được ước muốn, gả cho mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử tô hoàng xấu hổ nở nụ cười trên mặt đều là ngọt ngào người ngoài nhìn xem huynh muội này sáu người tình cảm tốt như vậy trong ngôn ngữ đều là vẻ hâm mộ lúc này có người ở bên ngoài hô to nói là tân lan quan đến để mọi người chuẩn bị một chút nghe thấy tân lan đến tôn linh nhi cùng gia thành viện tô hoàng ngồi xuống sau đó lấy ra che mặt quạt tròn đưa cho nàng bởi vì sắp kết hôn Cô hoàng móng ngón tay tại mấy ngày trước liền nhiễm lên màu đỏ chót sơn móng tay. Thiếp tay của nàng liền sinh tinh tế đẹp mắt, bây giờ đem móng tay mài dũa một chút, biến thành hình bầu dục, lại thoa lên màu đỏ chót sơn móng tay, ngoài ý muốn phù hợp. Năm người ca ca đồng loạt ra ngoài, chờ ở trong viện, quý nữ nhóm cũng tất cả đều chạy đến trong viện đi xem náo nhiệt. Giang Ngộ một chút ngựa, cô phủ người liền bắt đầu đốt pháo hắn mang theo bà mối còn có ngộ dung hoài cùng a nam phong ảnh bọn hắn một đường đi vào phù dung các càng đến nơi đây ngược lại càng là không khẩn trương hắn bây giờ đấu trí tràn đầy năm người ca ca nhóm thu xếp đấu thơ luận võ tô quân tự mình liệt một tấm tờ đơn đến lúc đó làm hỏi mau mau trả lời đều là một chút cái gì lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào tô hoàng thích ăn cái gì uống gì dù sao lưu loát nguyên một trang giấy chờ lấy gian ngộ Tô Mộ vốn là cũng nghĩ ra mấy cái đề, nhưng hắn một cái học y, bình thường tiếp xúc không phải thuốc chính là độc, hôm nay cái này tốt đẹp thời gian, nếu là lấy ra làm thành đề mục, không khỏi quá không may. Mà lại, gian Ngộ căn bản không hiểu, đây không phải đập phá quán sao? Cho nên, hắn liền tạm thời bỏ qua hắn. Tô Dịch, hắn cũng không có ra vấn đề nan giải gì, chỉ là giúp đỡ Tô Quân ra mấy cái đề mà thôi, Giang Ngộ họa công, hắn không phải không được chứng kiến nói như thế nào đây người ngoài nghề nhìn xem cũng không tệ lắm người trong nghề nhìn với hắn mà nói rất khó bình giang ngộ bước vào trong viện năm người ca ca đã đợi chờ đã lâu các ca ca ta tới đón hoàng hoàng đi giang ngộ vừa tiến đến nói thẳng ra câu nói này còn cho bọn hắn làm cái vái chào lời này nghe tô quân trách không được lực hắn thật sự là cho tới nay đều rất như quen thuộc a tô quân tức chết Tô Cảnh dẫn đầu, đi đến phía trước. A ngộ, muốn tiếp đi hoàng hoàng, ngươi nhưng phải trước thông qua chúng ta cửa này, ta ra một bài thơ, ngươi đối một bài, đối đến ta hài lòng mới thôi. Đại ca cũng không chậm trễ công phu, trực tiếp liền cắt vào chính đề. Giang ngộ nghe xong, cùng trạng nguyên lan đối thơ, hắn đây không phải tự chuốt nhục nhã sao. Thế là hắn quay đầu mắt nhìn mộ dung hoài. Đại ca, có thế nhờ người ngoài sao? hắn đối không được nhưng là hắn còn mang nhiều như vậy người đâu mộ dung hoài đối thơ rất lợi hại không bằng liền giao cho hắn đi đương nhiên có thể câu cảnh cũng không phải phải đặc biệt làm khó hắn chỉ cần cửa này qua là được mộ dung hoài hiểu hắn ý tứ thế là hắn liền vỗ ngực một cái tô thị lan phóng ngựa đến đây đi ta đến cùng ngươi đúng hắn liền không tin hắn cái này thơ đường tống từ không có một bài có thể sử dụng tô cảnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng thơ rất ứng hôm nay cảnh thất ngôn tuyệt cú mộ dung hoài muốn tìm một bài cùng vận thơ cũng không khó hắn rất nhanh liền đối mặt tô cảnh không có tận lực khó xử mà lại bài thơ này hoàn toàn chính xác rất tốt có thể nói tuần vương điện hạ thơ từ trước đến nay rất tốt luôn có thể diễm kinh bốn tòa nhưng là hắn mỗi lần đều rất khiêm tốn nói là người khác thành quả cùng bản thân hắn không quan hệ hắn chỉ là công nhân bốc phát mà thôi về sau chính là tô quân ra đề mục đề thứ nhất hắn cùng tô hoàng lần thứ nhất gặp nhau là từ lúc nào tô quân nhìn xem hắn nghĩ thầm cái này đề thế nhưng là có hố hắn có thể sẽ cho là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt là tại thổ địa miếu kỳ thật không phải tô hoàng nói là sớm hơn trước đó còn gặp qua nàng rõ ràng nhớ kỹ ngày đó thời gian bởi vì ngày đó là nàng lần đầu đi chào hàng sữa dê tạo cho nên nàng ghi lại thời gian giang ngộ nghe xong nghĩ nghĩ nói ra một đáp án tô quân nghe nói đáp án này có chút chấn kinh không nghĩ tới hắn lại còn nói đúng rồi ngày đó đối với giang ngộ đến nói cũng là khắc sâu ấn tượng kia là hắn ngày đầu tiên đi vào thanh hà huyện tại trong khách sạn gặp không cẩn thận đụng vào hắn tô hoàng mặc dù lúc ấy không để ý thế nhưng là đằng sau nói đến hắn liền nhớ kỹ còn nhớ rõ rất rõ ràng được cái này một đề qua tiếp theo đề Hoàng hoàng thích nhất hoa là cái gì? Hoàng hoàng thích ăn nhất đồ ăn có những cái kia. Hoàng hoàng thích ăn nhất hoa quả có những cái kia. Hoàng hoàng thích nhất nhan sắc có những cái kia. Liên tiếp hỏi thật là nhiều vấn đề, Giang Ngộ tất cả đều từng cái đáp tới, hoàn toàn chính xác. Tô Hoàng trong phòng nghe, khóe miệng nhịn không được dương lên, nghĩ thầm, tính ngươi tiểu tử thận trọng. Thẩm Thanh Lê nhịn không được trêu ghẹo. Hoàng hoàng có phúc lớn a cô gia nhớ kỹ ngươi tất cả yêu thích đúng vậy a à, nguyên lai gian thế tử thế mà như thế thận trọng như phát thật hâm mộ nha gia thành nâng má một mặt gì cười ánh mắt lại đến đi ra bên ngoài còn thừa lại cái cuối cùng đề đây là tô hoàng để tô quân cộng vào cái gì là tam tòng bốn phải cái này đề giang ngộ nhất định phải đáp ra tới đáp không được hắn liền xong đám người nghe xong tam tòng bốn phải đây không phải cho nữ nhân thiết định từ sao? Làm sao còn cần đến trên thân nam nhân rồi? Giang Thế Tử cũng cần tuân thủ tam tòng tứ đức sao? Nghe thấy cái này đề, Giang Ngộ Hiểu ý cười một tiếng. Cái gọi là tam tòng bốn phải tức là, nương tử có lệnh muốn phục tùng, nương tử sinh khí muốn thuận theo, nương tử đi ra ngoài muốn theo, đây là tam tòng. Nương tử trang điểm muốn chờ phải, nương tử sinh khí phải nhẫn phải, nương tử dùng tiền muốn bỏ được nương tử quản giáo phải nhớ phải, đây là bốn phải. Hắn chuẩn xác không sai đáp ra đáp án này, suy nghĩ lập tức bị kéo về bốn năm trước. Bọn hắn đứng tại cánh đồng hoa bên trong, nghiên cứu thảo luận lấy đối tương lai một nửa khác mặt sức tưởng tượng. Chương 429, Đại Hôn, 3 Tô Hoàng lần nữa cười, đám người cũng minh bạch tam tòng bốn đến tận cùng là có ý gì. Thì ra là thế, ngay từ đầu mọi người còn rất nghi hoặc, bây giờ xem ra, chỉ còn lại bội phục. Không thể không khen ngợi một câu, tuyên nhạc quận chúa ngự phu có phương A. Tất cả mọi người phải bắt chước lên, đem cái này nam tử bản tam tòng bốn phải thật tốt phổ cập một chút, tốt nhất là từng nhà đều phổ cập đến loại kia. Các ca ca rất hài lòng, gia ngộ thái độ mười phần đoan chính, vấn đề đều có thể trả lời đi lên, thật giống như sớm nhìn qua đáp án đồng dạng. Cửa ải cuối cùng, chính là cùng tô thần đánh một trận, một trận này đánh tới giúp trợ hứng mà thôi điểm đến là dừng cũng không nhớ rõ là bao lâu hai người thật lâu không có giao thủ bây giờ cũng không biết ai càng hơn một bậc nghĩ đến đánh cái ngang tay không là vấn đề tô thần đi lên phía trước cười nhìn xem hắn chắp tay sau lưng qua hai chiêu từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà giang ngộ thấy thế từ chối cho ý kiến hai người tay không tất sắc đánh lên mỗi một chiêu không có một thức mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đều có hiệu quả như nhau chi diệu hai người sư xuất đồng môn học một cái phe phái võ công đều là điểm đến là dừng không có thương tổn đến đối phương giang ngộ thời khắc nhớ kỹ hôm nay mình là tân lan quang kiểu tóc nhất định không thể loạn tư thế cũng nhất định phải soái đánh trên trăm cái hiệp xuống tới phân không ra thắng bại vẫn là thuộc hạ nói một câu giờ lành đã đến không sai biệt lắm có thể thu tay lại tô thần lúc này mới dừng lại vuốt vuốt y phục bên trên nếp uống giờ lành đã đến khảo nghiệm của ngươi đã thông qua tiếp hoàng hoàng đi thôi giang ngộ để a nam giúp mình sửa sang một chút hắn nghĩ lấy tốt nhất bộ dáng nhìn thấy tô hoàng vừa mới đánh nhau trừ y phục có chút nếp uống bên ngoài địa phương khác cũng còn tốt trong phòng tô hoàng cũng đã chỉnh lý tốt chờ lấy đại ca cổng mình đi phòng trước bái biệt cha mẹ Hoàng Hoàng, ta tới đón ngươi. Giang ngộ đi đến, vừa vặn Tô Hoàng quay người, hắn trông thấy nàng đẹp nhất bộ dáng. Trong nháy mắt đó, phản phất thời gian đình chỉ, trong mắt của hắn chỉ còn lại một màn kia thân ảnh. Cười lên hai lúng đồng tiền, còn nhớ rõ năm đó, ánh mắt hắn nhìn không thấy, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn tiểu tâm cơ nói láo. Về sau, hắn phát hiện mình là cấm, gặp hạn triệt triệt để để cái chủng loại kia hắn đưa tay tô hoàng đưa tay cho hắn đi đến trước người hắn hai người nhìn nhau ánh mắt của hắn đầy tràn thâm tình tô hoàng có chút ngửa đầu nhìn xem hắn nuốt nước miếng một cái trực tiếp thốt ra ngươi ngươi hôm nay xem thật kỹ a à? giang ngộ nghe vậy thổi phù một tiếng liền nở nụ cười trông thấy tô hoàng phản ứng này hắn mười phần thỏa mãn cười như là một cái yêu nghiệt hắn cúi người đến bên tai nàng thì thầm một câu thích không từ hôm nay trở đi, chỉ thuộc về ngươi. Tô Hoàng nghe được tim cứng lại, nhịn không được giận hắn liếc mắt, ánh mắt này rơi vào gian ngộ trong mắt, mười phần hoạt bát, lại còn mang theo vài phần phong tình. Tốt, chúng ta đi thôi, đừng lầm giờ lành. Tô Cảnh đánh gãy hai người liếc mắt đưa tình. Hắn có chút không lưng, nửa ngồi tại Tô Hoàng trước người. Đi lên, đại ca cổng ngươi đi ra ngoài. Tô Hoàng một nháy mắt rơi nước mắt, hai giọt nước mắt tràn mi mà ra. Nàng ghé vào tô cảnh trên lưng, tô cảnh rất nhẹ nhàng đem nàng cổng lên đến, tại cái khác bốn người ca ca ánh mắt hâm mộ bên trong, cổng tô hoàng ra viện tử. Tôn Linh Nhi các nàng ở phía sau giúp nàng dẫn theo váy, gian ngộ đi theo bên người của hắn, con mắt nhìn chầm chầm vào tô hoàng bên mặt. Bởi vì cái tập tục này, có quan hệ với cái nào ca ca lưng tô hoàng xuất giá vấn đề, năm người ca ca tranh chấp không ngớt, ai cũng nghĩ lưng tô hoàng. Nhưng là cuối cùng, bị Tô Cảnh một câu, ta là đại ca, lẽ ra phải do ta lưng cầm xuống. Cho nên, các ca ca đều rất hâm mộ và không cam tâm, bởi vì bọn hắn cũng muốn cổng hoàng hoàng xuất giá. Đi đến một nửa, Tô Hoàng nhìn đại ca Thái Dương có mồ hôi rịn, tưởng rằng mình quá nặng đi, để hắn mệt mỏi, thế là ghé vào hắn đầu vai hỏi hắn. Đại ca, ta có phải là quá nặng đi? Ai ngờ, Tô Cảnh cười lắc đầu, không nặng, nhà ta hoàng hoàng không có chút nào nặng, là cái này mặt trời quá lớn. Tháng 9 còn rất nóng, cổng người đi mấy bước, hoàn toàn chính xác sẽ nhịn không được suốt mồ hôi. Đi vào phòng trước, tô phụ tô mẫu ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên, hôm nay cặp vợ chồng xuyên cũng rất vui mừng. Nàng hôm nay cũng đem mình nhất thể diện y phục đồ trang sức lấy ra, cặp vợ chồng bây giờ, nửa phần cũng nhìn không ra trước kia là nông dân, thật giống như sinh ra chính là nhà giàu sang đồng dạng. Đoan trang hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tôn thần y vợ chồng, cùng cửu cửu cùng mợ cũng tại, ngồi tại hạ thủ, tô cảnh đem tô hoàng buông ra, tô hoàng cùng gian ngộ song song đi vào đại sảnh, sau đó đồng thời cho tô phụ tô mẫu quỳ xuống. Nữ nhi bái biệt phụ thân mẫu thân. Nàng trịnh trọng cùng gian ngộ dập đầu lạy ba cái, tô mẫu cùng tô mẫu liên tục gật đầu, vui đến phát khóc. Đứng dậy đem hai người dìu dắt đứng lên, Tô Mẫu lời lẽ khuyên nhủ đối Tô Hoàng nói: "Ngươi cùng cô gia nhất định phải thật tốt, mỹ mãn sống hết đời." Tô Hoàng gật đầu, cười khóc. Tô phụ lôi kéo Tô Hoàng tay, đem nàng tay tự mình bỏ vào gian ngộ trong lòng bàn tay. "A ngộ, ta đem Hoàng Hoàng giao phó cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt nàng, đợi hắn như Châu Như Bảo, biết sao?" Cẩn tuân nhạc phụ đại nhân dạy bảo, Giang ngộ yên lặng nắm chặt tô hoàng tay. Người một nhà đưa các nàng đi đến trong viện, xuống thang thời điểm, Giang ngộ trực tiếp đem tô hoàng ngồi chỗ cuối bế lên, nhanh chân đi ra ngoài. Tô hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể ôm sát cổ của hắn, quạt tròn phía trên tu cờ đều quấn quanh đến cùng một chỗ. Tôn Linh Nhi tranh thủ thời gian lấy tới, đem phía trên tu cờ giải khai. Giang ngộ đặc biệt cao hứng, nụ cười trên mặt không ngừng đều nói cưới được âu yếm nữ tử, liền như là đánh thắng trận một loại vui vẻ. Nhưng hắn giờ phút này lại cảm thấy, sao đánh thắng trận vui vẻ hơn nhiều. Tô phủ cổng rất xem thêm náo nhiệt tân khách, trông thấy tân nương tử bị tân lan ôm ra tới, đều đang hoang hô. Giang ngộ đem tô hoàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong kiệu, lui ra ngoài trước, còn thừa cơ tại môi nàng trộn cái hương, lại trêu đến tô hoàng giận hắn liếc mắt. Nhưng hắn hoàn toàn không xem ra gì, ngược lại vui vẻ bật cười lên. Cửi lên ngựa, dàn nhạc bắt đầu khu chiên gõ trống, 199 nhất đồ cưới, một đường kéo dài, từ trên nhìn xuống, 10 phần rung động. Cái này một phần đồ cưới cùng chiến trận này, tại toàn bộ kinh đô đến nói, đều xem như khó được hiếm thấy. Các nàng còn cố ý giảm đi một nửa, bây giờ thoạt nhìn vẫn là rất kiêu ngạo. Hôm nay là tô hoàng đại hôn, tô quân trực tiếp ra lệnh, trừng lâu hôm nay tất cả món ăn, giá cả giảm phân nửa người đi trên đường đi ngang qua còn có thế miễn phí lĩnh kẹo mừng không có khác chính là cho tô hoàng phô trương phàm là người tới chỉ cần nói một câu chúc tuyên nhạc quận chúa cùng gian thế tử trăm năm tốt hợp liền có thể miễn phí đạt được một phần song da sữa nhưng một người giới hạn một phần đón dâu đội ngũ đi trên đường giang ngộ ngồi trên lưng ngựa cả người hăng hái người gặp việc vui tinh thần thoải mái không gì hơn cái này bên cạnh trà lâu bên trên, Cố Nguyệt tận mắt nhìn thấy trận này thịnh thế, trong nội tâm xông tới vô số chua xót. So sánh Tô hoàng phong quang, tình cảnh của nàng liền lộ ra 10 phần cô đơn. Chương 430, Đại Hôn, 4 Bây giờ, nàng mang một cái trắc phi vị trí, liền loại hình thức này hôn lễ đều không có quyền tham gia. Nói đến thật sự là buồn cười đến cực điểm. Không bao lâu, đón dâu đội ngũ đã đến quốc công phủ, quốc công phủ hôm nay tân khách đặc biệt nhiều, gần như toàn bộ kinh đô quan viên gia quyến đều đến tham gia náo nhiệt. Tòa phủ đệ này, đã rất nhiều năm chưa từng có việc vui. Cổ kiệu bị buông xuống, câu hoàng mang tâm tình thấp thỏm cầm lấy cây quạt che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt liền đầy đủ kinh diễm. Cổ kiệu cửa bị mở ra, gian ngộ ở bên ngoài, bà mối để hắn đá cửa kiệu, hắn không có đá, trực tiếp vén rèm lên đem bàn tay đi vào đá cửa kiệu loại này phong tục từ xưa đến nay đều có ngụ ý nam không sợ vợ nữ không yếu thế tại gian ngộ xem ra đây chính là tập tục xấu nam nhân sợ vợ cũng không phải cái gì chuyện mất mặt không cần phải nói tâm hắn cam tình nguyện bị tô hoàng ép một đầu cả một đời nghe nàng tô hoàng nắm tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn để hắn nắm mình ra tới màu đỏ thảm từ kiệu hoa một đường kéo dài đến trong phủ Mọi người trông thấy tân nương xuống tới, cả đám đều tại hô to, tân nương tử thật đẹp loại hình ngôn luận, tiếng vỗ tay không ngừng. Vào cửa vượt chậu thang, lưu hình ở phía sau giúp nàng dẫn theo váy, miễn cho bị thang hỏa thiêu xấu váy. Giang ngộ viện nàng, gọi nàng cẩn thận một chút, cái này tỉ mỉ một màn rơi vào các tân khách trong mắt, tất cả đều là cưng chiều cùng quan tâm. Vượt qua chậu thang về sau, một đường đi vào bên trong, tân khách đứng ở hai bên nhìn chầm chầm tân nương tử nhìn. Hôm nay cái này một đôi, thực sự là đẹp mắt, tuyên nhạc quận chúa mũ phượng khăn quàng vai, đúng là nhân gian tuyệt sắc. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, tuyệt phối. Hai bên, có không ít nha hoàng cầm đủ mọi màu sắc cánh hoa, hai người vừa đi các nàng một đường đi theo vung. Một chiêu này là theo chân Tô Hoàng hiện học, Tô Hoàng nhìn hắn một cái, hắn vừa vặn cũng đang nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giang ngộ càng xem nàng càng cảm thấy lòng đang động, động lợi hại. Tháng 9 Kim Thu, tinh không vạn lý không mây, khỉ thước thành đàn kết bạn từ đỉnh đầu bay qua, ngụ ý hỉ lai đến. Một loạt tục ngữ nói một đường, cái gì phúc lộc bình an, mỹ mãn, tốt ngụ ý từ đều nói mấy lần. Rốt cục đi đến chính sảnh, tới gần trước cửa, không biết hướng lòng bàn chân của nàng hạ vung thứ gì, ùng ục ục tảng mát đầy đất, phát ra thanh âm thanh thúy, chỉ nghe người chủ trì miệng bên trong hô hào, con cháu cả sảnh đường, đoàn tụ xung vầy. Bước vào chính sảnh, hai người trực tiếp bái đường. Chủ vị phía trên, ngồi gian quốc công còn có ngoại tổ phụ, hai cái các lão gia hôm nay mang trên mặt hiền hòa ý cười. Nhất là ngoại tổ phụ, trông thấy người mới dắt tay đến đây, cười cong mặt mày. Giang quốc công hết sức vui mừng, nhìn xem cái này phi thường náo nhiệt phủ đệ, còn có mình cái này hăng hái nhi tử, Hắn tựa như chưa bao giờ từng thấy hắn khi nào như hôm nay như vậy cao hứng, nụ cười trên mặt không ngừng thẳng tới đáy mắt. Hắn nhìn về phía tô hoàng con mắt quá mức thâm tình, hắn hoảng hốt nhìn thấy hơn 20 năm mình trước kia đã từng như hắn một loại nhìn xem người mình yêu mến một bộ hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai, đẹp không giống phàm nhân. Thật tốt, hắn tuyệt không hối hận mình giao ra 10 vạn binh quyền, nếu có thể đổi lấy nghi tử hạnh phúc mỹ mãn. Nội tâm của hắn ấy nấy cũng có thế ít đi rất nhiều. Mời người chủ trì khác biệt, bái đường thời điểm nói lời liền khác biệt, nhưng đại khái đều là một cái bộ dáng, không có gì khác biệt. Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Tô Hoàng đi theo người chủ trì sai sử cúi đầu quỳ lạy, toàn bộ hành trình xuống tới, nàng người có chút mộng. Thẳng đến câu kia. Kết thúc buổi lễ, đưa cô dâu nhập động phòng. Lời này vừa kết thúc Tô Hoàng cùng Giang Ngộ bị cùng nhau đưa vào động phòng. Tân Lan có thể lựa chọn tại buổi trưa uống rượu hợp cẩn, cũng có thể là ở buổi tối, trước đó Tô Cảnh Đại Hôn chính là chọn ban đêm, lần này Giang Ngộ chọn ban ngày. Chờ hắn hoàn thành những lễ nghi này, Tô Hoàng liền có thể sớm một chút tháo bỏ xuống trăm vòng đồ trang sức, người cũng có thế nhẹ nhõm không ít. Ban ngày uống rượu hợp cẩn, có một cái không tốt điểm, đó chính là có rất nhiều quý nữ sẽ trêu chọc cô dâu chú rể, mọi người tận mắt nhìn thấy hai người uống rượu hợp cẩn, quấn mép váy, ăn sủi cảo. Rượu hợp cẩn là dùng một cái cùng loại với hồ lô dụng cụ làm, đem hồ lô chém thành hai bên, ở giữa liên tiếp một đầu dây đỏ, người mới một người một nửa. Ngụ ý cầm sắc hòa minh, đồng cam cộng khổ, sinh cùng chăng, chết cùng quách. Hai người ngồi ở trên giường, chăn bông phía dưới đệm lên thật nhiều đậu phộng, táo đỏ, cây long nhãn, ngụ ý sớm sinh quý tử trụ hợp cẩn cầm tới trên tay, viên ương giao cái cổ cộng ẩm. Trụ hợp cẩn cửa vào là đắng chát, sau điều lại là ngọt, đây cũng chính là các tường lời nói bên trong đồng cam cộng khổ ý tứ. Bà mối đem bọn hắn mép váy thắt ở cùng một chỗ đánh cái kết, ngụ ý vĩnh kết đồng tâm. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem đây đối với người mới, xem bọn hắn như thế ân ái, không ít quý nữ đều sinh lòng hướng tới, cũng tưởng tượng lấy sau này mình có thế giống tuyên nhạc quận chúa một loại tìm tới gian thế tử dạng này tốt lan quân ngay sau đó nha hoàng bắt đầu vào đến một bát sủi cảo cho cô dâu ăn tô hoàng cầm sứ muôi nhìn xem bà mối mê man mà hỏi hiện tại liền phải ăn sao đúng vậy quận chúa ngài hiện tại liền ăn bà mối nhạc đạo tô hoàng rõ ràng không biết kế tiếp là có ý tứ gì nhưng là giang ngộ biết hắn đã sớm sớm hiểu qua những cái này quá trình. Hắn ngậm lấy cười nhìn qua nàng, nhìn nàng ăn cái thứ nhất sủi cảo. Sinh. Tô Hoàng miệng vừa hạ xuống, sủi cảo là sinh, nàng ngừng lại. Làm sao có thể? Bà mối ra vẻ khiếp sợ nói. Thật là sinh. Tô Hoàng rất chắc chắn nói một câu. Bọn nha hoàng nhịn không được che miệng cười trộn, cầm một cái đĩa tới cho Tô Hoàng nhổ ra sinh sủi cảo cái kia quận chúa lại nếm thử cái khác. Bà mối lại giật dây nói. Ở đây quý nữ một bộ phận cũng đều là khuê nữ, cho nên cũng đều không hiểu cái gì ý tứ, còn có một bộ phận biết đến, cũng nhịn không được đang lén cười. Biết đến đều rất cho mặt mũi, chưa hề nói phá, nếu không giải trí hiệu quả liền không có. Tô Hoàng quay đầu nhìn xem Giang Ngộ, chỉ thấy Giang Ngộ nhẹ gật đầu, để nàng yên tâm ăn. Nàng quả nhiên lại cầm thì múc một cái ra tới, miệng vừa hạ xuống. Vẫn là sinh Nàng nói rất khẳng định, nghĩ thầm cái này quốc công phủ bếp sau đầu bếp nữ làm sao như thế không chuyên nghiệp, thế mà sủi cảo đều nấu không quen. Bà mối đột nhiên cười ha hả, để người đem sủi cảo lui xuống, nàng ngay sau đó hỏi chư vị. Mọi người ngẫm lại xem, vừa mới chúng ta tân nương tử, nói mấy cái chữ lạ a. Thoáng một cái, tô hoàng cuối cùng là minh bạch. Ba cái, tân nương nói ba cái chữ lạ gia thành cái này dễ thấy bao ngay lập tức trả lời vậy chúng ta tân nương tử về sau liền phải sinh ba cái bé con lạc thế tử gia có phúc lớn a à. đám người minh bạch về sau phát ra cười vang cô hoàng ngay từ đầu có chút ngượng ngùng sau đó nàng cũng cười theo cái này kiểu trung quốc hôn lễ không thể so kiểu tây có ý tứ nhiều sao thế mà còn có hố dẫm có điều ba cái nàng là không được có thế sinh về sau nhiều nhất sinh hai cái tốt nhất là nhi nữ song toàn. Sinh ba cái thương thân, còn không có tinh thần quản, không được, không được. Cứ như vậy một nháy mắt, nàng đã nghĩ như vậy lâu dài. Mọi người náo xong động phòng, gian ngộ bị mộ dung hoài cùng năm người ca ca không đi. Mộ dung hoài cái thằng này xấu cực kỳ, muốn đem gian ngộ quá chén, cái này lòng của tư mã chiêu người qua đường đều biết. Chương 431, Đại hôn, năm. Giang ngộ bị khung trước khi đi, hắn còn lưu luyến không rời tại tô hoàng bên tai lẩm bẩm một câu chờ ta trở lại tô hoàng bất đắc dĩ nàng không đợi hắn trở về chẳng lẽ còn có thế chạy hay sao rất nhanh nguyên bản náo nhiệt gian phòng liền trở nên yên tĩnh mọi người náo xong động phòng đều ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm ngồi ăn đi tân phòng bên trong chỉ còn lại tôn linh gia thành cùng lạc khê trúc các nàng ba cái sẽ một mực bồi tiếp nàng đến xế chiều đợi đến người đều đi tô hoàng ngay lập tức đem trên thân những cái này đồ trang sức phát quang tất cả đều lấy xuống ngoại bào cùng khăn quàng vai cũng thoát ngày này thật là nóng a à, còn tốt trong phòng một mực đặt vào băng bồn giải nóng về sau hẳn là cũng sẽ không có người đến nàng nơi này thu nương lúc đầu muốn vào đến xem nhưng là nàng mang mang thai tập tục bên trên không cho phép nàng hôm nay dây vào tân nương cũng không thể đụng tân nương trong phòng đồ nội thất cái này cũng không biết giảng cái gì tập tục. Nàng bây giờ mang thai hơn 5 tháng, thân thể càng phát ra không tiện lên, dứt khoát thành thành thật thật đặt trong nhà đợi. Phong ảnh cùng A Nam hôm nay là được mệnh lệnh, thề sống chết cản rượu, thủ hộ thiếu chủ thanh tĩnh. Ngàn vạn không thể bởi vì say rượu mà chậm trễ hắn đêm động phòng hoa chút. Ngay từ đầu, hắn đi theo mọi người uống thời điểm, còn thật đàng hoàng, uống chính là thật rượu. Hết tới đằng sau, hắn liền gà tặc để người nâng cốc đổi thành nước tùy tiện người ta khuyên như thế nào hắn chiếu đơn thu hết nửa đường chạy mấy lần cung phòng trở về thời điểm người vẫn như cũ là thanh tĩnh không có say một dung hoài liền biết tiểu tử này làm nhiều kiểu hắn cố gắng như vậy đều rót không say hắn liền biết rượu của hắn có vấn đề cuối cùng hắn tìm cách nâng cốc đổi trở về quả thực là buộc giang ngộ lại uống hai ấm xuống dưới lần này nên nói không nói say năm sáu phần phong ảnh cùng a nam thấy thế kia còn phải rồi tranh thủ thời gian triệu tập mấy cái ám vệ phân đi tuần vương điện hạ lực chú ý mộ dung hoài hết tới cuối cùng cũng uống cao bắt đầu cùng phong ảnh bọn hắn xưng huynh gọi đệ lại là quảng tù tì lại là cược rượu năm người ca ca cũng không muốn đem giang ngộ làm gì bọn hắn cũng không nghĩ hắn uống quá nhiều hôm nay là tốt đẹp thời gian phải có tốt nhất thể nghiệm cảm giác mới được cái này nếu là say kia còn nói cái rắm chẳng qua tô quân uống hơi nhiều người đều đã uống mơ hồ còn ôm lấy cái chai rượu không buông tay nhưng cuối cùng như thế hắn vẫn như cũ còn đọc tô hoàng tìm tới giang ngộ sau đó ôm lấy bờ vai của hắn bắt đầu một trận đổ hạt đậu giang ngộ ta nói cho ngươi ngươi nếu là dám khi dễ tô hoàng đời này chân trời góc biển ta cũng phải truy sát ngươi sau đó đem tô hoàng cho cướp về có nghe thấy không còn có a à, ngươi nếu là dám khi dễ nàng ngươi liền đợi đến xem đi ta đóng các lớn nắm đấm chờ ngươi nói hắn đem bình rượu tử quang ra sau đó bóc cái nắm đấm cho giang ngộ nhìn giang ngộ hơi say rượu trạng thái bởi vì cùng nguyên nhân giờ phút này còn rất phấn khởi nhưng tứ ca nói như vậy hắn vẫn là không nhịn được không tử tế cười liền tứ ca cái này nắm đấm cũng liền đủ một quyền đánh vỡ một tấm mạng nhện. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ hoàng hoàng, nàng là mệnh của ta, không có mệnh, ngươi nói ta còn có thể sống sao. Còn lại bốn cái huynh đệ uống cũng có chút nhiều, nhưng là bọn hắn rượu phẩm so tô quân tốt, sẽ không khóc lóc ong sòng gây sự. Tô quân cùng giang ngộ nói dốc một hồi lâu, đột nhiên hắn liền không thích hợp, miệng nhất biển liền khóc lên. Gào khóc cái chủng loại kia, các tân khách đều bị động tỉnh bên này hấp dẫn lực chú ý ô oa à. tô hoàng làm sao liền lấy chồng đây rõ ràng cũng không có đi qua bao lâu nàng làm sao liền lớn lên đây ô ô ô ô hắn ở nơi đó khóc một cái nước mũi một cái nước mắt không biết còn tưởng rằng hắn đặt kia khóc tan đâu đám người bắt đầu chỉ rõ âm thầm nghị luận còn có trò cười tô quân hôm nay hắn cái mặt này xem như ném đại phát tô cảnh bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn mất mặt, đến lúc đó cũng phải ngay tiếp theo làm mất mặt bọn họ. Thế là, tô cảnh cùng tô thần tiến lên, chuẩn bị lôi kéo tô quân về nhà, vừa vặn cũng đã chạm vạn tối, nên trở về đi. Kết quả cái thằng này ngồi dưới đất, cùng sinh trưởng ở nơi đó đồng dạng, một người khóc vết thương cũ tâm. Con hàng này bình thường, một hơi một câu tô hoàng kêu, cũng không phải là hắn không thân tô hoàng, chỉ là hắn đã dưỡng thành quen thuộc mà thôi có đôi khi hắn càng là đối một người tín nhiệm quen thuộc khả năng càng ở trước mặt nàng làm càng làm chính mình hắn biết tô hoàng sẽ không hiểu lầm hắn cũng sẽ không muốn quá nhiều thậm chí có đôi khi cảm giác tô hoàng càng thêm như chính mình tỉ tỉ luôn luôn khuyên bảo hắn dẫn đạo hắn cuối cùng tô thần chỉ có thể vận dụng mang lực đem tô quân lôi lôi kéo kéo cho lôi đi người tô gia cùng một chỗ trở về Tôn Ninh Nhi các nàng tự nhiên cũng không thể tiếp tục ở chỗ này, cùng Tô Hoàng cáo biệt về sau liền trở về. Chạng vạn tối, bọn nha hoàng tiến đến thu thập giường chiếu, đem đệm giường dưới đáy những cái kia đậu phộng cây long nhãn cái gì thanh lý mất, ở phía trên trải lên màu trắng một tấm trinh tiết vải. Tô Hoàng nhìn xem vật này, tự nhiên ý thức được là có ý gì, dù là nàng thực chất bên trong ở một người hiện đại, nàng cũng không nhịn được thẹn thùng. Ai còn không phải lần đầu tiên rồi bọn nha hoàng hỏi nàng thế tử khả năng còn phải chậm chút trở về cho nên hỏi nàng muốn hay không trước tắm rửa tô hoàng đương nhiên muốn tắm rửa qua đi một thân nhẹ nhàng thoải mái bên này thu xếp một cái lão luyện ma ma hầu hạ nàng nàng cho tô hoàng chuẩn bị một bộ đặc biệt có không khí cảm giác áo ngủ tơ chất màu đỏ chót áo ngoài vải vóc trơn nhẵn phiêu giật bên trong là một đầu màu đỏ chót áo ngực váy dài lộ ra trắng nõn xương quai xanh còn có thiên nga cái cổ chỗ ngực theo lên tịnh đế liên, sinh động như thật. Tô Hoàng sự nghiệp tuyến phát dục rất không tệ, dáng người đặc biệt có liệu. Lưu Vân cùng Lưu Huỳnh trông thấy tắm rửa qua đi mặc vào như thế một thân Tô Hoàng cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù đã sớm biết quận chúa vốc người đẹp, nhưng là nàng chưa từng có xuyên qua loại này y phục a, à, đừng nói thế tử, chính là các nàng nữ hài tử nhìn cũng tâm động đỏ mặt, gọi thẳng gánh không được a. À. Tô Hoàng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nàng một người hiện đại, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà lại cái này vải vóc mặt, là thật dễ chịu a. À. Nàng hôm nay đại hôn, có một số việc là nhất định phải đối mặt, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhu thuận tóc rủ xuống sau lưng, như là tơ lụa một loại thuận hoạt. Ma ma gặp nàng đã tắm rửa xong, thần thần bí bí cầm một cái sổ tới đút cho nàng. Tô Hoàng có chút không hiểu, lúc này liền muốn mở ra đến xem ma ma mặt mo đỏ ửng vội vàng đè lại nàng tay quận chúa một mình ngài lặng lẽ nhìn là được thừa dịp thế tử vẫn chưa về ngài trước nhìn xem học nói xong ma ma liền kêu lên nha hoàng còn có lưu vân các nàng ra ngoài còn thuận tiện đem cửa cho mang lên tô hoàng lúc này mới lật ra sách nhỏ xem xét khá lắm nàng cho là cái gì đâu hóa ra là phim hành động a nàng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút bị nước bọt cho sạch đến. Hơi bình phục một chút tâm tình, sau đó nàng nhìn kỹ. Đều là vẽ ra đến, các loại tư thế đều có, làm cho nàng đều có chút nóng mặt. Vừa nghĩ tới một hồi muốn cùng gian Ngộ. Tô Hoàng lập tức cảm giác mình hô hấp dồn dập, sau đó cả người đổ vào trên giường, không được tự nhiên chôn lấy mặt lăn qua lăn lại. A nha, tốt ngượng ngùng a. Thật xấu hổ a. Đây là có thể nghĩ sao? chương 432, đại hôn 6. Phát xong điên về sau, Tô Hoàng mở ra quyển sách nhỏ này, cẩn thận nghiên cứu. Màn đêm buông xuống, Giang Ngộ bên này còn không có xong việc, mộ dung hoài uống nhiều, lôi kéo hắn một mực cãi cọ. Giang Ngộ rất muốn cho hắn đi, nhưng là lại không tiện mở miệng, cuối cùng vẫn là tuần vương phi tự mình tới đón hắn. Lâm Tỉnh Xu rất xin lỗi nhìn xem Giang Ngộ, đưa tay đem hắn hướng bên cạnh mình rồi. Mộ Dung Hoài lập tức nhận ra đây là mình Vương Phi, rất tự nhiên tựa tại trên vai của nàng. Vương Phi, ngươi tới đón ta rồi. Cám ơn ngươi như thế nhớ nhung ta. Hắn như cái chó con đồng dạng tựa ở Lâm Tĩnh Xu trên thân nũng nịu. Lâm Tĩnh Xu có chút xả chết, chỉ có thể một mực lúng túng cười, kết quả mộ dung hoài một giây sau trực tiếp tại miệng nàng trên môi trùng điệp hôn một cái. Lâm Tĩnh Xu sắc mặt lập tức bạo đỏ. Giang ngộ làm như không nhìn thấy, khó chơi mộ dung hoài rốt cục vứt bỏ hắn hiện tại muốn trở về tìm hoàng hoàng đi buổi chiều vẫn nghĩ đi xem nàng đều không có cơ hội muốn chết đều nhanh chóng trở lại viện tử của mình bên trong lưu vân các nàng đều chờ ở bên ngoài chỉ có tô hoàng một người ở bên trong trong thấy hắn trở về mọi người nhìn nhau cười một tiếng cùng một chỗ hành lễ thế tử trở về quận chúa ở bên trong đâu mama ma tận lực lớn tiếng nhắc nhở trong phòng tô hoàng nàng sợ nàng đang nhìn cái kia sách nhỏ một hồi gian ngộ tiến đến phát hiện nhiều xấu hổ a à. thật tình không biết cô hoàng đã sớm xem hết kia bản sách nhỏ bị nàng giấu ở bàn trang điểm trong ngăn kéo nghe thấy gian ngộ trở về nàng vội vàng đứng lên ngồi xuống cúi đầu nhìn một chút mình rảnh biển nàng vẫn là lựa chọn đem váy lên trên dùng sức nhất nhất sau đó đem áo ngoài bó lấy sợ a à, vẫn là quá sợ tưởng tượng là mỹ hảo vừa đến gặp phải thời điểm liền sợ giang ngộ đẩy cửa ra tiến đến hắn có thế rất rõ ràng nghe được trên người mình mùi rượu nhưng là sợ hung đến tô hoàng hắn dừng bước phân phó các nàng trước chuẩn bị cho mình tắm rửa nước nóng còn có canh giải rượu thế tử sớm vì ngài chuẩn bị kỹ càng cần tìm người hầu hạ ngài tắm rửa sao ma ma cung kính trả lời vị này ma ma là gian phủ lão ma ma trước kia hầu hạ sang sông tâm nhu là quốc công phủ quản gia thê tử. Nàng là lão nhân, làm việc ổn định thận trọng, cho nên quốc công gia để nàng về sau đi hầu hạ thế tử phu nhân. Nàng họ Liễu, bình thường gọi Liễu má má. Gia Ngộ chưa từng có để người hầu hạ tắm rửa thói quen, hắn trực tiếp cự tuyệt. Không cần, về sau chúng ta viện tử liền ngài còn có Lưu Vân Lưu Huỳnh hầu hạ là được, cái khác tỳ nữ hết thảy không cần, ta không quen có người hầu hạ các ngươi chỉ cần chiếu cố tốt thế tử phu nhân là được bên người oanh oanh yến yến quá nhiều cũng không tốt có đôi khi còn sợ hoàng hoàng suy nghĩ nhiều hắn vào cửa sau tấm bình phong thùng tắm ngay tại hiện ra nhiệt khí mà tô hoàng đang ngồi ở bên giường nhu thuận nhìn xem nàng nàng mặc màu đỏ tơ chất áo ngủ lộ ra trắng nõn cái cổ cùng xương quai xanh tại màu đỏ phụ trợ dưới để da thịt của nàng nhìn bạch phát sáng hắn đi đến trước người nàng kìm lòng không được đưa tay vuốt ve mặt của nàng tô hoàng cũng rất phối hợp nhưng là trên người hắn mùi rượu thực sự là quá nặng đi có chút gây mũi nàng cuối cùng vẫn là nắm mũi ghét bỏ lên án trên người ngươi thật nặng mùi rượu hung đến hoảng nhìn xem nhà mình kiều thê như thế ghét bỏ giang ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ thở ra một hơi ta đi tắm rất nhanh hắn quay người ngay trước tô hoàng mặc đem áo bào bỏ đi chỉ còn lại tận cùng bên trong nhất áo lót, có thế rõ ràng trông thấy hắn đơn bạc vải áo hạ tất dấu hoàng mỹ dáng người. Mặc vào y phục là rộng eo hẹp chó được eo, cởi ít áo ra là tiêu chuẩn cơ bụng sáu múi. Tám khối quá tráng, bốn khối quá ít, sáu khối thì là vừa vặn. Giang ngộ đi tắm, sạch sẽ ngủ áo đã chuẩn bị kỹ càng, về sau lại có người đưa một bát canh giải rượu tiến đến. Hắn ra tới đem mình thu thập sạch sẽ, lại uống canh giải rượu, tắm rửa qua đi, chến choáng đều xua tan mấy phần. Hắn ngồi tại tô hoàng bên người, trên thân là vừa vặn sau khi tắm thanh nhuận hòa thanh hương. Không biết vì cái gì, giờ khắc này hai người lại có điểm lúng túng cảm giác. Cuối cùng, vẫn là gian ngộ ra tay trước vung mình da mặt dày công phu, chủ động dắt nàng tay. Hoàng hoàng, ngươi thật đẹp. Tốt tốt tốt, cái này chơi ngượng đúng không hả? Tô Hoàng ở trong lòng nghĩ đến nàng thổi phù một tiếng liền nở nụ cười tại sao ta cảm giác hai ta một hồi không gặp thật giống như mới quen đồng dạng giang ngộ nghe vậy cũng không nhịn được nở nụ cười hắn chính đối tô hoàng hai tay đè lại bờ vai của nàng tỉ mỉ nhìn nàng sau đó đem nàng ôm lấy nàng chui tại nàng cổ thân cọ cuối cùng đem ngươi cưới về nhà ta hôm nay đặc biệt cao hứng hoàng hoàng ngươi cảm nhận được sao hắn ôm thật chặt nàng tại bên tai nàng nói nhỏ, ôm nhu lưu luyến. Cao hứng, đương nhiên cao hứng, bởi vì ta gả cho mình lưỡng tình tương duyệt nam nhân, ta rất may mắn. Không, có thế gặp ngươi là vận may của ta. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cọ sát cái mũi của nàng. Tô Hoàng chủ động tại hắn trên môi hôn một chút, chuồn chuồn lướt nước. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là nhóm lửa gian ngộ lửa. Trên thân hai người y phục đơn bạc, ông ở cùng một chỗ lúc cảm xúc càng thêm rõ ràng hắn chế trụ sau gáy nàng làm sâu sắc nụ hôn này như là hỏa tinh liệu nguyên thế không thể đỡ hai người giờ phút này vong tình ôm hôn bởi vì bọn hắn bây giờ chỉ thuộc về lẫn nhau bất tri bất giác tô hoàng đã vai nửa lộ sợi tóc lộn xộn líp nha líp nhíp hôn vào trên cổ nóng lòng người hoảng giữa cổ họng tràn ra mấy phần kìm lòng không được giang ngộ vì đó hưng phấn Hóc môn giờ phút này trình độ lớn nhất bài tiết, hắn đuôi mắt tinh hồng, so dĩ vãng bất kỳ lần nào hôn thời điểm đều muốn đỏ. Ngón tay thon dài đẩy ra nơ con bướm, tơ chất tơ lụa trút xuống đầy đất, lớn tiểu nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Khi đó tịnh đế liên giờ phút này nhìn nhất là diễm lệ, tràn ngập sức kéo. Tô Hoàng cảm thấy đêm này nhất là nóng bức, mồ hôi từng giọt đang vào một chỗ. Nàng phát hiện mình nhìn những cái kia sách nhỏ căn bản phát huy không được bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì chính mình hoàn toàn bị gian ngộ nắm trong tay. Hắn dỗ dành nàng gọi phu quân, một tiếng lại một tiếng, tự như làm sao đều nghe không đủ đồng dạng. Rõ ràng đã nói xong, hô phu quân liền kết thúc, kết quả chờ đợi nàng chính là càng thêm nhiệt liệt tẩy lễ. Mà hắn cũng không ngừng tại bên tai nàng hô hào tên của nàng. Tô Hoàng một mực đang khóc khóc chíp chíp. Giang ngộ chỉ có thể dỗ dành nàng, trấn an hôn nàng, cùng nàng xin lỗi. Nhưng là nên có phản ứng, là một chút cũng không ít, nhưng lực khi dễ nàng. Đầu ngón chân của nàng luôn luôn căng cứng lại buông lỏng, cuối cùng nàng rốt cục nhịn không được nặng nề ngủ thiếp đi. Một đêm này, chỉ có thể dùng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa để hình dung. Giang ngộ biết, tô hoàng sơ kinh nhân sự, cũng không nở quá mức dày vào người, hắn ôm lấy nàng dọn dẹp sạch sẽ, ôm lấy nàng nhẹ nhàng thoải mái chìm vào giấc ngủ. Chương 434, nuông chiều. Quốc công gia cùng ngoại tổ phụ vốn là cảm thấy cái này hai hài tử sợ là phải rất muộn mới lên, cho nên hai người đã chuẩn bị cùng Giang thị nhất tộc mấy vị bàn chi người nói chuyện dùng đồ ăn sáng, không chờ bọn họ. Kết quả vừa ngồi xuống, thuộc hạ liền nói thế tử cùng thế tử phu nhân đến kính trà. Đám người tranh thủ thời gian đứng dậy đi trong sảnh trên thân còn một người tất cái đại hồng bao một hồi cô dâu muốn đổi giọng hồng bao nhất định phải chuẩn bị bên trên đi vào chính sảnh tô hoàng cho quốc công gia cùng ngoại tổ phụ cùng chư vị thúc bá hành lễ các trưởng bối nhìn xem tiểu bối song song tiến đến giang ngộ còn rất thân mật đỡ lấy thê tử để nàng chú ý cánh cửa chủ vị hai một trưởng bối đều không hẹn mà cùng nghĩ đến giang ngộ tiểu tử này tất cả nhu tình cùng cẩn thận đều chỉ cho tô hoàng một người hạ nhân bưng hai chén trà tới, tô hoàng trước kính ngoại tổ phụ. Ngoại tổ phụ, mời uống trà. Cái này âm thanh ngoại tổ phụ sớm mấy năm trước liền đã đang gọi, nhưng bây giờ kêu một tiếng ý nghĩa vẫn là khác biệt. Ngoại tổ phụ tiếp nhận trà, ngay cả nói mấy chữ hảo, cười lên lộ ra số lượng không nhiều mấy khỏa răng, mười phần có cảm giác vui mừng. Hắn uống qua trà về sau, móc ra một cái dùng giấy đỏ phong tốt hồng bao, bên trong không có gì bất ngờ xảy ra là một chồng ngân phiếu tô hoàng cảm ơn một tiếng về sau tiếp theo chính là cho giang quốc công kính trà giang quốc công nhìn có chút tử khẩn trương tay không ngừng tại trên đầu gối vừa đi vừa về vuốt ve phụ thân mời uống trà tô hoàng một tiếng này kêu mười phần thông thuận giang quốc công còn chậm mấy nhịp mới ứng thanh kết quả uống trà một hơi cũng từ trong tay áo móc ra một cái rất thâm hậu hồng bao đến cho nàng trừ cái đó ra, còn có một chuỗi chìa khóa. Sau đó, ngươi chính là quốc công phủ hậu viện duy nhất nữ chủ nhân, trong nhà việc bếp nút giao cho ngươi đến trưởng quản, đây là nhân viên thu chi chìa khóa, còn có quản gia đối bài, ngày sau quốc công phủ liền vất vả ngươi. Đối với Giang Quốc Công lần này cử động, Giang Ngộ quả thực có chút khó chịu. Nhà hắn hoàng hoàng mới vừa vặn gã tới, liền không thể để nàng nhiều hưởng hưởng phúc sao. Vừa đến đã đem quản gia quyền cho nàng, như thế to con quốc công phủ về sau được nhiều phí công nhưng là nhiều như vậy thúc bá đều ở nơi này hắn cũng không tốt nói chỉ có thể trầm mặc nhưng là tô hoàng lại không cảm thấy như vậy nàng cảm thấy cha chồng dễ dàng như vậy liền đem quản gia quyền cho nàng chính là đối nàng một loại tín nhiệm nàng chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người đa tạ phụ thân tín nhiệm con dâu sẽ thật tốt quản lý nàng đem quản gia chìa khóa đón lấy sau đó để Lưu Huỳnh bưng. Về sau, Tô Hoàng lại lần lượt cho các vị thúc bá kính trà, gia ngộ ở một bên cho nàng giới thiệu, ai hẳn là gọi thế nào. Nàng cười lên hai cái lúng đồng tiền nhỏ, vốn là đặc biệt nhu thuận, tiếng nói vừa mềm mềm, thế là mười phần lấy trưởng bối thích. Cuối cùng, một trận trà kính xuống tới, Tô Hoàng đã thu một mâm hồng bao, đặt ở trên khay triểu nặng. Sợ không nhớ rõ ai là ai, cho nên phía trên kia đều có ký danh chữ kính xong trà lại bồi tiếp ngoại tổ phụ cùng quốc công gia dùng đồ ăn sáng tô hoàng eo thực sự là khó chịu một mực chịu đựng thật vất vả bữa tiệc kết thúc nàng ngay lập tức đi về nghỉ giang ngộ toàn bộ hành trình giống như là cái ngoan cẩu cẩu đồng dạng một tấc cũng không rời bên người nàng cho nàng chia thức ăn thịnh canh tất cả đều là tự thân đi làm tô hoàng cảm giác nếu là tiếp tục như thế không phải bị hắn làm hư không thể đến lúc đó thật thành sinh hoạt không thể tự lo liệu người. Sau này trở về, nàng nằm tại quý phi trên giường, khẽ động không muốn động, gia ngộ tự giác tới đề nghị, cho nàng nắng eo. Kết quả xoa xoa, tô hoàng ha 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 nở nụ cười. Thực sự là quá ngứa, hắn cái này vào cùng lưu vân các nàng không giống, chính là để nàng cảm thấy rất ngứa thật buồn cười. Ha ha ha. Buông tay, đừng làm rộn, ngứa chết. Giang Ngộ không phải là không nghe, nhìn nàng cười thành dạng này, liền nghĩ nhiều trêu chọc nàng. "Không thả, trừ phi ngươi nói, phu quân bỏ qua ta." Không biết xấu hổ, Tô Hoàng tại nội tâm nhã rảnh, nhưng là nàng thực sự là cười không được, vẫn là trung thực cầu xin tha thứ. "Thật tốt, phu quân. Bỏ qua cho ta đi." Giang Ngộ lúc này mới dừng tay, để nàng mặc hướng mình nằm xong. Hắn đưa tay, giúp nàng hủy đi trên tóc trăm vòng đồ trang sức động tác vô cùng nhu hòa, sợ kéo đứt nàng một sợi tóc, cố định cây trâm bị gỡ xuống, một đầu tóc xanh nháy mắt tán lạc xuống. Không phải khốn sao? Ta cùng ngươi ngủ một lát có được hay không? Tô Hoàng gật gật đầu, đưa tay để hắn ôm mình lên, gian ngộ cưng chiều không lưng hôn một chút trán của nàng, sau đó đem nàng ôm ngang lên. Nàng phát hiện gia hỏa này là thật rất thích tự mình mình thỉnh thoảng, không phải mặt chính là mũi nếu không phải là cái tráng. Nằm ở trên giường, giúp nàng đem áo ngoài cởi, chỉ để lại bên trong áo lót. Hắn đem những cái kia đồ trang sức cầm đi bàn trang điểm đồ trang sức trong mâm từng cái dọn xong, sau đó kéo ra nhỏ ngăn kéo lấy ra cái kia bình sứ nhỏ. Tô Hoàng trông thấy về sau, một cái giật mình bò lên. Không phải, hắn làm sao? Quay người trông thấy kiều thê một mặt bộ dáng khiếp sợ, hắn liền không nhịn được lộ ra một cái nụ cười ý tứ sâu xa ta giúp ngươi xoa thuốc hắn lung lay bình sứ trong tay không phải ngươi làm sao lại biết nàng tranh thủ thời gian kéo chăn mình che mình vừa mới ma ma lúc nói mặc dù thấp giọng nhưng ta vẫn là nghe thấy ta đối thanh âm tương đối mẫn cảm chỉ cần ta muốn biết mà lại ta đoán cũng đoán được a à, nha đầu ngốc hắn ngồi tại bên giường làm bộ muốn đi vén chăn mình của nàng tô hoàng không chịu ta tự mình tới không muốn ngươi giúp ta. Cũng không phải chưa thấy qua, xấu hổ rồi. Chúng ta là vợ chồng, ngươi sợ cái gì? Ngoan, phu quân giúp ngươi. Giang Ngộ vừa dỗ vừa lừa. Hắn cái này tân hôn ngày thứ nhất là không có chút nào xấu hổ, Tô Hoàng cũng còn có chút không quen đâu, ngày đầu tiên đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Vừa mới bắt đầu cưới hậu sinh sống, nàng mọi thứ vẫn có chút thẹn thùng. Đêm qua nàng một mực nói để hắn đem ánh nến cho tắt, gia hỏa này chính là không chịu, còn nói cái gì, đêm tân hôn ánh nến nhất định phải điểm một đêm, tắt điềm xấu. Tô Hoàng là không lay chuyển được hắn, đối với chuyện như thế này, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, cầm chăn mền được mặt mình, mặc cho hắn loay hoay. Xong việc về sau, gia ngộ cũng cởi áo nằm tới, rất tự nhiên lại thuần thục đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn quả thật thành thật, không có động thủ động cước, cũng chỉ là ôm lấy nàng đi ngủ, tay còn một mực nhu hòa thuận phía sau lưng nàng, tựa như là tại trấn an nàng đồng dạng. Rất nhanh, mí mắt của nàng tử trở nên trở nên nặng nề, nặng nề ngủ thiếp đi. Vợ chồng trẻ cưới hậu sinh sống mười phần hài hòa, che kín ngọt ngào bong bóng. Nhưng là tô gia liền không giống, buổi sáng lúc ăn cơm, từng cái nhìn khẩu vị đều không tốt. Thiếu người, tất cả mọi người nhớ tô hoàng tại quốc công phủ trạng thái, ăn tập không quen ở tập không quen. Tô quân hôm qua uống nhiều bị mất mặt, buổi sáng hiện ra vị toan, một chút đồ vật đều ăn không vô. Tô mẫu nói sợ hoàng hoàng tại quốc công phủ ăn cái gì không quen, hắn trực tiếp quyết định, bồi dưỡng một nhóm người đưa qua, về sau chuyên môn phụ trách nàng tại quốc công phủ ẩm thực. Nhà đầu này từ trước đến nay không cay không vui, không có quả ớt đều sợ nàng ăn không ngon. Dù sao, thiếu tô hoàng, tất cả mọi người ăn cơm cơm không thơm, làm việc khó vô cùng. Liền ngóng trong nàng sau ba ngày lại mặt, thật tốt hỏi một chút nàng. Chương 435, Tứ Ca Tốt Tô Hoàng ngủ một giấc đến xế chiều mới lên, đói bụng sôi ụt ụt, bởi vì buổi sáng không ăn mấy ngụm. Giang ngộ đã tỉnh, hắn trong sân luyện kiếm, Tô Hoàng vuốt mắt đi tới, trên thân tùy ý khoác một kiện ngoại bào. Trong viện không có nam bộc, chỉ có Lưu Vân cùng Lưu Huỳnh, còn có Liễu Má Má, còn có hai cái quét dọn tiểu nha hoàng. Nàng vào cửa về sau, không còn là gian ngộ một người, trước đó trong viện đều là thị vệ tới, hiện tại cũng bị điều tới cửa trong coi đi. Nàng tựa tại cổng, lẳng lặng nhìn hắn luyện kiếm. Hoảng hốt nhớ kỹ năm năm trước, hắn tại tô gia dưỡng thương, tổn thương vừa mới khỏi hẳn không lâu, hắn liền trong sân luyện kiếm tới, lúc ấy nàng xem mê mẩn, quên đi trong phòng bếp còn đốt nước, sương mù tràn đầy. Lúc ấy, hắn còn cười nói một câu, mình đặt mình vào tiên cảnh tới. Bôi qua thuốc về sau, lại thật tốt ngủ một giấc, trên người đau nhức cảm giác đã không có rõ ràng như vậy, nhưng người vẫn là miễn cưỡng. Giang ngộ dư quan sớm đã thoáng nhìn nàng, mà hắn cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm ra sức múa lên. Tô Hoàng đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, phía trên có nước trà cùng trái cây điểm tâm, trong viện mới dựng lên đu dây, bên tường đủ loại phù dung, bây giờ mở muôn hồng nghìn tía đầy viện mùi thơm ngát tô hoàng để lưu huỳnh đi mèo phòng đem hai con mèo con ôm ra cho nàng nhìn xem mèo con mới hơn hai tháng tiếp cận ba tháng cũng đều là nho nhỏ một con màu trắng nhưng là tai nhọn nhọn phía trên có một chút lông đen bốn cái trảo đệm là màu đen bởi vì đều là nhỏ mèo đực cho nên mặt đều là tròn trịa nhìn thịt cuồn cuộn kêu lên là cái kẹp âm tứ chi ngắn nhỏ có thể đem người manh ra một mặt máu tới nàng lập tức ôm lấy hai con mèo con mèo con tại meo meo kêu cầm đầu cọ nàng tô hoàng lực chú ý đều bị mèo con hấp dẫn giang ngộ bị hắn gạt tại một bên hắn đành phải thanh kiếm thu vào lưu vân rất có nhãn lực độc đáo cho hắn rót trà giang ngộ khó được mặc vào một thân xiêm y màu trắng lại cho người ta một loại cảm giác không giống nhau mèo con quá làm ầm ĩ dãy dụa lấy muốn xuống dưới tô hoàng đành phải đem bọn nó đặt ở trên bãi cỏ bọn chúng lập tức di chuyển mút miếp thân thể trên đồng cỏ treo lên lăn tới hai con mèo con bắt đầu ngươi truy ta đuổi sau đó lẫn nhau liếm lông hoàng hôn trời chiều đêm thiên không nhuộm thành màu võ quyết trong viện một màn này nhìn cuộc đời bình yên tô hoàng nhìn xem hai con mèo con cười mười phần tươi đẹp Giang ngộ thì là ôm nhu nhìn qua nàng nàng cho mèo con lấy tên một con gọi rã rít một con gọi mềm mềm chỉ là nghe danh tự đều cảm thấy rất đáng yêu gian ngộ để các nàng đi chuẩn bị đồ ăn tất cả đều là từ trừng lâu gọi người đến đồ ăn thời tiết tốt bên ngoài gió nhẹ chầm chậm cho nên liền quyết định trong sân ăn cơm nhìn xem một cái bàn này đồ ăn tất cả đều là mình thích ăn vừa vặn nàng cũng ngủ một ngày đói không được biết ngươi không cây không vui tứ ca cố ý bàn giao hắn nói qua mấy ngày cho chúng ta đưa mấy cái đầu bếp đến chuyên môn phụ trách ngươi ẩm thực mấy ngày nay hắn an bài trước trừng lâu đưa Tô quân đối Tô Hoàng sủng, tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra. Chớ nhìn hắn bình thường luôn luôn cùng Tô Hoàng đấu võ mồm, trên thực tế hắn so với ai khác đều quan tâm nhớ thương Tô Hoàng. Không phải sao, sợ nàng đến quốc công phủ ăn không ngon, liền ẩm thực cũng phải làm cho trừng lâu làm tốt đưa tới, sợ nàng ăn không tốt. Tô Hoàng trong lòng ấm áp, coi như mình đã gã đi, thế nhưng là người trong nhà cho mình yêu mến cũng chưa từng thiếu qua. Sau này trở về nhất định phải thật tốt tạ ơn tứ ca. Ăn cơm xong về sau, giang ngộ lôi kéo nàng tay mang nàng đi dạo quốc công phủ, quốc công phủ đặc biệt lớn, to to nhỏ nhỏ viện tử mười mấy hai mươi cái, vườn hoa đều có hai cái, một cái lớn, một cái tiểu nhân, mà các nàng hiện tại cửa viện chính là tiểu hoa viên. Đây là Giang Quốc Công lúc trước đối quốc công phu nhân thiên vị, cố ý mở ra đến một chỗ tiểu hoa viên, chỉ cung cấp nàng cùng nhi tử một mình thưởng thức. Về sau nàng qua đời, chỗ này tiểu hoa viên chính là gian quốc công cùng gian ngộ chuyên môn, bình thường, không cho phép tùy tiện đặt chân. Ninh Vi mỗi lần tới, đều phải trước sớm bẩm báo mới được. Tô Hoàng vừa mới gả tới, không cần một ngày ba bữa đều cố ý bồi tiếp trưởng bối, chỉ cần buổi sáng cùng giữa trưa bồi tiếp là được, đương nhiên, tình huống đặc biệt cũng là có thể vắng mặt. Hắn mang theo nàng đi khắp quốc công phủ mỗi một chỗ địa phương, còn kiên nhẫn cùng nàng giải thích mỗi chỗ địa phương lấy danh tự tồn tại chính các nàng viện tử, lấy tên hành vu viện. Đi ngang qua lớn vườn hoa, bên trong trồng rất nhiều danh phẩm hoa, có chút tô hoàng thậm chí gọi không ra tên, còn có 10 phần hy hữu hoa cúc tím. Tô hoàng xem như mở rộng tầm mắt, nghe Giang Ngộ nói, quốc công gia về hưu về sau, liền mỗi ngày trong nhà loay hoay những cái này hoa hoa thảo thảo. Hắn còn mang theo nàng đi đút cá chết, hai người đứng tại dưới hiên, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, trong tay bưng cá ăn, Tô Hoàng liền vê lên cá ăn hướng bên trong vung, cá chép nhóm nháy mắt vọt tới một chỗ tranh đoạt lên. Chẳng qua bởi vì là ban đêm, chỉ có dưới hiên một loạt đèn lồng chiếu sáng, tự nhiên không bằng ban ngày có niềm vui thú. Tô Hoàng cho ăn trong chốc lát cũng liền không nghĩ cho ăn, Giang Ngộ nhìn ra nàng có chút mất hứng, thế là khoác vai của nàng tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là vừa đi đến góc rẽ, liền đối mặt đụng vào mấy người. Nhìn kỹ mới phát hiện thế mà là bên cạnh phu nhân Ninh Vi cùng. Nàng mấy cái tùy tùng. Tô Hoàng từ hôm qua đến bây giờ, liếc mắt đều chưa từng nhìn thấy vị này quốc công phủ bên cạnh phu nhân, không nghĩ tới ở đây gặp phải. Ninh Vi trông thấy là cái đôi này cũng thật không tự tại, trở ngại gian chấn, nàng đã hơn một tháng đến nay cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chỉ có ban đêm mới dám ra tới hít thở không khí. Trước kia liền nghe nói, quốc công gia đem quản gia quyền giao đến tô hoàng trên tay, trong nội tâm nàng rất là không cam tâm, mình vì cái nhà này trả giá nhiều như vậy, bây giờ bị một cái vừa tới hai ngày không đến nữ nhân cướp đi, nàng như thế nào sẽ cam lòng. Chẳng qua không quan hệ, nàng luôn có thể bắt được cái chui, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu thôi, nhìn gian ngộ bảo bối cái dạng này, cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Tô Hoàng nhìn thấy nàng, căn bản không cần hành lễ, Nàng bây giờ mặc dù là thế tử phu nhân, nhưng là bọn nô bộc vẫn như cũ muốn tôn nàng vì quận chúa. Nếu là quận chúa, liền không cần hướng một cái thiếp thất hành lễ, tương phản, nàng còn phải làm lễ chào mình. Minh Vi biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, dù không có cam lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật hành lễ. Gặp qua thế tử, gặp qua quận chúa. Tô Hoàng quay đầu mắt nhìn Giang Ngộ, Giang Ngộ không nghĩ tới sẽ ở đây gặp nàng, có chút mất hứng bên cạnh phu nhân, đã lâu không gặp. Tô Hoàng lễ phép tính cười cười. Là đã lâu không gặp, gần đây ta thân thể không lanh lẹ, cho nên một mực đang trong viện dưỡng bệnh, nghĩ đến hôm nay thời tiết tốt, cho nên ra tới hít thở không khí, không có nghĩ rằng gặp quận chúa. Ninh Vi còn cố ý che giấu mình là bởi vì sợ hải gian chấn mới không lộ diện. Trên thực tế, Tô Hoàng xác thực cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giang ngộ hơi không kiên nhẫn, lôi kéo Tô Hoàng muốn đi. Đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi, không có đi dạo xong địa phương, ngày mai lại mang ngươi đi dạo. Vừa vặn, Ninh Vi cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Cũng thế, quay qua bệnh khí cho ngài, quận chúa mau trở về nghỉ ngơi đi. Chương 436, chân tướng. Tô Hoàng đi trên đường, là nghe Giang Ngộ nói mới biết được, Ninh Vi đây là sợ hãi ngoại tổ phụ, cho nên mới không dám ra ngoài. Hai người bây giờ là vợ chồng, rất nhiều chuyện gia ngộ không còn giấu giếm Tô Hoàng, mà là đem trong nhà tình huống đều nói cho nàng. Tô Hoàng cũng biết gia ngộ mẫu thân sự tình trước kia, nguyên lai like đều là bởi vì cái này Ninh Vi gián tiếp đưa đến. Nhưng là, Tô Hoàng cảm thấy có chút kỳ quái, bà mẫu dù sao cũng là Phong Nguyệt Sơn trang lớn lên, làm ngoại tổ phụ nữ nhi, hẳn là biết chút võ công, tố chất thân thể không nên là kém như vậy. Mà lại Giang ngộ nói nàng bệnh hơn 2 năm, cũng chính là phải từ ninh vi vào cửa tính lên, này thời gian vừa vặn liền đối mặt. Nếu như chỉ là bởi vì khí, có thế khí lợi hại như vậy, cũng không phù hợp lẽ thường A. Mặc dù, nguyên chủ cũng là tức chết, thế nhưng là nàng là thật một hơi không có đi lên, tức chết chính là sự tình trong nháy mắt, chỉ cần không phải một nháy mắt khí không có đi lên, vậy liền không tồn tại là tức chết. Khí bệnh thuyết pháp này cũng được, nhưng là có thể điều dưỡng trở về đến mức nói càng điều dưỡng càng kém cỏi cái kia cũng không có khả năng chỉ cần ngày ngày ăn thuốc dù là nàng ninh vi mỗi ngày làm yêu cũng không có khả năng hồi hồi đều có tác dụng a khi chân tướng cũng chỉ có một bà mẫu là bị người hãm hại giang ngộ nhìn xem tô hoàng long mày lập tức nhăn lại lập tức lại lỏng lẻo ra hắn liền minh bạch nội tâm của nàng xoắn suýt nói đến mẫu thân hắn dù là một giây trước lại vui vẻ một giây sau cũng cao hứng không nổi có điều hắn nguyện ý giải thích cho tô hoàng nghe mẫu thân của ta là bởi vì bị người hạ thuốc đưa đến mà cái này hạ dược người là ta ruột thịt tổ mẫu nghe nói cái này tô hoàng trong lúc nhất thời ngu ngơ ở nàng nuốt ngụm nước miếng có thế rõ ràng cảm giác được bị hắn cầm keo kiệt mấy phần nàng ngay từ đầu xem trọng chính là ninh vi trở thành quốc công phủ phu nhân thế nhưng là cha không thích nàng khăng khăng muốn cưới mẫu thân của ta lão phu nhân vì cho ninh vi mở đường tìm người cho ta mẫu thân hạ độc để thân thể của nàng ngày càng sa sút bất kể như thế nào điều dưỡng đều là chuyện vô bổ mà lại nàng rất ác độc kia thuốc không hạ tại thường ngày ẩm thực bên trong mà là quan tại không dễ dàng phát giác hương liệu bên trong chúng ta vẫn cho là là mẫu thân của ta tức giận ninh vi tồn tại mới đem mình làm thành bộ dáng như thế thẳng đến về sau chúng ta mới phát hiện đây hết thảy đều là ta cái kia tốt tổ mẫu làm ra. Thế nhưng là, cha ta cũng không thể bởi vậy giết mình mẹ ruột A. À. Về sau, lão phu nhân qua đời, ta làm, lấy đạo của người, trả lại cho người, không ai biết những năm kia, vì cái gì ta cùng giải quyết cha ta quan hệ kém như vậy, đều chỉ là đơn thuần coi là, là mẫu thân của ta nguyên nhân, đến mức cha con chúng ta quan hệ nông cạn. Tại sông Tâm Nhu qua đời 2 năm về sau, Giang Ngộ đã 7 tuổi, lúc ấy hắn biết chân tướng, hắn tuổi nho nhỏ, lần thứ nhất có muốn giết chết một người ý nghĩ. Hắn biết, cha hắn không thể thí mẫu, nhưng hắn không giống, hắn mất đi mẫu thân, vậy sẽ phải để cái kia để hắn mất đi người của mẫu thân trả giá đắt. Hắn tìm tôn thần y muốn một loại vô sắc vô vị độc, hạ cho lão phu nhân, cái này độc chỉ cần ăn một lần, không cần ngày ngày đều phục dụng, ba năm về sau, tự nhiên sẽ độc phát thân vong. Có điều, cái này độc rất ôn hòa, chết thời điểm không có đau một chút khổ, chưa chừng chính là có một ngày, một nằm ngủ đi liền tỉnh không đến. Hạ độc là vì thay mẫu thân báo thù, mà lựa chọn để nàng an tỉnh chết đi, thì là xem ở bọn hắn có quan hệ máu ngủ trên mặt mũi. Cho tới bây giờ, Giang Quốc Công cũng không biết, mẹ của mình là chết bởi nhi tử tay. Chỉ biết lúc ấy, vừa đầy 50 tuổi Quốc Công Phủ Lão Phu Nhân, trong giấc mộng bình yên qua đời. Lúc ấy, giang quốc công cùng lão phu nhân quan hệ cũng kém đến cực điểm lão phu nhân thường xuyên không gặp được nhi tử người ngày qua ngày ngâm mình ở luyện võ trường bên trong để hắn đem ninh vi phù chính hắn cũng không nguyện ý chính là trong lúc này giang ngộ tự mình dụ dỗ lão phu nhân uống xong mang độc canh lão phu nhân trọng nam khinh nữ giang ngộ từ nhỏ thông minh lại sinh phấn điêu ngọc trác lão phu nhân mặc dù không thích ninh vi nhưng là đối nàng cháu trai ruột là không có oán hận cho nên giang ngộ muốn tới gần nàng mười phần đơn giản cho đến ngày nay hắn y nguyên không hối hận mình hành động hai người trong sân đu dây ngồi nàng tựa ở trong ngực hắn nghe hắn nói lên những thứ này đột nhiên một giọt giọt nước mắt rơi vào trên mu bàn tay của nàng tô hoàng căng thẳng trong lòng ngẩng đầu nhìn hắn dưới ánh trăng ánh mắt của hắn hiện ra hơi nước tô hoàng rất là đau lòng hoàng hoàng ngươi nói ta làm đúng sao ta tự tay giết chết tổ mẫu của mình. Giang ngộ nhìn xem nàng, con mắt đỏ ngầu. Người trong viện đều bị phái đi, không sợ có người sẽ nghe thấy đối thoại của bọn họ. Giang ngộ trong lòng cũng rất khó chịu, trưởng thành theo tuổi tác, nội tâm của hắn rất xoắn xuýt. Một bên là thân nhất yêu hắn nhất mẫu thân, một bên là có quan hệ máu mũ, ngày bình thường đối với hắn cũng không tệ lắm tổ mẫu. Thế nhưng là, hắn vì cho mẫu thân báo thù độc hại mình thân tổ mẫu mỗi lần hồi tưởng việc này trong lòng của hắn đều sẽ giống như đau xoắn đến cùng là sai vẫn là không sai đâu khi cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn ngươi sẽ còn làm như vậy sao tô hoàng đưa tay sờ lấy mặt của hắn hỏi giang ngộ nhìn xem nàng không chút do dự lại chọn một lần ta nghĩ ta vẫn như cũ sẽ còn làm như thế vậy ngươi còn tại xoắn suýt cái gì có một số việc như là đã làm liền chính ngươi đều không hối hận cần gì phải không bỏ xuống được đâu chẳng qua là một mạng thường một mạng thôi tô hoàng rất có thể hiểu được hắn khi ngươi phát hiện thân nhân của ngươi cõng ngươi làm không thể vãn hồi chuyện sai lầm nhưng trở ngại những cái kia huyết mạch thân tình ngươi không cách nào xuống tay đứng tại gian quốc công lập trường chẳng lẽ ngươi thật muốn hắn tự tay giết chết mẹ ruột của mình sao cho nên gian ngộ sẽ làm như vậy kỳ thật cũng không thể quở trách nhiều chỉ là, trong lòng của hắn vẫn như cũ có đạo cảm không qua được, cho nên nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ muốn trở lại cái này để hắn hít thở không thông nhà. Vậy ngươi có thể hay không cảm thấy ta người này rất đáng sợ? Giang Ngộ ôm chặt nàng, dựa vào bờ vai của nàng, ngữ khí mềm mềm mà hỏi. Hắn kỳ thật rất sợ mình tiểu kiều thê lại bởi vậy cảm thấy hắn là cái kẻ đáng sợ, nội tâm đang đánh trống. Tô Hoàng nghe vậy, tại bên hông hắn nhéo một cái. Giang Ngộ còn rất phối hợp tê một tiếng. Hai ta đều là vợ chồng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta tại sao phải sợ ngươi, lại nói, nếu như ta là ngươi, bất kể là ai, chỉ cần tổn thương thân nhân của ta, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn đòi lại, nếu như ta là ngươi, khả năng cũng sẽ cùng ngươi làm ra lựa chọn giống vậy. Có thế nghe thấy Tô Hoàng nói như vậy, Giang Ngộ thật nhiều ấm lòng, trực tiếp bưng lấy mặt của nàng hôn lên tô hoàng bị hắn như thế vội vàng không kịp chuẩn bị hôn cho làm mộng kịp phản ứng thời điểm hắn đã cậy mở mình hàm răng bắt đầu hôn sâu ở phương diện này hắn tựa như là vô sự tự thông không bao lâu tô hoàng liền cảm giác khí lực toàn thân đều bị hắn rút đi trong mắt nổi lên thủy quan hoàng hoàng chúng ta nhanh lên dọn ra ngoài ở có được hay không giang ngộ thật không quá nghĩ đợi tại quốc công phủ tô hoàng gật gật đầu nhưng vẫn nhớ tô mẫu căn dặn chờ thêm xong năm nay được không? Chương 437, lại mặt. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Dù sao cũng là nửa năm mà thôi, gia ngộ cũng chờ phải, chỉ cần bên người có nàng bồi tiếp, nửa năm cũng không coi là nhiều. Hắn tiếp tục hôn nàng, tô hoàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng. Hiện tại thành thân, gia ngộ rốt cục có thể thích làm gì thì làm, muốn làm sao hôn liền làm sao hôn, muốn làm sao dáng dáng liền làm sao dáng dáng nhưng giang ngộ không có lại đối nàng làm cái gì nhiều nhất chỉ là thân thiết nàng ôm một cái nàng mà thôi nàng hai ngày này bị dày vò có chút hung ác hắn nghĩ đến để nàng tỉnh dưỡng mấy ngày tại quốc công phủ cái thứ hai buổi sáng quản gia mang theo tô hoàng đi nhân viên thu chi đây là tô hoàng mình yêu cầu nàng cầm quản gia chìa khóa vậy sẽ phải thật tốt quản lý tốt quốc công phủ nàng cùng giang ngộ thương lượng qua đến lúc đó nâng nhà đem đến tô phủ bên cạnh phủ đệ đi về phần ninh vi nàng liền tự mình một người mang theo nhi tử đợi tại lão quốc công phủ đi về phần thánh thượng bên kia hiện tại quốc công phủ đã giao binh quyền hắn khẳng định cũng là tùy tiện bọn hắn đem đến đi đâu chỉ là đổi tòa phủ đệ mà thôi lại không quá phận nhân lúc rảnh rỗi nàng xem thật kỹ một chút quốc công phủ khoảng nhìn xem mỗi tháng xuống tới quốc công phủ chi tiêu là bao nhiêu Chẳng qua những cái này sổ sách đều là quản gia trước đó đã thanh qua, toàn bộ chỉnh lý tốt, không có gì chỗ không đúng. Chẳng qua Tô Hoàng phát hiện, trước đó Ninh Vi quản gia thời điểm, nàng cái nhà kia cùng Giang Yển cái nhà kia chi tiêu đặc biệt lớn. Chi tiêu trên cơ bản đều là vàng rồng bạc trắng. Có thể thấy được, Ninh Vi trưởng nhà trong lúc đó là một chút cũng không có bạc đãi mình, liền xem như hiện tại không có trưởng gia quyền, Tô Hoàng thô sơ giản lược đánh giá một chút, Nàng Liễm Hạ tài sản khẳng định cũng không ít. Trước đó nàng bên ngoài đi lại, mặt cách ăn mặc kia cũng là dựa theo một cái quốc công phu nhân quy cách đến, cho nên nói, nàng không có khả năng không có tiền. Nhưng là những bạc này, người muốn vô duyên vô cớ buộc nàng phun ra khẳng định cũng không dễ dàng, cha chồng bên kia khẳng định cũng rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, cũng liền nói rõ, hắn không có tính toán đem chuyện làm quá tuyệt. Tựa như Ninh Vi nói, những năm này nàng không có công lao cũng cũng có khổ lao, tất cả không có so đo nàng vơ vét của cải một chuyện. Giang ngộ bên kia không có quấy rầy nàng nhìn sổ sách, mà là đi bồi ngoại tổ phụ đi, nàng lúc này mới có thời gian ngâm mình ở nhân viên thu chi vừa giữa trưa. Cuối cùng vẫn là hắn tới đón hắn đi ăn cơm trưa mới từ nhân viên thu chi ra tới. Giữa trưa bồi tiếp Giang quốc công còn có ngoại tổ phụ ăn cơm, bọn hắn cái này một nhà bốn người nhìn mười phần hài hòa. Ngoại tổ phụ tiếp qua mấy tháng liền phải về phong nguyệt sơn trang, khoảng thời gian này, Giang Ngộ cùng Tô Hoàng sẽ tận lực nhiều bồi bồi hắn. Buổi chiều, liễu má má lại dẫn nàng thấy toàn phủ hạ nhân, từ vẫy nước quét nhà tam đẳng nha hoàng đến thiếp thân hầu hạ các chủ tử nhất đẳng nha hoàng, còn có hộ viện gia đình, quản lý nghề làm vườn hoa cỏ, còn có bếp sau đầu bếp nữ cùng thô làm, cộng lại không sai biệt lắm 60 nhân khẩu. Như thế to con phủ đệ, tính toán đâu ra đấy một tháng qua phải tốn không ít bạc. Cái này nhưng so sánh tô gia phức tạp nhiều, tô gia mặc dù nhiều người, nhưng là mỗi hạng doanh thu cũng nhiều, các ca ca mỗi tháng đều có bổng lộc, nhị ca, tứ ca cùng ngũ ca, mỗi tháng cũng hướng trương mục giao bạc. Nhưng là quốc công phu quân cũng chỉ có quốc công gia thực ấp nuôi. Đương nhiên, quốc công phủ khẳng định là có tài sản riêng, không phải không đủ để nuôi sống như thế to con phủ đệ. Nghe Giang Ngộ nói, quốc công phủ có cái chuồng. Ngựa, danh nghĩa còn có mười mấy nhà cửa hàng cho thuê, mỗi tháng thu tiền thuê cũng không ít. Nhưng là, hẳn là cũng không chỉ chừng này sản nghiệp, nếu không cũng không có khả năng lấy ra giày như vậy một phần xính lễ tới. Tô Hoàng một ngày này xuống tới, liền đem thời gian tiêu vào nhìn sổ sách cùng nhận người hầu trên thân, thời gian cũng là qua phong phú. Ngày mai chính là ba ngày lại mặt, liễu má má đã chuẩn bị cho nàng tốt lại mặt lễ chờ cái này ba ngày lại mặt người tô gia cũng là một mực mong mỏi thật sớm lên sẽ ở cửa chờ lấy hai người tương đối là ít nổi danh ngồi lên xe ngựa mang lên lại mặt lễ liền trở lại thu xếp tại tô gia cổng trong chừng gã sai vặt xem xét cô gia cùng quận chúa các nàng trở về lập tức trở về bẩm báo tô gia cả một nhà cùng nhau xúc động đi tới cửa tiếp tô hoàng cùng gian ngộ hai người này tô hoàng hôm nay mặc một bộ màu đỏ thường phục váy ngắn giang ngộ cũng cùng nàng xuyên cùng màu hệ áo bào hai người nhìn mười phần vui mừng đăng đối xuống xe ngựa thời điểm giang ngộ viện eo của nàng đem nàng ôm xuống tới hai người như thế ân ái bộ dáng rơi vào tô mẫu trong mắt hết sức vui mừng nàng cùng bạn già liếc nhau đều là hài lòng nở nụ cười cha mẹ nữ nhi trở về tô hoàng xuống xe ngựa liền mang theo trên váy bậc thang cho nàng nương đến một cái to lớn ôm nhìn ngươi đều đã lấy chồng còn cùng tiểu cô nương, không có chút nào ổn trọng. Quản chi cái gì, hoàng hoàng tại chúng ta trong lòng mãi mãi cũng là tiểu cô nương. Tô phụ cho tô hoàng hát đệm. Tô hoàng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía mấy người ca ca nhóm, mấy người bọn hắn đều đứng ở bên cạnh đâu, đại ca viện đại tẩu, bây giờ đại tẩu đã qua ba tháng, thai cũng ngồi vững vàng, nhưng là đại ca vẫn là lấy nàng làm trọng tâm, chỉ cần ở bên người, hắn đều là ở bên cạnh viện nàng. Tô Hoàng đi lên trước ôm lấy đại tẩu, sau đó đưa thay sờ sờ bụng của nàng. Ta tiểu chất nhi còn ngoan sao? Thẩm thanh lê nghe vậy, bưng miệng cười. Hắn còn nhỏ đâu, chẳng qua gần đây hắn rất ngoan, rốt cục không làm ầm ĩ ta, có thế an tâm ăn một chút gì. Thẩm thanh lê sờ lấy bụng của mình, mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy hạnh phúc, toàn thân tản ra mẫu tính quan huy. Công Linh Nhi còn có 10 ngày đến liền phải cùng nhị ca thành thân, theo lý thuyết khoảng thời gian này không để gặp mặt, nhưng là Tô Hoàng là nàng tốt nhất tỉ muội Tô Hoàng lại mặt, nàng nói cái gì đều phải đến xem. Tô Hoàng ngay sau đó cho nàng một cái ôm một cái, lại cho Lạc Khê trúc một cái ôm một cái. Các nàng cũng phát hiện Tô Hoàng khác biệt, bây giờ co lại phụ nhân búi tóc, thế nhưng là giữa lông mày vẫn là mang theo tiểu cô nương xinh xắn, khí sắc trở nên hồng nhuận, một đôi mắt cũng biến thành thủy quan liễm diễm, xem xét chính là bị tình yêu thoải mái có thể thấy được cưới hậu sinh sống mỹ mãn. Các nàng tin tưởng, Giang Ngộ nhất định sẽ đem nàng sủng thượng thiên. Lấy chồng về sau, Tô Hoàng trong lúc vất tay còn mang lên mấy phần phong tình, nhất là lúc cười lên, hai má hiện ra nhàn nhạt phấn ý, càng phát ra đẹp để người không dời mắt nổi. Chỉ chớp mắt, Tô Hoàng đều đã gả làm vợ, mấy người ca ca nội tâm vạn phần cảm khái. Đám người vây quanh Tô Hoàng tiến trong phủ, ngoài cửa bắt đầu bắn pháo trận, lóc bóp vang một hồi lâu sau này trở về giang ngộ liền bị mấy người ca ca mang đi tô hoàng thì là cùng thẩm thanh lê còn có tôn linh nhi cùng lạc khê trúc các nàng nói điểm thì thầm đám nữ hài tử ở giữa cùng một chỗ cũng thích trò chuyện điểm cảm thấy khó xử chủ đề nhất là tôn linh nàng nhất là ngay thẳng rõ ràng thế mà hỏi tô hoàng giang thế tử được hay không có cần hay không dược thiện điều trị tô hoàng giận nàng liếc mắt phản bác Ngươi hỏi ta, tiếp qua 10 ngày ngươi liền biết a, à, còn có ngươi những thuốc kia thiện, đến lúc đó nhìn ta nhị ca có cần hay không đi, chừa cho hắn lấy dùng liền tốt. Tôn Linh Nhi mặt mo đỏ ửng, đưa tay liền đi cào Tô Hoàng ngứa thịt, Tô Hoàng cười ra nước mắt tới. Lạc Khê Trúc vội vàng đỡ Thẩm Thanh Lê trốn xa một chút, nàng còn mang mang thai. Bốn cái nữ hài tử bên trong, cũng chỉ có Lạc Khê Trúc một người đơn thuần giống tờ giấy trắng, nghe các nàng nói những cái này, nghe mặt đỏ tới mang tai. Chương 438, cảm giác áp bách Giang Ngộ bên này, ngồi tại một tấm bên bàn trà, bên người cùng ngồi đối diện đều là hắn đại cửu ca nhóm, không thể bảo là không có cảm giác áp bách. Quả thực so sánh với chiến trường cảm giác áp bách còn mạnh hơn. Hắn chỉ có thể không ngừng uống trà, các ca ca hỏi cái gì liền đáp cái đó. Đại ca Tô Cảnh hỏi hắn. Hoàng Hoàng đến các ngươi phủ thượng đã quen thuộc chưa? nhị ca tô mộ hỏi hắn hoàng hoàng nhìn giống như gầy một chút là không có ăn cơm thật ngon sao không tồn tại đi ta cổng lớn phái người đưa đồ ăn đi đều là nàng thích ăn không có khả năng không hảo hảo ăn cơm tô quân nghe vậy lập tức phản bác biểu thị không thể nào là bởi vì ăn có thể là bởi vì xuyên y phục nguyên nhân cho nên nhìn gầy nhị ca ngươi lo ngại đi lúc này mới mấy ngày mà thôi tô thần cảm thấy lúc này mới hai ba ngày không gặp, không đến mức gầy nhanh như vậy a. À. Cho nên, khẳng định là y phục nguyên nhân. Thẳng đến tô dịch nói một câu. Giang ngộ, hoàng hoàng dù sao còn nhỏ, ngươi hẳn là tiết chế điểm. Một câu nói kia, Giang ngộ trực tiếp một miệng nước trà sạch cái lão gần chết. Không phải, thiên địa lương tâm, hai ngày này hắn một mực chịu đựng không có đụng nàng, sao là không tiết chế nói chuyện. Ngũ Ca vẫn là trước sau như một nói trúng tim đen, không phải sao? Các ca ca đồng loạt nhìn xem hắn. Hắn làm dịu một hồi lâu, mới cầm khăn lau đi khóe miệng, giải thích nói: "Các ca ca yên tâm, ta có chừng mực. Này làm sao còn nói đến tiết chế vấn đề này đây?" Về sau, các ca ca lại đối hắn tiến hành một loạt dạy bảo. Hoàng Hoàng tính tình nhìn như ôn hòa, kỳ thực quật cường, vẫn là có nhỏ tính tình, a à ngộ ngươi bình thường nhiều để cho nàng hoàng hoàng đến ban đêm thích ăn đồ ngọc cùng băng phẩm ngươi hẳn là khuyên nhiều đạo lấy chút dạng này đối thân thể không tốt phải tránh hoàng hoàng thích ngủ nướng buổi sáng khả năng lên không được quá sớm không biết nhà các ngươi có hay không thần hôn định tỉnh phép tắt ta đã chọn tốt một nhóm đầu bếp tùy ý đưa đến các ngươi phủ thượng đi về sau ẩm thực liền giao cho bọn hắn đi các ngươi trong phủ đầu bếp ta không yên lòng chủ yếu là nhà các ngươi cái kia bên cạnh phu nhân nhìn xem không giống người tốt Ta sợ nàng hại Tô Hoàng. Ta cho Hoàng Hoàng họa chân dung đã vẽ xong. Một hồi ngươi nhớ kỹ mang đến cho nàng nhìn xem hài lòng hay không. Không được, còn có thế tới kịp sửa đổi một chút. Các ca ca đối Tô Hoàng thực sự là quá để ý. Cái này nặng nề yêu mến, nện ở gian ngộ trên thân, để hắn có chút thở không nổi. Đại ca, Hoàng Hoàng hiện tại là thê tử của ta. Ta tự nhiên đương nhiên bao dung tính tình của nàng. Mà lại, Hoàng Hoàng tính tình rất tốt với ta mà nói căn bản không tính có tính tình, còn có nhị ca, ban đêm ta cũng là không cho phép nàng ăn quá nhiều ngọt đồ vật cùng ướp lạnh đồ vật, ta nhất định sẽ thật tốt đốc xúc nàng, chiếu cố tốt thân thể của nàng, tam ca, nhà chúng ta không có thần hôn định tỉnh phép tắc, hoàng hoàng mỗi ngày có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, nàng bây giờ là quốc công phủ tôn. Quý nhất nữ chủ nhân không người dám đối nàng khoa tay múa chân, phụ thân ta gian quốc công là kẻ thô lỗ, cũng không quan tâm những cái này nghi thức xã giao hết thảy tùy tính liền tốt tứ ca ta đã sai người mở phòng bếp nhỏ về sau hoàng hoàng một ngày ba bữa đều từ tứ ca an bài đầu bếp đến thu xếp người ngoài tuyệt không nhúng tay khả năng còn có đa tạ ngũ ca cho hoàng hoàng họa chân dung ngài họa công chúng ta tin được vất vả giang ngộ từng cái trả lời vấn đề của bọn hắn tận lực để bọn hắn yên tâm trăm phần đến trong bụng tất cả vấn đề cũng không tính vấn đề nếu như có vấn đề vậy liền giải quyết vấn đề. Giang Ngộ thái độ còn có trả lời đều để người rất hài lòng, mấy người ca ca nhóm lúc này mới hài lòng gật đầu. Giang Ngộ biểu thị áp lực như núi, đại cửu ca nhiều, cái này cảm giác áp bách 10 phần a. Tô Hoàng hôm nay lại mặc người một nhà đặc biệt cao hứng, ăn cơm buổi trưa thời điểm, trông thấy cô gia lại như thế cẩn thận, cho nàng gấp thức ăn, thịnh canh đều là tự thân đi làm, Tô mẫu càng thêm yên tâm buổi chiều đi sát vách phủ đệ nhìn một chút quy mô cùng tô phủ là không sai biệt lắm đã trùng tu xong hai phủ ở giữa cũng liên thông một cánh cửa sang năm tô hoàng chuyển tới liền có thể mỗi ngày trông thấy người trong nhà chỉ là hai tòa tòa nhà kề cùng một chỗ cũng quá lớn vừa đi vừa về một chuyến sợ là còn phải ngồi kiệu tử mới được dùng chân đi đều có một hồi lâu lộ trình chặn vạn tối ăn cơm tối hai người mới về giang quốc công phủ nửa năm này Tô Hoàng cùng trong nhà người gặp nhau thời điểm sợ là tương đối ít. Lần sau liền muốn chờ nhị ca thành thân mới trở về. Hắn cùng Tôn Linh Nhi hôn lễ, không lớn lo liệu, liền mời một chút hai nhà bằng hữu quen thuộc cùng người thân là được rồi. Cửu cửu một nhà cũng phải đợi đến tô mộ xong xuôi hôn lễ về sau mới có thể trở về. Đến lúc đó ra thân thì là từ lúc trước cho Tôn Linh Nhi chuẩn bị tòa phủ đệ kia ra thân là được, hai phủ cách gần vô cùng. Tôn thần y không hy vọng quá nhiều người biết thân phận của hắn. Bởi vì Tô Mộ tiểu thần y thân phận bại lộ, mỗi ngày Tô phủ lui tới Đông đảo Thiếp mời bên trong, phần lớn là mời Tô Mộ rời núi hỏi bệnh. Thế nhưng là, bình thường bệnh, Tô Mộ sẽ không đến khám bệnh tại nhà, trừ phi có tính khiêu chiến, ví dụ như tại Quân Sơn săn bắn thời điểm, cái kia trên mặt có bớt thiên kim, trải qua hắn một loạt chẩn trị về sau, trên mặt sẹo thế mà thật như kỳ tích nhạt một chút xuống tới. Trong lúc nhất thời, tô mộ tiểu thần y thanh danh càng thêm lớn. Chạng vạn tối, hai người ngồi tại về quốc công phủ trên xe ngựa, tô hoàng hỏi giang ngộ, các ca ca đều cùng hắn nói cái gì, vì cái gì đi lâu như vậy. Giang ngộ liền đem các ca ca đối với hắn áp bách thêm mắm thêm muối nói cho tô hoàng. Kết quả, để tô hoàng tốt dừng lại trò cười, đồng thời nội tâm lại cực kỳ tự hào. Thật tốt a à, đây chính là có nhà mẹ đẻ, có lực lượng cảm giác, Thế là nàng bóc lấy Giang Ngộ mặt uy hiếp nói: "Nghe không, cốt với ta một điểm, không phải ta năm người ca ca, một người một cái miệng rộng tử đều có thể hút chết ngươi." "Không được, nghĩ đến đây cái hình tượng, Tô Hoàng cười càng thêm ngông cuồng. Giang Ngộ bất đắc dĩ, chẳng qua thích thú. Hai người trở lại trong phủ, muốn đi trước cho cha chồng cùng ngoại tổ phụ thỉnh an, hai một trưởng bối gần đây chung đụng coi như hài hòa, chủ yếu là không có chán ghét người ra tới quấy rầy." mặc dù hai người bình thường cũng không thế nào nói chuyện, các chơi các, nhưng loại này ở chung hình thức so sánh 20 năm trước đã rất không tệ. Quận chúa trong nhà ở còn quen thuộc. Nếu là có không quen địa phương, nhất định phải kịp thời thông báo liễu má má thay ngươi đi đặt mua, phủ thượng hết thảy bây giờ đều là ngươi định đoạt, ngươi muốn làm sao làm đều được, nếu là gian ngộ tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi, ngươi một mực đến nói cho ta, ta sẽ thay ngươi chỗ dựa, thật tốt thu thập hắn thừa dịp Tô Hoàng tới thỉnh an cơ hội này, Giang Quốc Công mới có rảnh hỏi một chút nàng, nói, hắn trừng Giang Ngộ liếc mắt. Giang Ngộ mẫu thân đi sớm, rất nhiều lời hắn một cái làm cha chồng không tiện mở miệng, nhưng là nên có quan tâm vẫn là không thể thiếu. Phụ thân, con dâu mọi chuyện đều tốt, trong phủ hạ nhân đối ta đều rất để bụng, ăn ở đều dựa theo ta yêu thích đến, con dâu không có cái gì thiếu khuyết, về phần thế tử, ngài yên tâm, hắn nếu là dám đối ta không tốt, ta nhất định sẽ đâm thọc, không chỉ có muốn hướng ngài tố cáo, còn muốn hướng ra phía ngoài tổ phụ tố cáo. Tại trưởng bối trước mặt, Tô Hoàng từ trước đến nay không chút phí sức, còn có thể đem bầu không khí làm cho rất nhẹ nhàng. Không phải sao, ở một bên ngoại tổ phụ nghe vậy lập tức cởi mở nở nụ cười. Ha 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 ha, ngươi tiểu nha đầu này a, à, ngươi cứ việc tố cáo, nhìn ta không đánh gãy tiểu tử này chân. Chương 439, Tô Mộ, Tôn Linh Nhi hôn lễ, nhỏ lo liệu. Giang ngộ mười phần bất đắc dĩ, hắn bây giờ đã trở thành chuỗi thức ăn đáy sinh tồn người đúng không? Bất luận là tại Tô Phủ, vẫn là tại Quốc Công Phủ, hắn đều là tồn tại cảm thấp nhất cái kia. Chẳng qua hắn cũng không cảm thấy không vui vẻ, ngược lại cảm thấy dạng này đặc biệt tốt, hận không thể bọn hắn đều bất công Tô Hoàng. Trong thính đường chỉ còn lại ngoại tổ phụ tiếng cười, trông thấy lão đầu cười, Tô Hoàng cũng đi theo cười cười xong về sau, ngoại tổ phụ tiếp lấy còn nói. Ta nha, tuổi đã cao, cũng không biết còn có mấy năm sống đầu, bây giờ cũng chỉ có một cái tâm nguyện chưa hết. Tô Hoàng nghe vậy, lập tức dùng trong veo con mắt đều nhìn hắn hỏi. Ngoại tổ phụ còn có gì tâm nguyện chưa hết? Giờ khắc này nàng là thật không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là gian ngộ, khóe miệng câu lên. Tâm nguyện này còn phải dựa vào các ngươi cho ta hoàn thành, ta nha, nghĩ sớm ngày ôm vào trọng ngoại tôn, tô hoàng nghe vậy, Sửng sốt một chút, lập tức lúng túng nở nụ cười. hóa ra là cái này a à, hại, nàng sớm nên kịp phản ứng. người lão, tâm nguyện không phải liền là mấy cái kia, nhìn xem tiểu bối kết hôn sau đó sinh con. cái này vừa lúc cũng là tâm nguyện của ta, nếu như quốc công phủ có thế sớm ngày thêm cái tiểu thế tử hoặc là tiểu huyện chủ cái gì, tốt nhất. Giang Quốc Công cũng thuận thế thúc bên trên thúc dục, không thể lãng phí cơ hội này. Quốc Công thế tử nữ nhi, là có thể mời Phong huyện chủ, đến lúc đó vừa ra đời chính là thân phận tôn quý tồn tại. Chỉ là Tô Hoàng 10 phần ngượng ngùng lúc này mới vừa mới thành thân mấy ngày, liền bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng, áp lực như núi a. Nhưng là Giang Ngộ bây giờ cũng tuổi mụ 24, người khác cái tuổi này đã lên làm cha, xác thực sốt ruột. Nàng sẽ không tận lực đi đề phòng hài tử đều là thuận theo tự nhiên, lúc nào đến đều được, nàng tùy thời làm tốt làm mẹ chuẩn bị. Kết quả, không nghĩ tới Giang ngộ cái thằng này cùng nàng về viện tử rửa mặt xong về sau, lại trực tiếp cầm lý do này đem nàng cho bổ nhào. Lấy tên đẹp, hắn cũng muốn làm phụ thân, hy vọng Tô Hoàng cho nàng sinh cái nữ nhi. Giữa phu thê những sự tình kia, mới đầu, bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, bao nhiêu đều là có chút khó chịu, thế nhưng là chờ ngươi thông thả lại sức về sau, cũng chỉ còn lại có vui vẻ. nhưng là giang ngộ thể lực thực sự là quá tốt, thật mẹ nó có thể dày vò. nửa đêm, tô hoàng leo đến bên giường, nhưng vẫn là bị dắt lấy chân, ôm eo cho mang trở về. tô hoàng không lay chuyển được, miệng bên trong một mực hùng hùng hổ hổ. rất nhanh, liền đến tô mộ thành thân một ngày này, trong nhà mời hàng xóm mấy nhà ăn cưới, còn tới rất nhiều tôn thần y bên này bằng hữu trên giang hồ. còn có ngày bình thường cùng bọn hắn tô phủ lui tới mấy nhà quan gia người, tổng cộng cũng liền góp mười mấy bàn dáng vẽ. Sáng sớm, tô mộ mang theo đón dâu đội ngũ đi đem tôn linh nhi tiếp trở về, nàng áo cưới là dịp nải nải tự mình làm. Bởi vì là nhỏ lo liệu, tôn thần y bên kia không có quá nhiều giảng cứu, tôn nữ vừa ra cửa không lâu, bọn hắn lão hai người chân sau liền tới tô phủ. Đến lúc đó bái đường thời điểm, tôn thần y hy vọng mình có thế ngồi cao đường, tròn cái tâm nguyện tôn linh nhi là hắn thu dưỡng lớn lên không có quan hệ máu mủ nhưng là những năm này hắn một mực xem nàng như thành mình cháu gái ruột chiếu cố lớn lên dạy nàng làm người dạy nàng y thuật bây giờ cũng phải nhìn lấy nàng gã phải như ý lan quân càng xảo chính là người cháu rể này còn vừa lúc là mình đơn truyền đệ tử nhân phẩm hình dạng đều là thượng phẩm mà lại tô mộ rất nhiều nơi cùng hắn rất giống phải hắn chân truyền tin tưởng nhất định có thể đem cháu gái của mình chiếu cố tốt người tô gia đều là người lương thiện đây là rõ như ban ngày hài tử đến nhà các nàng làm nàng dâu chỉ có hưởng phúc phần đầu một đêm bên trên tô hoàng liền mang theo giang ngộ về tô phủ ở vì nhị ca cùng nhị tẩu ngày mai hôn lễ tô gia một năm này xuống tới đã là làm trận thứ ba việc vui nếu bàn về kinh đô nhà ai vui mừng nhất không ai qua được tô gia liên tiếp chuyện tốt tới cửa cái này hỉ khí cản cũng ngăn không được a à. đóng vai bên trên hồng trang tôn linh cũng là đẹp không gì sánh được có lẽ nàng cái này một thân cũng không như tô hoàng các nàng trang trọng cùng hoa lệ thế nhưng là phần này nhân duyên là nàng thông qua bản thân cố gắng cầu đến chỉ cần có thể gả cho tô mộ nàng liền vừa lòng thỏa ý từ đó hai người bọn họ đem thời gian qua tựa như cái gì đều trọng yếu cùng đi xem lễ còn có gia thành nàng bây giờ chân đã tốt toàn Cùng Tô thần quan hệ cũng chung đụng càng ngày càng tự nhiên. Tô thần không làm gì liền sẽ đi tương vương phủ nhìn nàng, cho nàng mang rất nhiều trừng lâu ăn ngon bánh ngọt, mới bên trên đồ ăn. Ngay từ đầu, hai người tại một khối, Tô thần luôn luôn ngượng ngùng nói chuyện đều đỏ mặt, lần này số nhiều, cũng liền chung đụng càng phát ra tự nhiên lại. Tại gia hưng chủ động dưới, hắn cũng sẽ dạy nàng kéo cung, muốn thế nào rồi, cái này cung tiễn quy lực mới có thể phát huy đến càng lớn hắn sẽ còn bồi tiếp nàng chơi ném thẻ vào bình rượu hắn sẽ tận lực để cho nàng để nàng thắng lúc kia gia thành luôn có thể vui vẻ tìm không ra bắt nụ cười tươi đẹp sáng lạng mà mỗi khi trông thấy nàng cái nụ cười này tô thần cũng cảm giác mình tâm nhu mềm không tưởng nổi nhìn xem tô mộ cùng tôn linh nhi bái đường gia thành nhìn về phía đứng tại đối diện tô thần tô thần cũng đang nhìn nàng nàng đang nghĩ lần tiếp theo hẳn là chính là các nàng hai cái hôn lễ đi Tương vương gia còn không có tìm tới cơ hội đối thánh thượng thẳng thắng đâu, gần đây thánh thượng tâm tình thật không tốt, bởi vì đông cung bên kia, thái tử tình huống không tốt, nghe nói thường xuyên ho ra máu, tinh thần không tốt, phần lớn thời điểm đều là nằm tại trên giường. Đến mức, thánh thượng gần đây mười phần phiền lòng, luôn luôn vô cớ nổi giận, hắn cũng không dám tùy tiện đi rủi ro, chuyện này chỉ có thể hết kéo lại kéo. Tô mộ cùng Tôn Linh Nhi bái xong thiên địa, Tô Linh Nhi bị đưa vào động phòng, ngày hôm nay Tô Mộ không cần phải lo lắng sẽ bị rót rượu, bởi vì đến uống rượu đều là người trong nhà, nhiều lắm là cũng chính là huynh để mấy cái sẽ để cho hắn uống vài chén. Tô Hoàng các nàng cùng nhau đi tân phòng bồi tiếp Tôn Linh, ngày bình thường quỷ mã Tôn Linh, hôm nay khó được thận trọng lên, ngồi đàng hoàng, cười mười phần hàm súc. Đám người còn treo gẹo nàng, nếu là bưng không ngừng, dứt khoát đừng bưng, dù sao tất cả mọi người không biết cười lời nói nàng tôn linh nhi không hề bị lay động đang lúc tất cả mọi người cho là nàng là nghiêm túc thời điểm tôn linh nhi rốt cục nhịn không được lộ ra nguyên hình bắt đầu cười ha hả thật vui vẻ thật kích động ta rốt cục gả cho tô mộ hoàng hoàng cái này âm thanh nhị tẩu ngươi chừng nào thì gọi a à. tô hoàng một mực xem nàng như nhị tẩu nhìn nhưng là còn không có thành thân cũng không có kêu lên hiện tại rốt cục có thể gọi ngày hôm nay nàng là nhân vật nữ chính Cô Hoàng đương nhiên là nàng làm sao cao hứng làm sao tới. Ông lấy cánh tay của nàng, nhị tẩu dài hai tẩu ngắn hét không ngừng. Lập tức, nàng còn nhìn về phía Gia Thành cùng Lạc Khê Trúc treo gẹo. Thế nào, hai người các ngươi có muốn hay không sớm nghe một chút ta gọi tam tẩu cùng ngũ tẩu A? Gia Thành đặc biệt thản nhiên gật đầu, rất phù hợp tính tình của nàng. Được A, ngươi gọi một tiếng ta nghe một chút. Lạc Khê Trúc thì là dự kiến bên trong cảm thấy thẹn thùng xấu hổ không dám nhìn người. Ai nha, nào có, không cho ngươi nói bậy. Nàng cùng tô dịch dù sao còn tại nhất làm cho người tâm động mập mờ kỳ, chưa có xác định quan hệ, có thể lý giải. Chương 440, có tâm trêu chọc. Tô mộ đêm động phòng hoa chút đặc biệt thuận lợi, không có người rót rượu, tự nhiên cũng không có uống say, hai người đã cùng một chỗ mấy năm, trừ cái kia đạo giấy cửa sổ không có xuyên phá, kỳ thật đã rất thân mật cho nên hai người thân mật thời điểm đặc biệt theo lý đương nhiên tô mộ mặc dù ban ngày rất đứng đắn rất tự hạn chế nhưng là đối mặt nữ nhân mình yêu thích hắn cũng sẽ có mất khống chế thời điểm hai người cũng coi là đạt được ước muốn có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc từ nay về sau tôn linh nhi chính là tô gia nàng dâu tô hoàng nhị tẩu tôn thần y nhân sinh bên trong một kiện đại sự đã hắn nhìn xem mình một tay nuôi lớn tôn nữ rốt cục có đáng tin cậy kết cục trăm năm về sau có thể nhắm mắt dưới cửu tuyền. Chạng vạn tối, Gia Thành từ Tôn Linh Nhi tân phòng bên trong ra tới, vừa vặn gặp đến tìm nàng Tô Thần. Tô Thần phải chịu trách nhiệm đem nàng an toàn đưa về Tương Vương Phủ, đây là hứa hẹn Tương Vương Gia. Trong thấy Tô Thần đâm đầu đi tới, Gia Thành hết sức cao hứng, một đường chạy chậm chạy đến hắn trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn. Tô Thần, ngươi là tới tìm ta sao? Tô Thần cười gật gật đầu. Từng! ta đưa ngươi về vương phủ thời điểm không còn sớm gia thành cười một mặt sáng lạng tay nhỏ vác tại sau lưng ngoẹo đầu nhìn hắn nàng lại lên đùa hắn tâm tư tô thần ta hôm nay mệt mỏi một ngày chân đau quá không muốn đi đường tô thần nghe vậy miếng môi xem bộ dáng là thật tin tưởng nhưng kỳ thật nàng bồi một ngày tân nương tử rõ ràng cái kia đều không có đi nhưng chính là có người nguyện ý chiều theo nàng vậy làm sao bây giờ? Muốn ta lưng quận chúa sao? Không nghĩ tới, hắn lần này thông suốt còn rất nhanh, lập tức liền nói đến gia thành tâm ba bên trên. Tô thần dắt qua nàng tay, cũng ôm qua nàng, nhưng Duy chỉ có không có cổng qua hắn. Thế là gia thành gật gật đầu. Ừm. Cũng không phải không thể. Tô thần thấy thế, chợt nở nụ cười, hắn dường như minh bạch nàng có ý khác, thế là buổi sáng tiến đến nửa ngồi tại trước người nàng lên đây đi, ta cổng ngươi. Gia Thành vui mừng hớn hở ghé vào hắn trên lưng, cảm nhận được tô thần vững vàng đem tự mình cổng lên, thậm chí còn điên điên. Quận chúa ôm chặt, chúng ta đi rồi. Tô thần rất thích cùng Gia Thành ở cùng một chỗ, mặc dù nàng luôn luôn thích trêu chọc mình, thế nhưng là chính mình là nhịn không được tâm động. Gia Thành từ phía sau ôm cổ hắn, trên đường đi, gặp phải rất nhiều gia đình cùng lui tới nha hoàng, tất cả mọi người cung kính xưng hô một tiếng tam công tử, không dám tùy tiện nhìn quanh, đều là cúi đầu. Thẳng đến đâm đầu đi tới một cái nhìn quen mắt nha hoàng, trên tay bưng một chút ăn, tự hồ là muốn đưa đi nơi nào. Di Di xa xa đã nhìn thấy tô thần, hắn cổng cái nụ cười sáng rỡ cô nương, nàng nhận ra vị cô nương này là tương vương phủ quận chúa, thân phận tôn quý. Nhìn, tô thần giống như rất thích vị quận chúa này, vị quận chúa này cũng rất thích tô thần hai người giống như là lưỡng tình tương duyệt. Dĩ vãng, nàng luôn luôn len lén nút trong bóng tối nhìn hắn, không dám tùy tiện ra tới quấy nhiễu hắn, cũng sợ hắn luôn luôn cùng mình gương mặt lạnh lùng, nàng không thích trông thấy hắn mặt lạnh dáng vẻ. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng có chút bối rối cúi đầu, đem đường nhường lại, để các nàng đi qua. Tô thần quả nhiên không có nhận ra nàng đến, chỉ tập trung tinh thần cùng trên lưng đều nữ hài nhi nói chuyện trên mặt ấm áp nụ cười là nàng chưa từng từng thấy đến chờ bọn hắn đi đến phía trước di di ngẩng đầu một cái vừa vặn trông thấy quận chúa trên mặt của hắn hôn một cái nhìn không thấy tô thần biểu lộ nhưng hắn rõ ràng sửng sốt một chút dừng lại một cái chớp mắt lập tức tiếp tục cõng quận chúa đi một khắc này lòng của nàng giống như rơi vào trong hầm băng nàng coi là hắn có lẽ đối với mình từ đầu đến cuối đều là khác biệt bằng không thì cũng sẽ không đem mình mang về nhà bên trong để người thật sinh an trí chính mình nàng cũng biết mình thân phận không xứng với hắn có thể có cái đất dung thân này cuối đời đã là đại hạnh dù sao cũng tốt hơn giống cha huynh đồng dạng thi thể treo móc ở cửa thành phía trên thụ vạn dân phỉ nhổ nàng coi hắn là thành mình tại cái này xa lạ quốc gia một cái duy nhất muốn đến gần người trên người nàng có nô lệ con dấu là vạn vạn không xứng với hắn nàng cũng nghĩ qua có một ngày tô tướng quân luôn luôn muốn lấy vợ có lẽ nàng có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy hắn đối một cái nữ hài tâm động nội tâm của mình vẫn là như vậy đau đớn khó nhịn như rớt vào hầm băng đợi đến tô tướng quân thành hôn ngày ấy đoán chừng mình liền len lén nhìn hắn đều thành một phần xa xỉ hôm nay bếp sau bề bộn nhiều việc cô cô tìm không thấy có thể sai sử nhân thủ cho nên phá lệ gọi nàng ra hậu viện đi đưa ăn không có nghĩ rằng sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không để cho nàng phải không nhận rõ hiện thực. Trên xe ngựa, tô thần ôm lấy gia thành hôn nồng nhiệt, hắn đưa nàng chống đỡ tại xe ngựa trên vách, ôm eo của nàng vong tình hôn. Kỹ thuật hôn sinh sơ hắn, không hiểu như thế nào mới tính ôm nhu, chỉ biết thô lỗ mút lấy bờ môi nàng. Gia thành gần như không thở nổi, hai tay nắm thật chặt trước ngực hắn đều quần áo, vò thành dúng gió một đoàn. Nàng có tâm trêu chọc, thế là chủ động hôn hắn môi vốn là chuẩn bị chuồn chuồn lướt nước một loại đụng vào một chút không có nghĩ rằng lại bị nam nhân bắt lấy chống đỡ ở đây hôn sâu trong xe ngựa không khí vô cùng mập mờ nàng lá gan rất lớn nhưng giờ phút này cũng nhu thuận không được mặc cho hắn tìm lấy tô thần chỉ là dưới tình thế cấp bách làm ra nguyên thủy phản ứng mà thôi nàng tựa ở trên người mình thở hổn hển mình cũng thật lâu không thể bình tĩnh nếu không phải nàng gần như ngạt thở hắn còn không nở buông hắn ra đến tương vương phủ tô thần đưa nàng ôm xuống xe ngựa lúc này gia thành coi như bình thường chỉ là môi có chút sưng đỏ tô thần một mực đưa mắt nhìn nàng đi vào đại môn bị đóng lại trở lại trên xe ngựa thời điểm mập mờ khí tức còn lưu lại hắn mới giật mình cảm thấy tim đập trộn lên hắn vừa mới thế mà thân nàng còn như thế điên cuồng mà gia thành bên này vào cửa về sau hai chân lập tức liền mềm xuống dưới cũng may nha hoàng viện nàng nha hoàng nhìn xem nàng sưng đỏ môi cũng là ý thức được cái gì có chút xấu hổ trong thoáng chốc gia thành còn lờ mờ cảm giác kia làm cho không người nào có thể coi nhẹ nam tý hát khí tức bao vây lấy chính mình tô thần chính là rất có nam nhân vị a à, dù sao cũng là làm tướng quân người trên thân tự mang một cổ nam nhân vị cũng có thể nói là hóc môn bài tiết tràn đầy Thế nhưng là mùi vị này nàng cũng không cảm thấy không tốt, ngược lại để người rất an tâm. Cảm giác chỉ cần dựa vào hắn, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết, cũng không ai có thể thương tổn tới mình. Đây coi là không tính tình cảm tiến thêm một bước. Còn nhớ rõ, lúc kết thúc, hắn đem mình ôm vào trong ngực, khàn khàn tiếng nói hỏi mình, nàng phụ vương lúc nào tìm Thánh thượng tứ hôn. Xem ra hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem nàng cưới về nhà. Tô Mộ cùng Tôn Linh Nhi sau khi đám cưới, Tôn Linh Nhi kính trà thời điểm rốt cục đổi miệng, đổi gọi Tô Phụ Tô Mẫu Phụ Thân cùng Mẫu Thân. Bây giờ, Tô Gia trong ngày thường xuất hiện các cô nương, đã đều kéo bên trên phụ nhân búi tóc, thay đổi ngày xưa thiếu nữ xinh xắn, hướng về ổn trọng hơn trên đường đi đến. Mà Tô Dịch nhìn bên này lên cũng hết sức thuận lợi, cùng Lạc Khê Trúc sớm chiều ở chung ở giữa, tình cảm càng phát ra sâu. Hai người chỉ cần lặng lặng ở cùng một chỗ, Rồng rã một cái buổi chiều, dù là một câu đều không nói, cũng cho người cuộc đời bình yên cảm giác. Hắn vẽ tranh, nàng thì là cho hắn mài mực, điều thuốc nhuộm. Chương 441, Đông Cung đột biến. Nhưng mà, bình tĩnh như vậy thời gian cũng chưa từng có hơn mấy ngày, Đông Cung bên kia liền truyền đến tin tức xấu. Thái tử sáng nay vẽ ra một nguồn máu về sau, liền lâm vào trong hôn mê, thái y bó tay toàn tập. Rơi vào đường cùng, đông cung người tới mời tô mộ rời núi. Trở ngại hoàng thất uy nghiêm, tô mộ mang theo mình cái hòng thuốc còn có trang bị liền đi đông cung, chuyến đi này chính là ba ngày không trở về. Người tô gia mười phần lo lắng, lần này cho thái tử xem bệnh, không giống với cho người bên ngoài xem bệnh, một khi đi sai bước nhầm, thái tử nếu là dậy không nổi, thiên tử nọ lửa giận giáng lâm ở trên người hắn, đó cũng không phải là nói đùa. Tôn Linh Nhi nhất sốt ruột, nàng hai người mới vừa vặn thành thân không hy vọng tô mộ ra cái gì sự tình thế nhưng là lấy tô gia năng lực muốn thám thính đông cung tình huống là thật có chút khó giải quyết rơi vào đường cùng đành phải cho quốc công phủ đi tin nhìn tô hoàng có thể hay không nghĩ biện pháp thăm dò được đông cung tình huống bên kia đông cung sự tình mấy ngày nay kinh đô lưu truyền sôi sùng sục vừa lúc hôm nay quốc công gia đi đông cung thăm viếng cũng dò thăm một chút tin tức mấy ngày nay tại đông cung Tô mộ gần như không ngủ không nghỉ thay thái tử tục mệnh. Không có nghỉ ngơi thật tốt, dưới mắt bầm đen cùng trong mắt máu đỏ tia đều tại tỏ rõ lấy hắn thời khắc này mỏi mệt. Thái tử đã qua tuổi 30, vốn cũng là cái khó được chính trị hiền tài, thế nhân chỉ tháng thái tử có đức vô phúc, không tiếp nổi cái này đầy trời khí vận. Nhưng hắn tại vị trong lúc đó, chiêu hiền đại sĩ, thế thiên hạ nghèo khó học sinh mở ra một đầu khoa cử con đường, trước kia liên hợp lại bộ phản hối, để suy nghĩ rất nhiều muốn treo đầu dê bán thịt chó trộn gà không xong còn mất nắm gạo bởi vậy triều đình bên trong xuất từ hàng lâm viện kiệt xuất một đời phần lớn đều là xuất từ hàng môn hắn chủ trương nhân chính tuân theo phụ hoàng lý niệm hy vọng tấn quốc ngày sau có thế đi đến đêm không cần đóng cửa cục diện đợi đến một cái triều đại phồn hoa đến mức nhất định lão bách tính môn đều đã vượt qua ngày tốt lành khi đó mọi người không thiếu ăn uống không thiếu vàng bạc cho dù là đến ban đêm trong nhà đại môn mở rộng ra, cũng không có người nhớ thương trong nhà tài vụ, đây là đêm không cần đóng cửa. Nhưng như thế hoành nguyện, làm sao phúc bạc, tuổi còn trẻ đã đến mức đèn cạn dầu. Bằng không, có hắn tốt như vậy thái tử, lại còn có còn lại những hoàng tử kia chuyện gì chứ? Tất cả mọi người không cần tranh, dù sao thái tử mới có thể cùng danh vọng còn tại đó, chính là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Hoàng thượng vì làm bạn thái tử, cố ý thôi hướng hai ngày, liên tiếp hai ngày đều ở tại Đông Cung, có thể thấy được hắn đối thái tử tiết hận cùng bảo vệ. Tô mộ thật vất vả bảo vệ thái tử tâm mạch, để hắn tạm thời ổn định tính mạng, sau đó dùng nhiều loại quý báu thảo dược treo một hơi, bảo trì một lát thanh minh. Mà thái tử bệnh nặng nguyên nhân cũng đã tra ra, hắn không chỉ là bởi vì đơn thuần thân thể không tốt, tuy nói là sinh non, nhưng là hậu thiên dưỡng thành coi như không tệ. Có người tại hắn ẩm thực bên trong động tay chân, lợi dụng đồ ăn ở giữa tương sinh tương khắc một cái nguyên lý, dần dần từng bước xâm chiếm thái tử sinh mệnh lực. Cái này kẻ sau màn, nhất định là đặc biệt hiểu rõ các loại nguyên liệu nấu ăn ở giữa một cái lợi dụng, nắm giữ mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đặc tính, mà lại không ngừng chuyển đổi, lẫn lộn thái y phán đoán. Hắn không đơn giản chỉ sử dụng một loại dược lý, mà là mấy loại đổi lấy đến, nhưng những cái này đối với Tô Mộ đến nói cũng là không tính là gì hắn cũng rất hiểu đồ ăn ở giữa tương sinh tương khắc dược lý mà cái này kẻ sau màng cũng là gan lớn lại dám ở ngay trước mặt hắn còn tiếp tục tại trong đồ ăn làm loạn bị hắn lập tức liền phát hiện ra thánh thượng lập tức yếu nhân phong tỏa đông cung sau đó khống chế tất cả phục vụ thái giám cùng cung nữ bắt đầu lần lượt thẩm vấn thế tất yếu bắt được chủ sử sau màng tới mà thái tử bị tô mộ đâm mấy ngày châm tá lấy chén thuốc cuối cùng là tạm thời bảo trụ thở ra một hơi hắn vừa tỉnh thánh thượng lập tức chạy đến gặp hắn thái tử đã gầy thoát tướng không còn ngày xưa thanh tuyển cùng nho nhã giờ phút này hắn hốc mắt hãm sâu đã bệnh nguy kịch hắn biết rõ mình ngày giờ không nhiều nhưng hắn vẫn như cũ tâm không oán hận hoàng thượng coi hắn là thành mình thích nhất một đứa con trai bồi dưỡng từng có lúc cũng là một lòng muốn đem tấn quốc giang sơn giao phó cho hắn nhưng hắn bây giờ bộ thân thể này sớm đã vô duyên hoàng vị nhưng hoàng thượng vẫn như cũ giữ lại hắn thái tử vị trí mong mỏi có một ngày hắn có thế tốt tô mộ nói thẳng thái tử đã không thể cứu vãn để thánh thượng làm tốt sau cùng chuẩn bị tâm lý muốn nói cái gì nhanh đi nói tô mộ mới không sợ chính mình nói loại lời này đại nghịch bất đạo mà gây nên thánh giận thái tử kết cục đã được quyết định từ lâu ngay từ đầu tất cả mọi người cho là hắn là bởi vì được nghiêm trọng khục tật toàn bộ thái y viện cũng không có tra ra hắn ngộ độc thức ăn đã lâu. Tại cổ đại chữa bệnh trình độ đến nói, ngộ độc thức ăn vốn là khó mà tra ra nguyên nhân, không giống một loại độc dược, có thể dùng ngân châm thử chi. Tô mộ cũng là vừa vặn, trông thấy cung nhân bưng một bát mi lạng đồ ăn cháo tiến đến, mới phát hiện bên trong lại có thử huyền cơ, nếu không, sợ là hắn cũng vô pháp chẩn đoán được thái tử bệnh nặng chân chính nguyên nhân. Thánh thượng đã sớm tiếp nhận hiện thực này, trầm mặt hồi lâu, hắn vất tay để tô mộ lui ra, để người thu xếp một gian phòng cho hắn nghỉ ngơi. Tô mộ đi, một bên hoàng hậu đã khóc thành nước mắt người, tam hoàng tử mộ dung thụy cũng ở một bên trấn an nàng, chỉ là hắn cúi đầu, nhìn không ra thần sắc. Nằm ở bên trong, là hắn thân hoàng huynh, các nàng đều là xuất từ hoàng hậu, hôm nay dạng này trường hợp, hắn tự nhiên sẽ không vắng mặt. Lúc chiều, thái tử tỉnh lại, hoàng thượng lập tức đi gặp hắn, nhưng là hắn thái tử nói để phụ hoàng đơn độc một người đi vào hắn có chuyện cùng hắn nói hoàng hậu cái này mẹ ruột cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài tam hoàng tử cũng không biết đi nơi nào nhưng nàng bây giờ cũng không có lòng tìm hắn chỉ muốn gặp lại mình đại nhi tử một mặt đóng cửa lại hoàng thượng đi đến thái tử ngồi xuống bên người mân nhi cảm giác như thế nào rồi trẫm mời tiểu thần y tới thay ngươi chẩn trị qua Ngươi có biết ngươi là bị có tâm người tại trong đồ ăn động tay động chân mới biến thành bây giờ dạng này à? Hoàng thượng giờ phút này vạn phần hối hận vì cái gì không có sớm một chút mời tiểu thần y tới cho hắn nhìn. Nếu là có thể sớm một chút phát hiện, nói không chừng. Nhưng thái tử đã sớm biết mình không có ngày mai, cho nên hắn tiêu tan nở nụ cười. Phụ hoàng bây giờ nói những cái này lại còn có ý nghĩa gì? Nhi thần biết mình thân thể chỉ hận không thể lại thay cha hoàng phân ưu những năm này ốm yếu nhi thần chưa từng làm phụ hoàng chia sẻ hơn phân nửa phân còn luôn luôn gọi ngài vì nhi thần phí sức phí công là nhi thần bất hiếu a à. thái tử luôn luôn như thế đối với bất kỳ người nào đều rất ôn hòa liền xem như đến loại thời điểm này hắn vẫn như cũ chưa từng oán hận qua là thỏa thỏa ánh trăng sáng một loại tồn tại mân trẫm không trách ngươi ngươi là hảo hài tử cũng là trẫm trong lòng coi trọng nhất một đứa con trai trước kia là bây giờ cũng thế lập đích lập trưởng thái tử mộ dung mân đã là con vợ cả lại là trưởng tử hắn làm thái tử vốn là danh chính ngôn thuận từ xuất sinh lên trên thân chỗ gánh vác gánh liền sau người khác nặng muốn học đồ vật cũng rất nhiều những đệ đệ khác nhóm còn tại mẫu thân trong ngực nũng niệu thời điểm hắn đã cầm lấy cán bút bắt đầu viết chữ nghiên tập các loại tứ thư ngũ kinh chương 442, không xứng là mặt cho. Mân Nhi yên tâm, trẫm nhất định sẽ bắt được cái này kẻ sau màn, báo thù cho ngươi, người này tàn nhẫn như vậy, trẫm cần phải đem hắn tháo thành tám khối, mới đủ để tiết phẫn. Hoàng tử trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, hắn coi trọng nhất hài tử, cũng là có đủ nhất đế vương chi tài hài tử, lại bị giết hại đến tận đây, gọi hắn như thế nào cam lòng. Ai ngờ, mộ dung mân lại đưa tay đè lại hắn mu bàn tay, che kính dày như vậy chăn mền, hắn tay vẫn như củ lạnh buốt. Phụ hoàng, chuyện của ám trầm không cần truy, Nhi thần đã đi tới nơi đây bước, cũng không muốn chết sau sinh thêm sự cố, Nhi thần không muốn gặp huyết tinh, chỉ muốn một thân một mình đến, thanh bạch đi, Nhi thần sau khi chết, phụ hoàng cũng không cần lại truy tra việc này, Nhi thần sở cầu không nhiều, chỉ nguyện bỏ mình về sau, đông cung các phi tần, có thế miễn đi chết theo chế độ, toàn bộ chuyển đi vạn phúc tự thay mặt phát tu hành 3 năm, vì nhi thần siêu độ, sau đó liền trả lại các nàng. Tự do, giữa các nàng còn có mấy cái chính vào bích ngọc tuổi tác, nhi thần không muốn như thế hoặc bác sinh mệnh, cứ như vậy hủy ở trong tay ta, nhìn phụ hoàng đáp ứng. Cho đến chết, mộ dung mân y nguyên duy trì một viên thiện tâm, vì người bên cạnh mưu đường ra. Nhưng các nàng đã vì hoàng gia phụ, liền xem như sống chui nhủi ở thế gian, cũng không thể lại đi gả cưới, không bồi lấy ngươi, lại nên làm như thế nào? Hoàng thượng tư tưởng vẫn như cũ cũ kỹ truyền thống, hắn sau này nếu là qua đời, tất nhiên sẽ liên lụy rất nhiều không sở xuất tần phi vì đó chết theo. Phụ hoàng, nhi thần tâm nguyện không nhiều, đây coi là trong đó một kiện, ngài liền đồng ý đi. Mộ Dung Mân khăng khăng như thế. Hoàng thượng không làm gì được hắn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dựa theo tổ chế thái tử qua đời trừ bỏ thái tử phi bên ngoài phàm là không sở xuất phi tần toàn bộ đều muốn chết theo lần này nói không chừng chính là hai cha con một lần cuối cùng đối thoại thái tử thuộc về hồi quan phản chiếu cho nên còn có thể cùng hắn nói lên vài câu hoàng thượng biết rõ không thể lại kéo thế là liền hỏi hắn lập trữ một chuyện muốn nghe xem ý kiến của hắn hắn kia sáu cái đệ đệ đến cùng ai mới có thể có năng lực này trở thành thái tử Thái tử dùng mình sau cùng thanh tĩnh, nói ra mình nội tâm ý nghĩ. Hai hoàng đệ tính tình đôn hậu trung thực, nhưng gặp chuyện chân tay co cống, nhát như chuột, tam hoàng đệ dù cùng nhi thần ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng giang sơn xả tắc không thể đùa bỡn, hắn xưa nay tí hát khí nóng nảy, hoàng khố tùy hứng, làm không được chức trách lớn, ngày sau làm nhàn tản vương gia, chính là kết cục tốt nhất. Tứ hoàng đệ từ trước đến nay không hỏi chính sự, trong mắt chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, bên ngoài cũng là dựa vào thân phận chèn ép bách tính, dạng này tính tình, quần thần rõ như ban ngày, nhiều lời vô ích. Ngũ hoàng đệ dù lúc đầu truy cầu nhàn vân giả hạt, sinh hoạt nhàn tản, thoát ly thế sự, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng nhi thần phát hiện, hắn gần hai năm vụn trộn cùng rất nhiều đại thần lui tới mật thiết, trong mắt giả tâm, đã rõ rành rành, có giả tâm cố nhiên là tốt sự tình, nhưng người như hắn nếu là ngồi lên cao vị, ngày sau sợ là không có các huynh đệ còn lại nhóm chỗ dung thân sáu hoàng đệ mẫu tộc không hiện tư chất bình thường vô công không qua nhưng nếu lập hắn làm thái tử chỉ sợ là quần thần khó mà chịu phục mộ dung mân nói một đường xuống tới gần như bác bỏ rơi tất cả mọi người bây giờ chỉ còn lại một cái thất hoàng tử mộ dung hoài hoàng thượng tự nhiên hiểu hắn ý tứ mân nhi cố ý đề cử lão thất vì thái tử mộ dung mân nhẹ gật đầu biểu thị tán thành dù sao hắn cũng đã muốn chết rồi có cái gì thì nói cái đó đi mân nhi vì sao hướng vào lão thất nhưng có nguyên do kỳ thật hoàng thượng trong lòng đã sớm có quyết đoán nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem thái tử ý kiến thái tử ho khang sắc mặt đỏ lên hoàng thượng lập tức để người bưng trà nóng tới cho hắn ăn vào thay hắn thuận khí mân đừng nóng vội chậm một chút mộ dung mân làm sao không gấp hắn nóng lòng nói ra bản thân thấy nhận biết nghĩ tại trước khi chết thay cha hoàng phân sau cùng lo phụ hoàng ta âm thầm xem thất hoàng đệ đã hồi lâu vài ngày trước thân thể coi như thư sướng thời điểm không chỉ một lần gặp qua hắn cùng hắn tâm sự luận đạo ta phát hiện thất hoàng đệ người này mắt thấy khá rộng lại lòng mang thiên hạ dù trước kia làm việc hoang đường nhưng hắn tại phương diện quân sự mới có thể mọi người rõ như ban ngày hắn chưa từng lạm sát kẻ vô tội cũng sẽ không lợi dụng thân phận của mình chèn ép quân dân tương phản hắn còn có thể cùng quân dân hòa mình tham ô một án hắn dù cùng ngũ hoàng đệ cân sức ngang tài nhưng ngũ hoàng đệ phong cách hành sự ngoan lệ thô lỗ phần lớn là vũ lực giải quyết thân phận trấn áp hắn lại là lấy thật mới thật làm phục chúng mỗi lần đều sẽ lấy ra chứng cớ xác thực đến chúng ta tấn quốc cần từ trước đến nay là một cái một lòng vì dân hoàng đế mà không phải vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn hoàng đế. Ngũ hoàng đệ mặc dù cũng có nhất định tài năng, nhưng trên người hắn lệ khí quá nặng đi. Mộ dung mân nói rất đúng, nếu là mộ dung sên thượng vị, vì diệt trừ đối lập, không lưu hậu hoàng, tất nhiên sẽ đem huynh đệ còn lại ép lên tuyệt lộ. Thánh thượng vì hoàng tử thời điểm, bên người có 10 cái huynh đệ, vì đoạt đích, chém giết không ngừng, dần dần, các huynh đệ chết bởi các loại ngoài ý muốn cùng châm ngòi phía dưới, mà hắn cũng là từ trong nước sôi lửa bỏng đi ra. Ngay từ đầu ngụy trang thành ngu ngốc vô đạo người, sao lại không phải đối với mình một loại bảo hộ. Hắn lựa chọn tại thời cơ thích hợp nhảy ra một tiếng hóc lên làm kinh người, mới có thể đi đến hôm nay vị trí bên trên. Hắn cũng không muốn nhìn xem cốt nhục chí thân tương tàn, nhưng từ xưa đoạt đích con đường chính là ngươi chết ta sống. Bây giờ, hắn bảy con trai, còn dư sáu cái, tự nhiên chỉ mong nhìn qua hắn mạch này, có thể lưu thêm mấy cái xuống tới, mà không phải vì quyền lợi, nhất định phải phân ra cái sinh tử tới. Mộ Dung Hoài làm thái tử, đích thật là tốt nhất thu xếp, hắn có nhân tâm, làm hiện thực, sẽ không đem các huynh đệ ép lên tuyệt cảnh, tin tưởng hắn có thế có thể chức trách lớn. Một cái vương triều hưng suy, có đôi khi thường thường có thể sẽ bởi vì một cái có khuyết điểm hoàng đế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn cũng không hy vọng, tấn quốc thiên thu muôn đời cùng giang sơn xả tắc, hưng với hắn thế hệ này lại bại vào hắn đời sau mân nhi nói trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ thánh thượng đã ở trong lòng vạch rơi nhị hoàng tử tam hoàng tử còn có tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử tranh vị tư cách thật tình không biết từ một nơi bí mật gần đó màu nâu cẩm bào nam tử nghe xong toàn bộ hành trình móng ngón tay đã dùng sức nắm chặt gần như là rơi vào trong thịt dựa vào cái gì dựa vào cái gì đều là con vợ cả Phụ hoàng ánh mắt chưa từng từng nhìn nhiều qua hắn liếc mắt, liền mẫu hậu cũng thế, rõ ràng đều là nàng sinh, nàng vĩnh viễn càng thêm coi trọng thương yêu hoàng huynh. Còn có hoàng huynh, ngày bình thường đối với hắn rất nhiều tha thứ, mọi loại quản giáo, nhưng hắn lại chính miệng đối phụ hoàng bác bỏ mình, để phụ hoàng không lập mình vì thái tử, mà là đi đề cử một cái con thứ đệ đệ vì thái tử. Hắn biết rõ, mẫu hậu cùng hoàng quý phi tranh cả một đời. Bây giờ hắn lại đem thái tử vị trí chấp tay nhường cho, ngày sau hoàng quý phi làm thái hậu, lại còn có hắn cùng mẫu hậu nơi sống yên ổn sao? Hắn dựa vào cái gì đảm đương không nổi thái tử, dựa vào cái gì đảm đương không nổi hoàng đế? Đều là phụ hoàng nhi tử, ai nói làm hoàng đế nhất định xem một chút tính tình đến? Đều là giả, toàn bộ đều là giả. Bọn hắn cũng đều là đang làm ra vẻ làm dạng mà thôi. Mộ Dung thủy Khí muốn trách cả mí mắt nhưng hắn không thể phát ra một điểm thanh âm, nếu như bị phụ hoàng biết hắn nghe lén, liền xong, nhưng hắn thực sự là không có cam lòng. Chương 443, những cái kia ẩn tình không muốn người biết. Hoàng thượng sau khi đi ra ngoài, thời gian liền để lại cho hoàng hậu cùng Mộ Dung Thụy đi quan sát. Hoàng hậu lôi kéo nhi tử tay khóc thở không ra hơi, không có chút nào một cái hoàng hậu nên có đoan trang, giờ phút này nàng chỉ là một cái người tóc bạc muốn đưa tóc đen người phổ thông mẫu thân mà thôi. Mộ dung mân thời khắc hấp hối, còn đang không ngừng an ủi mẫu hậu, hắn mắt nhìn đứng tại đầu giường, thần sắc đờ đẫn mộ dung thụy, thở dài. Hắn không để phụ hoàng truy ra ngộ độc thức ăn một chuyện, là bởi vì hắn trong khoảnh khắc đó liền biết, kẻ sau màn đến cùng là ai. Cho nên, hắn tại bảo toàn hắn. Hắn biết, từ nhỏ bởi vì chính mình, Hắn cái này đệ đệ liền một mực bị phụ hoàng mẫu hậu chỗ xem nhẹ, bởi vì phụ hoàng cùng mẫu hậu đem phần lớn hy vọng đều ký thác với mình trên thân. Từ nhỏ, chỉ nghe nói qua lớn muốn lễ nhượng tiểu nhân, nhưng ở mộ dung thủy nơi này, bởi vì hoàng huynh là thái tử, hắn cái gì cũng không thể cùng hắn tranh. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn phụ hoàng mẫu hậu nhìn nhiều nhìn hắn, mà không phải tùy tiện hắn trong cung làm sao tinh nghịch ẩu tả, cũng đều theo hắn đi. Về sau, lớn một chút hắn càng thêm thích làm sàn làm bậy dù sao đối với hắn mà nói đã có cái tài đức vẹn toàn thái tử hoàng huynh hắn nhiều nhất chẳng qua là cái dệt hoa trên gấm không quan trọng mỗi một lần hắn phạm sai lầm thái tử hoàng huynh đều sẽ cho hắn dọn sạch chướng ngại thu thập cục diện rối rắm còn nhớ rõ rất nhiều năm trước kia hắn đến tử thần điện tìm phụ hoàng nhìn công khóa lại nghe thấy phụ hoàng đối thái tử hoàng huynh nói lão tam làm việc cực đoan tính tình cố chấp khư khư cố chấp, không chịu nổi chức trách lớn, ngươi làm thái tử làm động viên chi. Bắt đầu từ lúc đó, hắn mới hiểu được mình tại phụ hoàng trong mắt, cùng mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca lại là hai thái cực, thái tử là tốt đầu kia, hắn thì là xấu đầu kia. Về sau, theo tuổi tác đẩy tới, hắn càng phát cực đoan, luôn luôn hỉ nộ vô thường. Thỉnh thoảng trong phủ liền có tỳ nữ cùng thái giám bị hắn thể phạt đến chết. Mẫu hậu bên kia tìm người đè ép, lặng lẽ không để phụ hoàng biết không phải luôn luôn lấy nhân ái vì chính phụ hoàng tất sẽ không dàn xếp ổn thỏa cũng chính vì hắn cùng thái tử đều là hoàng hậu xuất ra mộ dung mân nhiều khi lựa chọn xem ở mẫu hậu khẩn cầu phía dưới bao che mình cái này duy nhất thân đệ đệ còn ý đồ thay đổi hắn nhưng đổi lấy đơn giản là hắn càng thêm nồng đậm không cam lòng cùng oán hận nhiều năm trước mộ dung thụy trong lúc vô tình tìm được một làm thuốc thiện đặc biệt lợi hại nữ tử nữ tử này sinh nhiều xinh đẹp đồng thời biết rõ các loại đồ ăn ở giữa tương sinh tương khắc tri thức nguyên bản hắn còn dự định mình giữ lại thu vào phòng thẳng đến có một ngày thái tử đột nhiên bệnh hắn một nháy mắt sinh ra một loại không tốt tâm tư có chút tà ác suy nghĩ một khi sinh sôi đó chính là nước đổ khó hốt hắn đem nữ tử kia thu xếp đến thái tử bên người hắn tự mình đưa qua nói là thân thể của hắn không tốt nữ tử này dược thiện làm mười phần không sai có thể giúp hắn điều dưỡng thân thể. Mộ dung mân thấy đệ đệ như thế tri kỷ, liền trực tiếp đáp ứng xuống, đem nữ tử kia lưu tại bên người. Ngay từ đầu, cái này dược thiện hoàn toàn chính xác có tác dụng, để mộ dung mân khí sắc càng ngày càng tốt, nhưng là ba năm thỉnh thoảng, mộ dung mân cuối cùng sẽ bệnh một trận, sau đó nữ tử này dược thiện luôn có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Thái tử bởi vì tín nhiệm cốt nhục chí thân, tuyệt không phát giác không thích hợp, ngược lại tại triều tịch ở chung phía dưới, cùng nữ tử kia sinh ra mấy phần tình cảm, không bao lâu liền để nàng làm thái tử Bảo Lâm. Trải qua những năm này làm bạn, vị này Bảo Lâm đã trở thành thái tử lương đệ. Thái tử đối nàng rất là ỷ lại, rất là cưng chiều, cũng thường xuyên mang theo trên người. Nhưng cái này đoạn ẩn tình không muốn người biết, cuối cùng vẫn là bị mộ dung mân thiện lương cho đè xuống. Không bao lâu, Đông Cung truyền đến thái tử chết bệnh tin tức, Thái tử Phi cùng hai vị trắc phi tọa nguyện nhìn thấy thái tử một lần cuối, nhưng thái tử sủng ái nhất Chu Lương để nhưng Thủy Chung chưa từng thấy đến một lần cuối. Chu Lương để khóc choáng tại thái tử cửa tẩm điện, nàng cho là hắn là đối mình hoàn toàn thất vọng, muốn cùng mình tử sinh không còn gặp nhau, thật tình không biết, thái tử tại thời khắc hấp hối, còn đang suy nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng của nàng. Hãm hại thái tử, cũng không phải là bản ý của nàng, nàng tại yêu hắn thời điểm, cũng đã muốn thu tay lại. Thế nhưng là người nhà của nàng thân tộc bị mộ dung thủy nắm ở trong tay, nàng không thể không nhìn. Trong lúc đó nàng đã từng mấy lần giãy dụa qua, phản kháng qua, nhưng là chuyện vô bổ. Không biết khi nào lên, bên người nàng tiểu nha hoàng đã bị xúi dục, nàng đi theo mình mấy năm, đã nắm giữ phần lớn đồ ăn ở giữa dược lý, liền xem như mình không động thủ, nàng cũng có thể động thủ. Ngay tại vài ngày trước, kia một bát để mộ dung mân ngã xuống dược thiện, chính là xuất từ cái kia nha hoàng tay. Đợi đến chuyện xảy ra thời điểm, thánh thượng hạ lệnh nghiêm tra, nàng đã sợ tội tự sát, nhưng không có khai ra bất luận kẻ nào, không có chứng cứ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đã thánh thượng là biết ngộ độc thức ăn, tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể tra được trên đầu của nàng, nhưng nàng không biết, thái tử trước khi chết ngôn từ khẩn thiết, không muốn thấy máu, thậm chí liền chết theo đều miễn đạo thánh chỉ này ban bố xuống tới thời điểm, Chu Lương để mất hết can đảm, ánh mắt trống rỗng, nàng mặt màu trắng tan phục, mang theo màu trắng tan mũ, con mắt đều khóc sưng, trong lòng đặt quyết tâm. Hắn thật là hảo ngốc, làm sao lại có thiện lương như vậy người, đến chết đều tại bảo toàn để ý người, dù là những cái này hắn để ý người đều đang suy nghĩ phương thiết pháp tổn thương hắn. Thái tử hoang trôi qua, cả nước cùng buồn, thánh thượng hạ lệnh, quốc tang trong lúc đó, Tất cả quan viên cùng với gia quyến, 7749 ngày bên trong, lấy làm cảo, mang ngân sức, không thể nùng trang diễn mạc, trong phủ không thể dăng đèn kết hoa. Phổ thông quan viên, trong vòng nửa năm không được đi gã cưới việc vui, vương công quý tộc, trong một năm không cho phép đi gã cưới việc vui. Kinh đô tất cả quan viên cùng với gia quyến, trong một năm không cho phép trắng trợn xử lý thọ yến, sinh nhật, không cho phép xây dựng bất luận cái gì thi hội, ngắm hoa sẻ du hồ sẽ chờ tụ hội. Thái tử Linh Cửu muốn tại Đông Cung ngừng 7 ngày, trong lúc đó, tất cả kinh đô tại chức quan viên cùng với chính thất con vợ cả gia quyến đều phải đến đây ai điếu, tại Thái tử Linh tiền quỳ trên nửa ngày, phụ nữ mang thai cùng trẻ con ngoại trừ. Tô Hoàng tự nhiên cũng phải tới ai điếu, quốc công phủ là nhóm đầu tiên đi ai điếu. Chỉ là, Thái tử qua đời ngày thứ hai, Đông Cung liền truyền ra, Thái tử Lương để uống thuốc độc tự sát, theo thái tử mà đi tin tức. Chu lương để nhất quá tử cưng chiều, bây giờ chủ động tuẩn tình, tại thế nhân xem ra, cũng không tính phụ lòng thái tử một phen lệch sủng. Thái tử khi còn sống, dưới gối có hai nữ một tử, phân biệt xuất từ thái tử phi cùng thái tử bên trái phi. Chết theo chế độ miễn trừ, đông cung tất cả không sở xuất tần phi toàn bộ không cần chết theo, chỉ cần đi vạn phúc tự thay mặt phát tu hành ba năm, vì thái tử siêu độ cầu phúc, ba năm kỳ đầy liền có thể xuống núi đến lúc đó hoàng gia sẽ chuẩn bị một chỗ biệt viện thay các nàng dưỡng lão hoàng thượng đáp ứng không để các nàng chết theo nhưng không được có thể làm cho các nàng tự do các nàng một ngày vì hoàng gia phụ chung thân vì hoàng gia phụ không có quyền lại đi kết hôn nhưng chỉ cần sống sót tại biệt viện lại như thế nào đồng dạng không lo ăn uống xem như không sai thái tử khi còn sống mặc dù không cưng chiều các nàng nhưng là đối với các nàng cũng còn không sai, không có bạc đãi qua ai, nhưng mặc dù như thế, trừ Chu Lương để bên ngoài, cũng không có người nguyện ý đi theo hắn mà đi, đây chính là nhân tính đi. Kỳ thật, Chu Lương để cũng đã sớm nghĩ kỹ, bất luận phải chăng sự việc đã bại lộ, nàng đều sẽ không chút do dự theo hắn mà đi. Chương 444, vào đã mẻ không sợ rơi. Đều nói tuẩn tình chỉ là cổ xưa truyền ngôn nhưng khi tô hoàng cùng giang ngộ tận mắt nhìn thấy về sau mang đến rung động vẫn là không nhỏ tại giang ngộ xem ra hoàng thất chết theo căn bản không sẽ hỏi ngươi có nguyện ý hay không ngươi nhất định phải phục tùng lúc này mới dẫn đến vì cái gì những cái kia phi tử luôn luôn dùng hết thủ đoạn đi tranh thủ tình cảm lưu lại dòng dõi chỉ là củng cố địa vị một loại phương thức nhưng đối với hoàng thất đến nói cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh nghe nói tin tức này Cô Hoàng cùng Giang Ngộ nắm chặt tay vẫn cầm thật chặt. Hai người cơ hồ lại trăm miệng một lời, đồng thời nói một câu. Chúng ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thái tử qua đời, trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô sa vào đến một loại bi thương trong không khí, liền dân chúng đều tự phát bấn khí diễm sắc y phục, mặc vào tố y, chỉ vì tưởng niệm vị kia lôi kéo vì dân thái tử điện hạ tô phủ còn có quốc công phủ toàn bộ mặt màu trắng áo bào trên đầu chỉ đeo màu trắng hoa lụa hoặc là bạch ngọc loại này thanh nhã đồ trang sức kỳ thật đây đều là thánh thượng cho thái tử bài diện cùng thiên vị mà lại đây chỉ có thái tử mới có một cái hoàng đế nếu là băng hà tuân theo quốc không thể một ngày không có vô nguyên tắc tan kỳ cũng liền mấy tháng bởi vì tân đế đăng cơ lại là một chuyện đại hỷ sự ngay tại chu lương để uống thuốc độc trước đó Nàng còn thấy mộ Dung Thụy một mặt. Nàng mặc một thân màu trắng tố y, sưng đỏ. Hai mắt, thân hình cơ hồ là lung lay sắp đổ. Thái tử khoảng thời gian này bệnh nặng, nàng gần như không có tiếng cái gì cơm nước, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, lại nghe thấy những cái kia để nàng lương tâm khó mà yên ổn sự thật, nàng gần như muốn khống chế không nổi mình. Vỡ vụn, khổ sở, mất hết can đảm. Trước khi chết gặp lại một mặt mộ Dung Thụy cũng là vì mình người nhà nàng không nghĩ tại trước khi chết còn tiếp tục để cho mình người nhà ở trong lòng bàn tay của hắn mộ dung thụy không có chút nào ngoài ý muốn nàng tìm đến mình nhìn xem ngày xưa bên trong thể diện ưu nhã mỹ nhân bây giờ biến thành này bộ dáng tiều tụy hắn tuyệt không cảm thấy tiếc hận càng sẽ không hối hận là bởi vì chính mình mới tạo thành như thế không cách nào vãn hồi tình trạng ta hôm nay tới là nói cho ngươi ta sẽ đi theo thái tử điện hạ mà đi nhưng ở này trước đó ngươi phải bỏ qua người nhà của ta, ngươi đã đạt tới mục đích của mình, hại chết mình ruột thịt hoàng huynh, còn không hài lòng sao?" Mộ Dung Thụy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, giữa hai người cách chút khoảng cách. Mộ Dung Thụy uống không ít rượu, cả người tóc tai bù xù, toàn thân mùi rượu, không có chút nào một cái thiên hoàng quý tộc nên có dáng vẻ. "Ha ha, ngươi cùng hoàng huynh thật đúng là để ý a. À. Ngươi đủ có thể a, à. một bên tổn thương hắn, còn vừa nói yêu hắn." bây giờ hắn chết rồi ngươi làm ra bộ này thấp hèn bộ dáng cho ai nhìn đâu mộ dung thụy nhìn xem nàng âm dương quái khí nói chuyện chanh chua cười nói chu lương để tay nhịn không được nắm chặt nắm tay nếu như có thể nàng nhất định sẽ giết tên súc sinh này thế nhưng là nàng không thể bởi vì tên súc sinh này là thái tử điện hạ cho dù là muốn chết rồi cũng phải bảo toàn người nàng tức đến phát trung đến cùng là ai thấp hèn ta nhìn ngươi mới là buồn nôn nhất a à, đây hết thảy chẳng lẽ không phải ngươi bức ta ta cho ngươi biết mộ dung thụy thả người nhà của ta ta sẽ yên lặng theo thái tử điện hạ mà đi nếu không ta sẽ đem tội của ngươi đem ra công khai mộ dung thụy lần đầu bị uy hiếp vẫn là một nữ nhân hắn cười nhạo một tiếng ngươi cảm thấy ngươi đứng tại bản vương nơi này dựa vào cái gì cùng bản vương nói những lời này bản vương bóp chết ngươi giống như một con kiến đồng dạng đơn giản, ta giết ngươi, lại giả tạo ra một loại ngươi tự sát giả tượng, bây giờ sự chú ý của mọi người đều tại ta hoàng huynh ta nghi phía trên, ngươi cho rằng ai sẽ quan tâm ngươi một cái nho nhỏ lương để, là chết vẫn là sống. Mộ dung thụy phi thường phách lối, hắn còn không biết xấu hổ luôn mồm hô hào hoàng huynh, cái này khiến chu lương để sinh ra trên sinh lý khó chịu. Buồn nôn, muốn ói hắn sợ là quên lúc trước là như thế nào uy hiếp mình mỗi khi nàng muốn đem cái này sự tình nói cho thái tử điện hạ thời điểm hắn đều sẽ cầm người nhà đến uy hiếp chính mình có một lần hắn thậm chí cắt xuống mẫu thân mình một ngón tay phía trên kia còn mang theo tổ truyền nhẫn ngọc trên ngón tay điểm kia màu đỏ nốt ruồi chính là nàng mẫu thân nàng làm sao có thể không biết cũng là từ khi đó nàng biết mộ dung thụy sẽ không đối nàng người nhà nương tay thế sự khó song toàn muốn bảo toàn người trong lòng, liền muốn bỏ rơi người nhà, trái lại, muốn bảo toàn người nhà, liền phải bỏ rơi người trong lòng. Nàng đã tận chính mình có khả năng đi phản kháng, thế nhưng là thái tử điện hạ, vẫn là đi. Ngươi coi ta không có chút nào chuẩn bị sao? Mộ dung thụy, không phải người trong cả thiên hạ cũng giống như thái tử điện hạ thiện lương như vậy, ta đã viết một phong mật tính, giao cho một cái ổn thỏa người đảm bảo, một khi ta hôm nay không thể trở về đến Đông Cung, lá thư này liền sẽ lập tức xuất hiện tại thánh thượng trong tay đến lúc đó ngươi mưu hại thái tử điện hạ tội danh chính là sự thật mà ta chết chính là bằng chứng ngươi về sau nên như thế nào tự xử hoàng hậu nương nương lại nên như thế nào tự xử lớn không được vò đã mẻ không sợ rơi ai sợ ai chu lương để là bốc lên quyết tâm quyết tử đến không có nói đùa nếu là hắn không buông tha người nhà của mình nàng nhất định sẽ đem cái này bí mật tuyên chi tại chúng về sau, các nàng còn nói thứ gì, không người biết được, chỉ biết, xế chiều hôm đó liền truyền đến Chu Lương để tự sát tin tức. Về phần cái kia nắm giữ bí mật người, không người nào biết là ai. Chu Lương để tuẩn tình, cũng coi là đạt được thánh thượng khâm phục, cho nàng dựa theo trắc phi lễ nghi hạ tán, tán tại thái tử lăng tẩm phó mộ thất, làm bạn thái tử an nghỉ. Mà thái tử lăng tẩm chỗ bên cạnh, chỉ vì thái tử phi trăm năm về sau mà lưu. Sau đó, Thái tử tan Nghi tiếp tục 7 ngày, Tô Hoàng cùng Giang Ngộ đi theo quốc công gia, làm nhóm đầu tiên ai điếu người đi vào đông cung phúng viếng. Quỳ rồng rã hai canh giờ, Tô Hoàng chân đều tê dại. Nghe Giang Ngộ nói thái tử cố sự, lại nghe nói hắn thời khắc hấp hối thỉnh cầu thánh thượng không muốn đem mình phi tần chết theo sự tình, nàng vạn phần khâm phục vị này thái tử. Chết theo thật nhiều làm người buồn nôn, còn nhớ rõ trước đó cùng mộ dung hoài trò chuyện mình nếu có thể hoàng đế, Chuyện thứ nhất chính là phế cái này hôi thối chết theo chế độ. Giang Ngộ tối hôm qua nói, nếu như thái tử thân thể khỏe mạnh, căn bản không có hoàng tử khác chuyện gì, hắn chính là cái đích mà mọi người cùng hướng tới thái tử. Tô Hoàng có thể lý giải một câu nói kia trọng lượng, cho nên, cứ việc quỳ lạy quá trình đặc biệt vất vả, nàng cũng chưa từng kêu lên một câu mệt mỏi. Chỉ hy vọng thái tử kiếp sau có thể sống lâu trăm tuổi. Đứng dậy thời điểm, Tô Hoàng đầu gối tê rần, kém chút không có dừng lại cũng may giang ngộ đỡ nàng một cái đến phúng viếng đều là chân tâm thật ý số ít mấy cái tâm hoài quỷ thai lòng mang độc kế nghe nói hiền vương mộ dung thụy bởi vì thái tử điện hạ qua đời cũng là bi thương không thôi trong lúc nhất thời không chịu nhận say rượu quá độ làm thành dạ dày chảy máu bây giờ còn tại hiền vương phủ tỉnh dưỡng tỉnh lại về sau liền đồ vật cũng không chịu ăn mọi người đều cảm thán thái tử cùng hiền vương huynh đệ tình thâm. Hoàng thượng xem ở hắn mấy ngày nay thân thể không tốt phân thượng, để hắn không cần xuất hiện tại linh tiền, đợi thân thể rất nhiều, lại đến đưa linh. Chương 445, bức trương phi theo hoa. Có lẽ, chỉ có mộ dung thủy chính mình mới biết, mình vì cái gì không dám tới thái tử linh tiền, bởi vì chính hắn cũng vô pháp đối mặt, chột dạ không thôi. Trong đêm, mộ dung thủy một người trong phòng lên tiếng khóc trống, là bởi vì ấy nấy vẫn là hối hận. Khi hắn biết được, hoàng huynh trước khi chết để phụ hoàng không cần lại ra ngộ độc thức ăn một chuyện thời điểm, hắn liền biết hắn là đang cố ý bảo đảm hắn. Thế nhưng là đằng sau, hắn lại trực tiếp bác bỏ mình tranh đoạt thái tử tư cách, trong lúc nhất thời ở giữa, gọi hắn tức ngất đầu. Nước đổ khó hốt, có chút đường đã đi nhầm, rốt cuộc không có cách nào quay đầu, hắn không mặt mũi nào đi linh tiền đối mặt hoàng huynh trên trời có linh thiên chỉ có thể như cái đồ hèn nhát đồng dạng trốn đi tại mưu hại lúc trước hắn mộ dung thụy chỉ là nghĩ để thân thể của hắn trở nên kém cỏi dạng này hắn liền không có cách nào làm thái tử bởi vì một cái hoàng triều không có khả năng muốn một cái ốm yếu thái tử ngày sau làm hoàng đế cứ như vậy phụ hoàng cùng mẫu hậu liền sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào hắn cái này đích thứ tử trên thân thế nhưng là hắn sai đã nhiều năm như vậy dù là thân thể của hắn lại kém chỉ cần bất tử, phụ hoàng đều chưa từng có phế trữ ý nghĩ, hắn cùng mẫu hậu cũng vẫn là chưa từng đem hy vọng ký thác nửa phần với hắn trên thân. Bây giờ, hoàng huynh chết rồi, phụ hoàng vẫn không có nhìn thấy hắn, thế mà muốn lập một cái tiện nhân nhi tử vì thái tử. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Sau 7 ngày, thái tử di thể hạ hoàng lăng, kinh đô mới dần dần khôi phục trật tự. Chỉ là, tất cả mọi người còn mặc màu trắng y phục, không người dám cầm ý chỉ hoàng thượng không xem ra gì. Thái tử vừa mới hoang trôi qua, trong thời gian ngắn sẽ không lại lập mới thái tử, ít nhất cũng phải đợi đến quốc tang qua đi. Các hoàng tử bây giờ lại muốn dùng hết sức đi tranh, nhưng chỉ có mộ dung thủy biết, trận này đoạt đích chi chiến, người thắng cuối cùng đã sớm dự định, thật sự nếu không ra tay, hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn tìm tới chính mình mẫu hậu, đem mình ngày đó nghe lén đến toàn bộ báo cho hoàng hậu hoàng hậu nghe nói tin tức này bất lực ngồi liệt tại vị đưa bên trên ánh mắt ngốc trệ miệng bên trong một mực độc lấy không có khả năng cuối cùng nàng nổi điên giống như nắm lên một cái gối dựa quẳng xuống đất quét qua nước trà trên bàn mảnh sứ vỡ nát một chỗ tiện nhân ta tuyệt sẽ không để ngươi như ý ngươi mơ tưởng bị hoàng quý phi ép cả một đời nàng vốn cũng không cam lòng bây giờ con của nàng không có tiện nhân kia nhi tử thế mà tiêu nghĩ lên vị trí kia nàng tuyệt không thể tha thứ bị nàng chèn ép cả một đời về sau nếu là mộ dung hoài làm hoàng đế kia còn có nàng chuyện gì còn có con trai của nàng chuyện gì con của nàng mới là gia đình truyền thống trung thành đế vương mầm rễ mộ dung hoài hắn tính là gì dựa vào cái gì một nhịn lại nhịn không cần lại nhịn hoàng thượng đối nàng thiên vị còn chưa đủ à mình vị hoàng hậu này còn tại thế liền nhất một vị hoàng quý phi loại này vô cùng nhục nhã nàng cũng là đánh nát răng cùng máu nuốt mộ dung thụy thừa cơ thêm mắm thêm muối giật dây nói mẫu hậu chúng ta không thể lại ngồi chờ chết chờ đợi thêm nữa cái này tấn hướng chính là hắn mộ dung hoài về sau không có chúng ta ngày sống dễ chịu chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bây giờ lớn nhất chướng ngại vật chính là mộ dung hoài ngàn vạn không thể để cho hắn lên làm thái tử a hoàng hậu trong mắt bò lên trên một vòng âm độc, nàng nhìn xem mộ dung thụy, cười lạnh nói. Thụy Nhi yên tâm, ngươi mẫu hậu là hoàng hậu, ngươi là con vợ cả hoàng tử, ngươi hoàng huynh không có cái này phúc khí, nhưng phúc khí này cũng không tới phiên người ngoài tiêu thụ, phúc khí này chỉ có thể là ngươi. Thời tiết tiến vào lúc tháng 10, hàng năm đến tháng này phần, kinh đô liền dẫn đầu bắt đầu mát mẻ lên, tất cả mọi người mặc vào thu áo. Đêm qua xuống một trận mưa, Tô Hoàng ỉ lại trong chăn không chịu lên. Mắt thấy mặt trời lên cao, Giang Ngộ thời khắc ghi nhớ Tô Mộ dạy bảo, nhất định phải làm cho Tô Hoàng một ngày ba bữa đều ăn vào vị. Hắn đem người từ trong chăn vớt ra tới, sau đó trực tiếp cho nàng bộ y phục. Lưu Huỳnh các nàng vừa tiến đến đã nhìn thấy Tô Hoàng đã mặc tốt, chỉ là xuyên có chút viết ngoáy, đai lưng hệ lỏng lỏng lẻo lẻo, cũng không để ý tới thuận, tất cả đều là nếp may, nơ con bướm cũng hệ cái phản, đặc biệt phá hư mỹ cảm. Chủ yếu là, cái này kiệt tác chủ nhân gian ngộ nhìn còn thật hài lòng. Nữ nhi này nhà y phục chính là rường rà, nơi này muốn dây buộc, nơi đó cũng phải dây buộc, hắn cũng sẽ không buộc lại nhìn nơ con bướm, vậy làm sao bây giờ sao? Tô Hoàng một trận giày vò, người cũng thanh tĩnh, có chút bất đắc dĩ nhìn xem mình cái này qua quyết tạo hình, kỹ thuật này, so với mình vừa mới bắt đầu học xuyên thời điểm còn kém cỏi. Cuối cùng, Tại Lưu Huỳnh các nàng dừng lại chỉnh lý phía dưới mới khôi phục mỹ cảm. Mặc dù chỉ là đơn giản màu trắng váy áo, nhưng tại Tô Hoàng trên thân cũng xuyên ra tới không giống trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Giang Ngộ biết mình mặc quần áo kỹ thuật bị ghét bỏ, thế là lại nghĩ đến sáng lập chải đầu kỹ thuật. Khả năng hắn khí lực tương đối lớn, vừa mới tỉnh ngủ tóc khó tránh khỏi có chút thắt nút, thế là hắn một cái không chú ý, Tô Hoàng liền tê một tiếng che lấy tóc của mình. Điểm nhẹ a giang ngộ một nháy mắt không biết làm sao làm đau sao vậy ta nhẹ một chút tô hoàng trừng mắt liếc hắn một cái một bên lưu vân cùng lưu huỳnh liếc nhau cũng nhịn không được nở nụ cười nhưng là loại chuyện này có lần thứ nhất liền có lần thứ hai tô hoàng liên tiếp bị hắn làm đau giang ngộ ngươi nếu là từng ngày không có chuyện làm ngươi liền đi tìm hoàng thượng nói một chút cho ngươi tìm một chút chuyện làm tô hoàng thật sự là chịu không được hắn từng ngày nhàn hốt hoảng liền bắt lấy nàng một người giải buồn giang ngộ bất đắc dĩ gãi đầu một cái có chút ủy khuất quả nhiên a à, hắn không thích hợp những cái này tinh tế công việc để hắn cho nữ nhân mặc quần áo chải đầu đây không phải là bức trương phi theo hoa sao được rồi chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi hiện tại giang ngộ đích thật là có chút nhàn chẳng qua không được bao lâu hắn liền sẽ bận rộn hoàng hậu bên kia đã ở trong tối tự khai bắt đầu hành động mộ dung hoài đến lúc đó sẽ cần hắn hỗ trợ có điều tại quốc công phủ thời gian đích thật là rất nhàm chán tô hoàng mỗi ngày chỉ có thể tại lớn như vậy quốc công phủ mù tản bộ ngoại tổ phụ đã về trung châu nàng vừa đi ninh vi mẹ con liền sinh động hẳn lên bắt đầu ra tới đi lại một ngày này càng là mời khách nhân tới vị khách nhân này không phải người khác chính là vị kia hầu phủ đích nữ chung ly Tô Hoàng không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện tại quốc công phủ, vẫn là tại quốc tang trong lúc đó, lúc này, tất cả mọi người là thành thành thật thật ở trong nhà, nơi nào. Đều không đi, tụ hội không được cho phép. Nhưng là chung ly như thế mà ngược gió gây án, mặc một thân màu lam nhạt hoa phục đến quốc công phủ làm khách. Trên đầu mang theo cùng màu hệ trâm hoa, cái này một thân cũng không tính diễm lệ, nhưng là so sánh với đám người quần áo trắng, vẫn như củ lộ ra tương đối đột xuất. Giang Ngộ mang theo Tô Hoàng đi cho Quốc công gia Thỉnh An, vừa vặn cùng các nàng đụng cái mặt đối mặt. Chung Ly Nhi vừa đến đã trông thấy Giang Ngộ, mười phần kinh hỉ, nhìn xem Giang Ngộ con mắt đều chuyển không ra. Ánh mắt này, để Tô Hoàng rất khó chịu, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Gặp qua Giang Thế tử. Chung Ly Nhi rất có lễ phép hành lễ. Có lễ phép, nhưng không nhiều. Giang Ngộ không cho nàng một cái con mắt chương 446, gạo nấu thành cơm. Thế nào, chung tiểu thư là nhìn không thấy bản quận chúa tồn tại sao? Trong mắt chỉ có thế tử. Tô hoàng quận chúa cùng gian ngộ thế tử chính là ngang vai ngang vế, thế nhưng là cái này chung ly nhi không nhìn thẳng nàng, không tốt lắm đâu. Mà lại, nàng cặp mắt kia, lão nhìn mình chầm chầm nam nhân nhìn là cái gì cái ý tứ. chung ly nhi trong mắt hoàn toàn chính xác chỉ có gian ngộ, nàng căn bản không muốn thừa nhận hai người đã thành thân hiện thực nhưng là do thân phận hạn chế lễ pháp chung ly nhi vẫn là hướng nàng hành lễ gặp qua quận chúa tô hoàng cười lạnh một tiếng nhìn xem nàng bộ trang phục này nói cái gì cũng phải âm dương hắn hai câu chung tiểu thư bây giờ chính vào quốc tang trong lúc đó ngươi mặc thành dạng này đến quốc công phủ làm khách không tốt lắm đâu chính nàng làm cũng coi như còn chạy đến quốc công phủ đến làm cũng đừng liên lụy bọn hắn chung ly nhi đổi sắc mặt nhìn xem mình cái này một thân lẽ thẳng khí hùng ta đây cũng là màu trắng y phục a cũng không vượt khuôn mà lại là ninh phu nhân mời ta đến quốc công phủ làm khách ta cũng không thể xuyên quá mức tùy ý đi ninh vi mời nàng đến tô hoàng không để lại dấu vết nhìn ninh vi liếc mắt hai nàng ở giữa cách bao nhiêu tuổi đều cái này còn có thế chơi đến cùng đi dù sao nàng là không quá tin tưởng hai người đều không phải người tốt lành gì, tụ cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt. Giang ngộ lười nhát trông thấy các nàng, hơi không kiên nhẫn lôi kéo tô hoàng vòng qua các nàng đi. Thế tử. Trung Ly Nhi ở phía sau hô một câu, có chút không bỏ. Tô Hoàng thật hận không thể đi lên cho nàng hai cái mũi to đậu, kêu như vậy già mồm cho ai nhìn đâu. Đi một đoạn, Giang Ngộ phát hiện bên cạnh thân người dường như khí không quá thuận, sắc mặt cũng khó coi, chợt nở nụ cười thật tốt hắn liền thích nàng vì hắn ăn giấm dáng vẻ ngươi cười cái gì tô hoàng không hiểu nhìn xem hắn ta cười bình giấm chua người nào đó đổ nhào trong không khí đều là vị chua giang ngộ nói thẳng tô hoàng nghe vậy không chút khách khí tại bên hông hắn bấm một cái lực đạo không nhẹ không nặng giang ngộ trên mặt cười ngược lại càng thêm nồng đậm đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực khoác vai của nàng bàn cùng lúc đó cái đôi này còn không biết trong nhà xảy ra chuyện. Đại sự. Tô phủ trong đại sảnh, Tô quân đem trong nhà tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, tuyên bố một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Mọi người cũng không biết hắn đột nhiên phát cái gì thần kinh, đều lặng lặng chờ lấy hắn mở miệng tuyên bố sự tình. Tô mẫu bọn hắn chỉ coi là mình cái này tứ nghi tử lại cái kia gân không đúng, lão thích chuyện bé xé ra to. Cha, mẹ, ta muốn lấy vợ lúc đầu tất cả mọi người không có coi ra gì, ai biết hắn vừa nói ra những lời này đến, tô mẫu nguy hiểm thật bị một miệng nước trà sặc chết. Cái gì đồ chơi? Này sẽ sẽ không quá đột nhiên một điểm. Lão tứ cái này không có điểm phong thanh thế mà liền phải cưới vợ rồi. Không chỉ tô phụ tô mẫu chấn kinh, liền trong nhà những người khác cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngày bình thường không có chút rung động nào tô dịch đều mờ mịt nhìn xem hắn. Tứ ca, ngươi không có nói đùa. Ta không có nói đùa, ta muốn lấy vợ. Thế nhưng là bây giờ chính vào quốc tang, ngươi muốn lấy vợ cũng phải đợi đến sang năm a." Đại Tẩu Thẩm Thanh Lê nhắc nhở. "A à Quân, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Cũng không nghe nói ngươi cùng nhà nào cô nương đi được gần, sao đột nhiên như thế liền phải cưới vợ, còn vô cùng lo lắng dáng vẻ, ngươi muốn cưới cô nương kia đến cùng là ai? Giữa các ngươi lại phát sinh cái gì rồi?" Vẫn là đại ca tương đối tỉnh táo, điều chỉnh tốt tâm tính cẩn thận hỏi hắn chỉ thấy tô quân mặt mũi tràn đầy xấu hổ dường như có khó khăn khó nói cắn răng hắn vẫn là chuẩn bị ăn ngay nói thật nàng gọi việc ngâm sương là trường lâu mời điểm tâm sư phó chuyện này nói rất dài dòng chúng ta sự tình ngọn nguồn là như vậy trước mấy ngày trường lâu thu được vài hũ tử rượu ngon vừa lúc ngày ấy tô quân mới học được một đạo đồ ngọt việc ngâm sương khó được tán dương hắn một câu hắn cũng tinh tế phát hiện, việc ngâm sương ngày đó cảm xúc dường như tương đối thấp rơi, lúc đầu ngày bình thường lẫm lẫm liệt liệt có thể nói có thế cười, lại cứ ngày đó tựa như là bị người rút đi linh hồn đồng dạng, giống như là miễn cưỡng vui cười. Nàng tốt xấu là tô quân sư phụ, tô quân từ đối với sư phụ quan tâm liền hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Một phen truy vấn phía dưới mới biết được, nguyên lai like ngày đó là cha nàng ngày dỗ cho nên mới sẽ khổ sở như vậy. Tô quân lúc này liền để người mua tế điện dùng đồ vật trở về, mang theo nàng đi bờ sông đốt vàng mã tế điện. Đêm hôm đó, hắn bồi tiếp nàng cho chết đi cha đốt rất nhiều tiền giấy cùng thỏi vàng rồng, việc ngâm sương nhìn tâm tình mới xem như khá hơn. Trở lại trường lâu, việc ngâm sương nói muốn uống vài chén, đơn thuần chính là uống vài chén mà thôi, thế là tô quân liền đem mới được kia vài hũ tử rượu ngon cầm một vò ra tới, gọi người chuẩn bị lên chút thức ăn đưa đến hắn tại trường lâu chuẩn bị trong phòng nghỉ. Hắn chuyên môn làm cái phòng nhỏ, bên trong đồ nội thất đầy đủ, ngày thường cung cấp hắn nghỉ ngơi dùng. Chỉ là không có nghĩ rằng, hắn không có hỏi rõ ràng chạy đường tiểu nhị, chỉ coi kia là một loại rượu ngon mà thôi, kết quả uống xong mới phát hiện, thứ này lại có thể là hư huyết tử. Trách không được uống cảm giác là lạ đây này, hai người liên tiếp mấy chén vào trong bụng, nháy mắt như thiêu như đốt lên, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhìn đối phương ánh mắt đều trở nên mê ly. Khu huyết tử là vợ chồng ở giữa trợ hứng rượu, cái này rượu là cho trường lâu cung ứng rượu thương gia miễn phí đưa tặng, chỉ nói là rất tốt rượu, từ trong lầu phụ trách giao tiếp rượu tiểu nhị thu. Hắn ngay trước tô quân mặt hướng ý sách đầy miệng, kết quả trời xuôi đất khiến bị hắn cho uống, còn mang theo việc ngâm sương cùng một chỗ. Ngày ấy vừa lúc là 15, buổi tối mặt trăng thật tròn, còn nhớ rõ cầu mong gì khác nhân duyên ký văn bên trong viết, nói hắn nhân duyên là ở buổi tối, đoàn tụ sung về thời điểm. Hiện tại một câu thành sấm, hắn sáng ngày thứ hai tỉnh lại, áo rách quần manh, việc ngâm sương cũng không mảnh vải che thân nằm ở bên cạnh hắn, toàn thân đều là mập mờ vết tích, hai người gạo sống luộc thành cơm chín. Việc ngâm sương lên về sau, hét lên một tiếng, không chút do dự vung hắn hai cái mũi to túi, sau đó bắt đầu khóc không ngừng liền xem như lại không tim không phổi cái này đột nhiên mất trong trắng nàng cũng không cách nào xem như cái gì đều không có phát sinh a mà lại nàng tối hôm qua là đơn thuần muốn uống mấy chén sau đó cảm tạ một chút tô quân ai biết đằng sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản đây tô quân tự biết đuối lý cũng biết mình làm bẩn con gái người ta vậy thì nhất định phải phải chịu trách nhiệm nội tâm dãy dụ suy nghĩ hai ngày về sau hắn liền tuyên bố việc này Nghe xong chân tướng, tô gia đám người trầm mặt, cho dù ai cũng không nghĩ ra, lão tứ nhân duyên đến như thế viết ngoáy. Vị này việc cô nương, người tô gia nghe nói qua, tô quân thường xuyên mang các loại ăn ngon điểm tâm đồ ngọt trở về cho thẩm thanh lê các nàng ăn, cho nên biết được vị cô nương này là cái thân thế thê thảm, nhưng lại khéo tay người. Người tô gia cũng là rất giảng đạo lý, rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhi tử ô con gái người ta trong sạch, vậy sẽ phải đối với người ta phụ trách tới cùng. Chỉ là bây giờ lại đúng lúc gặp phải thời điểm, thái tử hoang trôi qua, kinh đô quan viên trong vòng nửa năm không phải làm việc vui, thế nhưng là cứ như vậy để người ta cô nương tiếp nhập trong phủ, quả thực lại ủy khuất chút. Các nàng không phải không nhận nợ, chính là sợ lãnh đạm người ta a. À. Chương 447, phụ trách. Tứ đệ làm như vậy cũng là chính xác, là muốn cho con gái người ta một câu trả lời, cha mẹ việc này liền giao cho ta cùng nhị đệ muội đi làm đi chúng ta trước gặp bên trên việc cô nương một mặt nhìn nàng là thế nào cái ý nghĩ dù sao nhà chúng ta tận lực cho việc cô nương thể diện đừng để nàng ủy khuất mới là cùng là nữ nhân thẩm thanh lê có thể lý giải việc ngâm sương tình cảnh cho nên chuyện này ban đầu còn phải nàng cùng tôn linh mà đi tìm nàng đàm tô mẫu tán thành gật đầu vị này việc cô nương các nàng đều chưa thấy qua càng không biết là cái gì bản tính nhưng là tô hoàng giống như gặp qua thế là thẩm thanh lê tìm người đi quốc công phủ đưa tin tức mời nàng trở về một chuyến tô hoàng nhận được tin tức thời điểm còn không biết xảy ra chuyện gì thế là cùng giang ngộ vội vàng chạy về tô phủ nghe đại tẩu cùng nhị tẩu nói chân tướng tô hoàng lập tức lộ ra một cái nói kinh ngạc không kinh ngạc nói không kinh ngạc lại có chút vẻ mặt kinh ngạc nàng cũng là không nghĩ tới tứ ca sẽ trực tiếp cùng cô nương phát sinh quan hệ trước đó liền cảm giác hai người này manh mối có điểm gì là lạ mỗi ngày như thế đấu võ mồm sớm chiều ở chung phía dưới hổ sinh tình cảm đều là chuyện sớm hay muộn chỉ là không nghĩ tới cái này ngoài ý muốn đến có chút nhanh đã phát sinh quan hệ vậy khẳng định liền phải sớm ngày đem người tiếp vào phủ bên trong đến nhưng hôm nay lại không thể lớn lo liệu đây cũng là vừa lúc gặp phải thời điểm cô ba người thương lượng một chút cưỡi xe ngựa trực tiếp đi trừng lâu cô quân nói cho việc ngâm sương thả mấy ngày giả nàng hiện tại mỗi ngày đều trong sân bồi tiếp nàng mắt mù mẫu thân cô quân để người bộ xe ngựa đến viện bên trong tiếp nàng đến trừng lâu một chuyến việc ngâm sương mẫu thân còn không biết trong nội tâm nàng có tâm sự nàng lại không gặp đêm hôm đó thành việc ngâm sương trong lòng bí mật không thể nói những ngày này nàng người mặc dù không có đi làm việc thế nhưng là trong lòng cùng trong đầu vẫn luôn là chuyện này vung đi không được. Ngay từ đầu nàng là đặc biệt sinh khí, thậm chí cảm thấy xấu hổ giận dữ, thế nhưng là nhìn thấy tô quân thái độ tốt như vậy, nàng lại không đành lòng. Kỳ thật nàng không ghét tô quân, thậm chí đối với hắn còn có chút hảo cảm. Tô quân sinh tuấn Mỹ, tính tình cũng hoạt bát, cùng với hắn một chỗ rất nhẹ nhàng vui sướng, mặc dù miệng hắn có chút nát, nhưng là thô bên trong mang mảnh, hắn hình tượng như vậy vẫn là rất chiêu cô nương thích không thể phủ nhận hắn mang theo mình đi bờ sông tế điện phụ thân thời điểm một khắc này nàng là điên cuồng động tâm cho nên buổi sáng tỉnh lại về sau trừ vô ý thức vung hắn hai bàn tay lập tức mà đến chính là hối hận nhìn hắn cũng là một mặt tự trách yên lặng tiếp nhận lửa giận của mình có chút hối hận mình đánh hắn còn làm lớn như vậy lực hắn nói hắn sẽ đối với mình phụ trách giọng thành thẩn Việt ngâm sương cười khổ hắn là kinh đô lớn nhất nóng nảy nhất cửu lâu đông gia có tiền có nhang chính yếu nhất chính là hắn bối cảnh cường đại đại ca là lại bộ thị lan nhị ca là danh khắp thiên hạ tiểu thần y tam ca là danh tướng ngũ đệ là văn đàn đại nho duy nhất muội muội càng là thân phận tôn quý quận chúa gã phu quân vẫn là thế tử gia cao như thế dòng giỏi nếu như là nàng một cái đầu bếp nữ dám tiêu nghĩ hắn nói tới phụ trách sợ là đem mình một đỉnh cổ kiệu nhất vào trong phủ để nàng làm cái quý thiếp đã là sĩ cử đi thế nhưng là nhà đứng đắn hơi cương liệt một điểm cô nương ai sẽ cam nguyện làm thiếp a à? nhưng ở cái này phong kiến thời đại nữ tử không có trong sạch còn không bỏ xuống được tư thái cùng ngạo khí đời này cũng chỉ có thể như thế nói trắng ra chính là phạm tiện việc ngâm sương vẫn là không có cự tuyệt lên xe ngựa chỉ là không nghĩ tới tô quân tự mình đến tiếp nàng, hai người đối đầu ánh mắt, bầu không khí xấu hổ. Tô quân cũng rất khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng, phỏng đoán trên mặt nàng cảm xúc. Việc ngâm sương không nói gì, ngồi đối diện hắn, sau đó một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, không dám cùng hắn đối mặt. Một đường trầm mặt, chỉ nghe thấy xe ngựa bánh xe phát ra tiếng vang. Cuối cùng, vẫn là tô quân mở miệng trước, ngữ khí mang theo khẩn trương cùng thăm dò ngươi mấy ngày nay còn tốt chứ việc ngâm sương nghe vậy khẽ gật đầu hai người bình thường chung đụng hình thức đồng dạng đều là cãi nhau hiện tại khách khí như vậy hoàn toàn chính xác có chút không quen hôm nay gọi ngươi đi trường lâu không có ý tứ gì khác là ta đại tẩu cùng nhị tẩu còn có tiểu muội muốn gặp ngươi một mặt cùng ngươi tâm sự tô quân giải thích nói việc ngâm sương nghe hắn nói như vậy tại hắn không nhìn thấy địa phương đáng chắc cười một tiếng. Thẩm đại phu nhân cùng thẩm nhị phu nhân, thậm chí là quận chúa nương nương tự mình đến tìm nàng, nàng có chút được sủng ái mà lo sợ. Đoán chừng, là nghĩ đến như thế nào khuyên nàng cùng tô quân đi. Việc ngâm sương đã nghĩ kỹ, chuyện này nàng có thể coi như không có phát sinh, nàng sẽ mang theo mẫu thân rời đi kinh đô, dù sao mấy tháng này tại trường lâu kiếm bạc, còn có tô quân cho bái sư phí, tổng không đến mức để nàng như là trước đó đồng dạng lưu lạc đầu đường nhưng muốn nàng làm thiếp tuyệt đối không thế. đến lúc đó nàng sẽ tìm một cái địa phương nhỏ mở cửa hàng nhỏ tự làm ăn sau đó không còn về kinh đô bằng không ngày ngày thấy tóm lại là muốn lúng túng không phải nàng giả tâm lớn còn vọng tưởng làm chính thức mà là nàng có mình ngạo khí từng có lúc mình cũng là thiên kim đại tiểu thư nên có ngạo khí nàng vẫn luôn có đời này tuyệt không cùng người vì thiếp nhưng sự thật chính là nàng nghĩ quá nhiều tô gia căn bản không quan tâm dòng dõi thân phận cũng không cho phép nạp thiếp hôm nay cô ba người tới gặp nàng chính là muốn hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không tiên tiến phủ cùng tô quân trước qua quan tịch văn thư làm vợ chồng hợp pháp chờ sang năm quốc tang qua lại cho nàng bổ sung hôn lễ tiến đến nhã giang tô hoàng các nàng cô ba người liền đối nàng cười mười phần hiền lành tô quân toàn bộ hành trình bồi tiếp một hồi còn cần hắn tỏ thái độ Tất cả mọi người không phải quanh co lòng vòng người, đại tẩu thẩm thanh lê nói thẳng, trước ủy khuất nàng vào phủ, ngày sau bổ sung hôn lễ yến hội, nàng sau này sẽ là tô quân thê tử, chính đầu nương tử. Mà lại tô quân về sau, cũng sẽ không nạp thiếp, sẽ chỉ có nàng một nữ nhân. Cô ba người rất xin lỗi, bởi vì muốn ủy khuất nàng khiêm tốn nhập phủ, dù sao cô nương nào xuất giá không nghĩ nở mày nở mặt đâu. Chỉ cần việc ngâm sương bản nhân không có ý kiến, Tô gia bên này liền chuẩn bị tốt xính lễ, hai người hợp ngày sinh tháng để đi quan phủ qua văn thư, nàng cũng trở về cùng mẹ của mình nói rõ ràng. Đến lúc đó, có thể đem mẫu thân của nàng cùng nhau tiếp vào Tô phủ, đơn độc thu xếp cho viện tử, lại tìm mấy người hầu hạ. Mà lại Tô quân chính miệng hứa hẹn, năm sau cho nàng bổ sung một trận long trọng tiệc cưới. Việc Ngâm Sương trong lúc nhất thời bị những tin tức này đập hoa mắt chóng mặt, có chút phản ứng không kịp. Nguyên lai like, người ta không nghĩ tới để nàng làm thiếp a à. đều là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi người ta tô gia mặc kệ là tô lão gia vẫn là tô thị lan căn bản không có một cái nạp thiếp đây là người ta trong nhà gia huấn việc ngâm sương ngươi yên tâm ta về sau sẽ đối ngươi tốt cũng sẽ đem mẹ ngươi xem như mẹ ruột của ta đối đãi chuyện đêm đó là ta không tốt tổn thương ngươi cho nên ta nguyện ý tận chính mình có khả năng đối ngươi phụ trách tới cùng ngươi vào cửa về sau, chính là ta tô quân duy nhất vợ, ta sẽ không nạp thiếp. Tô quân cho thấy thái độ của mình, ngôn từ khẩn thiết, thái độ cũng rất thành khẩn, dường như hạ quyết tâm. Việc ngâm sương trầm mặt một cái chớp mắt, hỏi ngược một câu. Ngươi là bởi vì cùng ta có quan hệ, cho nên không thể không cùng ta thành thân, hay là nói, ngươi đối ta cũng là hảo cảm, cho nên nguyện ý cùng ta cùng qua một đời. Chương 448, tuyệt không chấp nhận việc ngâm sương hỏi vấn đề này hỏi một chút bên trên tô hoàng cô ba người liếc nhau biểu thị không chen tay được cái này phải tô quân mình giải thích mới được con gái người ta hỏi như vậy cũng là không gì đáng trách mà lại đáp án của vấn đề này xác thực rất trọng yếu đối với việc ngâm sương đến nói rất trọng yếu nàng không hy vọng tô quân chỉ là đơn thuần bởi vì muốn đối nàng phụ trách mà cưới nàng nếu như không có tình cảm chỉ là kết nhóm sinh hoạt mà thôi kia thật có lỗi nàng không cần cái kia chính thức phu nhân tên tuổi đến trói buộc chính mình loại này hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa nàng cũng không muốn cùng hắn biến thành vợ chồng bất hòa tô quân một nháy mắt có chút ngây người đối mặt vấn đề này hắn thế mà không biết muốn thế nào mở miệng bờ môi ngập ngừng nói luôn luôn lanh mồm lanh miệng tô quân giờ phút này thế mà làm lên câm biết, nửa không ra cái như thế về sau việc ngâm sương nhìn xem hắn cái này xoắn suýt biểu lộ ánh mắt ảm đạm xuống, nàng dơ lên một vòng cười khổ, đứng dậy. Ta biết, Tô Quân, ngươi yên tâm, ta không bắt buộc ngươi đối ta phụ trách, ta cũng không nghĩ ngươi chỉ là bởi vì phải phụ trách ta mà cùng một cái ngươi không thích người cùng qua một đời, càng không muốn ta tương lai phu quân đối ta không có tình cảm, chỉ là chấp nhận lấy cùng ta sinh hoạt mà thôi, ta sẽ không quấn lấy ngươi, ta sẽ dẫn lấy mẫu thân của ta rời đi, ngươi không cần đối ta phụ trách, chuyện này cứ như vậy đi qua. Nói xong, Việt Ngâm Sương đẩy cửa liền ra ngoài. Tô Hoàng các nàng ở một bên cũng chen miệng vào không lọt, chỉ có thể lo lắng suông. Chẳng qua Việt Ngâm Sương cũng là nhân gian thanh tĩnh, có thể nói ra những lời này, nói rõ nàng cũng không phải là một cái thuận theo thiên mệnh, tuyệt không làm oan chính mình người. Người đi, Tô Quân còn không có kịp phản ứng, Tô Hoàng tranh thủ thời gian khuyến khích hắn. Người mau đuổi theo A Tứ Ca, người bây giờ làm sao biến thành cái đầu gỗ rồi. Tô Hoàng thật sự là khí đến, chờ xuống đến tay lão bà đều làm thất bại. Tô Quân lúc này mới sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới truy người đi. Việc ngâm sương không có chút rung động nào xuống lầu, mặt không biểu tình, cũng không có chảy nước mắt, ngược lại là mang theo tiêu tan cười. Nàng không hối hận cùng hắn phát sinh những quan hệ kia, nàng cũng sẽ không dựa vào những quan hệ này đi áp chế hắn đối với mình phụ trách, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, dò xét nàng đây là làm lấy bay lên đầu cành biến phượng hoàng mộng đâu. Nàng hướng phía trước cũng là đường đường chính chín trăm năm thế gia nuôi ra tới thiên kim, bây giờ nghèo túng cũng là bị bất đắc dĩ, cũng không phải không có qua qua ngày tốt lành. Nàng theo đuổi là linh hồn bên trên phù hợp. Tô quân dẫn theo bào chân chạy xuống giữ chặt nàng tay, việc ngâm sương quay đầu nhìn xem hắn, kỳ thật nội tâm vẫn tồn tại một điểm mong đợi. Tô quân rất gấp, nhưng lại không biết tại gấp cái gì ngươi đừng đi ta còn phải đối ngươi phụ trách đâu hắn cái này há miệng còn không bằng không há mồm há miệng theo ở phía sau tô hoàng im lặng ngưng nghẹn việc ngâm sương ánh mắt cũng hoàn toàn ảm đạm xuống nàng hít sâu một hơi cũng là không có trông cậy vào tô lão bản ta nghĩ ta đã vừa mới nói rất rõ ràng ngài nếu là nghe không hiểu ta có thể lặp lại lần nữa không phải ngươi nghe ta giải thích ta không phải ý tứ kia Tô quân gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Khi tô lão bản là có ý gì? Không thích ta còn muốn chấp nhận ta. Việc ngâm sương tính tình quả nhiên vẫn là không tốt lắm. Nàng muốn hất tay của hắn ra, thế nhưng là tô quân bắt gắt giao. Tại lầu ba đầu bậc thang, cái này điểm vừa vặn không có gì khách nhân, phía dưới hò hét ầm ĩ cũng không ai chú ý phía trên. Mời tô lão bản buông ra. Việc ngâm sương ngữ khí đã thật không tốt không thả, thả ngươi liền đi. Tô quân dùng sức lắc lắc đầu. Hai người đang lúc lôi kéo, vừa đến một lần, hấp dẫn lầu dưới khách nhân, việc ngâm sương không nghe hắn giải thích, ở trong môi trường này hắn cũng không biết làm sao mở miệng, thế là cắn răng một cái, trực tiếp đem người chống lên, đi lên lầu. Đi ngang qua tô hoàng thời điểm, việc ngâm sương còn đang không ngừng giãy dụa lấy. Thả ta ra tô quân, ngươi đây là tại ép buộc ta sao? Tô quân không hề bị lay động, việc ngâm sương cắn một cái trên vai của hắn, tô quân hít sâu một hơi, quả thực là nhịn đau đem nàng cho khiên đến trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Thẩm thanh lê viện bụng đứng ở bên trong cửa, tôn linh nhi đứng ở phía trước che chở nàng, tô hoàng đứng ở ngoài cửa, thấy điệu bộ này cũng mau nhường mở một con đường tới. Tứ ca vẫn là dũng A, đem người khiên liền đi, bình thường cảm giác hắn yếu đuối, giờ khắc này còn rất có bạn trai lực lời nói chúng ta đã nói rõ ràng thái độ cũng cho thấy chuyện còn lại liền phải hai người bọn họ mình đi nói thẩm thanh lê ở phía sau lẩm bẩm một câu dù sao tô gia đối việc ngâm sương thái độ còn tại đó không nguyện ý ủy khuất nàng nàng quan tâm tô quân thái độ đối với nàng các nàng cũng không tốt nhúng tay quá nhiều thế là cô ba người liền đi đầu trở về trong phòng tô quân đem người ném ở trên giường thở hồng hộc nhìn xem nàng không nghĩ tới như thế nhẹ người, còn rất có lực, hai cái chân nhỏ còn buôn bán rất nhanh, cho hắn mệt. Tô quân, ngươi có mau bệnh có phải là, ngươi lại không thích ta, tại sao phải ép buộc ta? Ta cho ngươi biết, ta việc ngâm sương mới không muốn chấp nhận, không phải liền là ngủ một đêm mà thôi, không có gì lớn không được, gái đảm không sợ ế, về sau tự sẽ có yêu ta người cưới ta. Ngô! Ngô! Môi của nàng bị tô quân cho trắng, một nháy mắt liền nói không ra lời nói, chỉ có thể phát ra một chút nhỏ vụn thanh âm. Tô quân cũng không có gì kỹ thuật hôn có thể nói, cũng chỉ là gắt gao ngăn chặn nàng. Thật lâu, hắn mới rời khỏi môi của nàng, hai người góp đặc biệt gần, khí tức lẫn nhau phun ra. Còn nói sao? Hiện tại đến phiên ta nói a. À. Tô quân mặt rất tốt, cuốn họng cũng rất khàn khàn. Việc ngâm sương thân dừng lại quả nhiên trung thực, không nói thêm gì nữa ta, Tô Quân, cưới ngươi Việt Ngâm Sương không phải đơn thuần muốn phụ trách mà thôi, ta là ưa thích ngươi, cho nên muốn cùng ngươi cùng chung quãng đời còn lại, chiếu cố ngươi cả một đời, ta sẽ đối ngươi tốt, cũng sẽ đối mẹ ngươi tốt, về sau cùng ta, ngươi chính là trừng lâu lão bản nương, nghĩ sai xử ai liền sai xử ai, sai xử ta cũng được, cho nên, gả cho ta đi. Phen này bá tổng thức thổ lộ, không có ai. Nhất là lão bản nương một câu kia, tin tưởng không có mấy nữ hài tử có thể cự tuyệt được. Thật! Việc ngâm sương đỏ trong mắt, mang theo thăm dò. Nàng liền sợ là tô quân vì tạm thời ổn định chính mình mới nói như vậy mà thôi. Thật, thật không thể lại thật, ta nếu dối gạt ngươi, ta liền chịu trời đánh ngủ lôi. Hắn làm ra một cái phát thệ thủ thế. Việc ngâm sương lúc này mới nở nụ cười, vui đến phát khóc, một giây sau nàng trực tiếp ôm cổ hắn, xoay người đem hắn áp đảo, sau đó hôn lên tô quân mộng có chút không biết làm sao thậm chí còn có chút bất lực mặc cho nàng lung tung tự mình mình chủ yếu là như thế qua loa hắn còn bị thân ra cảm giác đến việc ngâm sương đưa tay đi giải thắt lưng của hắn tô quân giật mình vội vàng đè lại nàng tay ngươi ngươi làm gì ngươi chớ làm loạn ta không có làm loạn a à, ta sợ ngươi đổi ý việc ngâm sương chớp mắt to rất chân thành nhìn xem hắn nói. Vậy cũng không được. Tô quân gắt gao nắm chặt thắt lưng của mình. Nhưng hắn khả năng còn không biết, nàng cái này nàng dâu tính tình, thuộc về cuồng giả phái. Sợ cái gì, ta cô nương gia đều không có sợ, đêm hôm đó ta cảm giác gì đều không có, chúng ta thử một lần nữa chứ sao. Chương 449, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Hai người dù sao đã phát sinh quan hệ, mà lại bộ dáng như hiện tại cũng là tương đương đụng lên đúng không quan tâm nhiều lần này hai lần đến tiếp sau hai người có hay không thương lượng xong cũng không ai biết chỉ biết lúc buổi tối tô quân đem người cho mang về tô phủ vẫn là tay nắm tay trở về vừa vặn gặp phải tô phủ cơm tối trông thấy tô quân đem người mang về tô mẫu đặc biệt cao hứng cười kéo việc ngâm sương đến trước người nhìn kỹ càng xem nụ cười trên mặt càng sâu nàng ôm nhu sờ sờ bên tai của nàng lại giật xuống tay mình cổ tay ở giữa một cái chất lượng cực tốt phỉ thúy vòng tay cho nàng đeo lên nàng con trai cả con dâu còn có nhị nhi tức đều là trong nhà sủng ái lớn lên không có trải qua sóng gió gì nhưng là cái này lão tứ nàng dâu không giống nàng nghe nói trong nhà nàng sự tình toàn cả gia tộc đều bị tịch thu chỉ còn lại nàng cùng một cái mắt mù mẫu thân nghe nói mẫu thân của nàng con mắt là bị người lộng mù thật là một cái số khổ hài tử Tô Mẫu trông thấy nàng cái này đơn bạc thân hình, vừa muốn đem nàng giữ ở bên người, thật tốt nuôi thương yêu. Tô Mẫu còn có tô gia tất cả mọi người đối nàng phóng thích ra thiện ý để việc ngâm sương cả người yên ổn xuống dưới. Lúc ăn cơm, Tô Mẫu để nàng ngồi tại bên cạnh mình, một mực tri kỷ cho nàng gấp thức ăn, thịnh canh, đem mình thái độ đối với nàng đặt tới nhất chính, chính là tại im ắng nói cho nàng, nàng rất vừa ý nàng người con dâu này, để nàng không nên lại có kiên kỵ ngâm sương a tìm thời gian ta đi gặp mẫu thân ngươi đến lúc đó đem nàng tiếp vào phủ thượng đến về sau cũng tốt cùng ta làm bạn lão phu nhân ta còn không có cùng mẹ ta kể đâu chờ ta nói cho nàng về sau nếu là nàng đồng ý đến lúc đó lại mang nàng tới gặp ngài việc ngâm sương bây giờ còn không có không đem cái này sự tình nói cho nàng mẫu thân liền theo tô quân đến tô phủ những cái này tô mẫu đều có thể lý giải thế là tán thành gật đầu Ngâm Sương, chỉ cần mẹ ngươi bên kia đồng ý, chúng ta bên này lập tức chuẩn bị kỹ càng xính lễ, dựa theo nên có quá trình đi, chỉ là bây giờ gặp phải thời điểm, hết thảy đều phải khiêm tốn làm việc, đến lúc đó ngươi cũng chớ để ý, đợi đến sang năm, chúng ta sẽ cho ngươi bổ sung một cái ra dáng tiệc cưới, được chứ? Tô Mẫu biết, mỗi cái nữ tử đều muốn phong quan đại giá, nàng cũng không muốn ủy khuất việc Ngâm Sương, thế nhưng là không có cách nào. Việc Ngâm Sương quan tâm là tô quân người này, căn bản không quan tâm có thể hay không lo liệu náo nhiệt hôn lễ, kỳ thật hắn nguyện ý cưới mình, đồng thời nói với mình hắn là ưa thích mình, chỉ là những cái này, liền đầy đủ. Dựa theo tình huống của nàng, tô gia theo thường lệ lấy nàng danh nghĩa cho nàng đặt mua một chỗ kinh đô nhà riêng, rơi vào tên của nàng dưới, làm nàng lực lượng, đến lúc đó xính lễ liền đưa đến trong tư trạch. Việc Ngâm Sương sau này trở về liền đem chuyện này báo cho mẹ nàng, mẹ nàng nghe xong nữ nhi trời xuôi đất khiến cùng đông gia thành xong việc, cái này ván đã đóng thuyền. Mấy tháng này đến nay, nàng trong sân ăn ngon uống sướng ở, cũng có thể nhìn ra được trừng lâu đông gia là cái thiện tâm người tốt, cho các nàng hai mẹ con một đầu sinh lộ, nghe nữ nhi nói người tô gia tốt bao nhiêu, nàng cái này không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lúc đầu hai mẹ con trải qua xét nhà, lang thang, thật vất vả đạt được cuộc sống yên tĩnh đã là thỏa mãn, nhưng hôm nay trời xuôi đất khiến, ngược lại thúc đẩy một đoạn nhân duyên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ có lẽ đoạn nhân duyên này chính là ông trời chú định việc phu nhân gật đầu đáp ứng vụ hôn nhân này hai nhà theo lý đương nhiên gặp mặt chẳng qua đọc lấy việc phu nhân con mắt nhìn không thấy cho nên tô mẫu còn tự thân đi đón nàng đến trong phủ để bày tỏ đặt lòng thành của mình nhìn ra được việc phu nhân dáng vẻ còn có lúc nói chuyện ăn nói đều có thể nhìn ra được trước kia là đại hộ nhân gia xuất thân nếu như không phải là bởi vì trong nhà có phạm nhân sự tình xét nhà các nàng cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây việc ngâm sương cũng sẽ là cái bị người nuông chiều lấy đại tiểu thư toàn tộc hơn trăm người tính mạng chỉ còn lại hai người bọn họ vẫn là khơi thông rất nhiều tiền bạc cấp trên mở một mặt lưới mới khiến cho các nàng sống sót nhưng các nàng cũng bị khu trục ra vân thành vĩnh thế không được về cố hương việc phu nhân càng là vì bảo hộ nàng bị làm mù một đôi mắt Tô quân mình xuất tiền chuẩn bị sính lễ, trong nhà cũng cho hắn chuẩn bị một điểm, cho nên có đồ vật cộng lại cũng kém không nhiều hơn 10 vạn hai. Bởi vì phải khiêm tốn, cho nên những cái này sính lễ chỉ chứa cái rương, liền lụa đỏ đều chưa từng buộc lên. Việc phu nhân lúc đầu không nguyện ý ở tại tô phủ, nàng nói mình một người ở tại nhà riêng liền có thể, về sau việc ngâm sương còn có thế có cái về nhà ngoại địa phương. Thế nhưng là ánh mắt của nàng nhìn không thấy, khẳng định có rất nhiều không tiện tại người tô gia cùng con rể liên tục an ủi dưới lúc này mới gật đầu đáp ứng đồng ý dọn đi tô phủ tô mẫu biết nàng sợ phiền phức mọi người cho nên không cho nàng thu xếp quá nhiều người hầu hạ viện tử cũng tương đối vắng vẻ thanh u ngày bình thường nàng muốn cùng mọi người cùng nhau ăn liền để người viện đến phòng trước không muốn cùng mọi người cùng nhau ăn liền đem thức ăn đưa đến nàng trong viện dù sao chính nàng làm sao dễ chịu làm sao tới ở bên ngoài không thể làm cho quá kiêu căng nhưng là trong phủ tô mẫu vẫn là đem cả một nhà người tập hợp một chỗ đơn độc cho tô quân gian phòng bố trí một chút biến thành phòng cưới kiểu dáng cung cấp vợ chồng trẻ cũng đơn giản hoàn thành cái nghi thức đệm chăn cái gì đều là màu đỏ còn điểm long phượng nến còn chuẩn bị sớm sinh quý tử những cái này hoa quả khô việc ngâm sương nhìn xem đây hết thảy nếu như còn không thể cảm nhận được người tô gia đối nàng coi trọng khi nàng chính là đại ngốc tử. Giờ khắc này, nàng là hạnh phúc, bởi vì chính mình một lần nữa có một ngôi nhà. Vội vàng vào phủ, đây hết thảy toàn bộ hết thảy đều kết thúc, chẳng qua hoa thời gian nửa tháng. Câu quân không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, trực tiếp đường rẽ vượt qua, vượt qua tam ca trước cưới nàng dâu. Mà khổ nhe răng tam ca, chỉ có thể trung thực chờ thêm một năm, khả năng ôm mỹ nhân về. Thái tử qua đời, triều đình khó được thanh tĩnh xuống dưới, thế nhưng là các hoàng tử tự mình đấu tranh chưa hề đình chỉ. Hiền vương mộ dung thụy đột nhiên bắt đầu vương lên hùng mạnh lên, mỗi ngày đúng hạn vào triều, trên triều đình còn có thể nói lên vài câu, mặc dù đều là một chút vô dụng nói nhảm. Mộ dung sên cùng mộ dung hoài còn không biết phụ hoàng quyết định, hắn đã mô phỏng tốt thánh chỉ, chuẩn bị phong thất hoàng tử mộ dung hoài vì thái tử, đợi đến năm sau thái tử tan kỳ thoáng qua một cái, liền trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua, có người yêu thích, có người ưu sầu. Yêu thích người, ví dụ như Tô Hoàng cùng gia Ngộ, ví dụ như Tô Gia, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ an nhàn bởi vì tất cả mọi người đạt được ước muốn, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ. Ưu sầu người như là Cố Nguyệt, nàng ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt triệu tuệ. Triệu tuệ vẫn là thành công cùng mộ dung sinh phát sinh quan hệ, một đêm cá nước thân mật, nàng mười phần đắc ý trào phúng Cố Nguyệt. Coi như ngươi nhìn lại lao lại như thế nào. Ta còn không phải thành công ngủ đến vương gia, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, Triệu Tuệ hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần vương gia nhiều đến hai lần, nàng nhất định có thể thuận lợi mang thai con trai trưởng. Bất luận là nam hài nữ hài, chỉ cần đuổi tại Cố Nguyệt trước mặt Sinh Hạ hài tử, địa vị của mình liền có thể vững như bàn thạch. Cố Nguyệt chỗ theo đuổi một đối một tình cảm, cuối cùng vẫn là có chỗ bẩn cùng vết trách, nàng cùng mộ dung sên đại xảo một khung, cuối cùng tan rã trong không vui. Chương 450, Nhân sinh bên thắng, Tô Quân Mộ dung sên là bị hạ dược, cùng triệu tuệ phát sinh quan hệ vốn cũng không phải là bản ý của hắn. Thế nhưng là Cố Nguyệt không chút nào lý giải hắn, còn cùng hắn làm ầm ĩ, bất kể thế nào giải thích đều không nghe, cuối cùng đàm không tốt, vậy liền không cần nói tiếp, hai người lâm vào chiến tranh lạnh kỳ, mộ dung sên ngày ngày ngủ ở thư phòng. Lúc đầu trên triều đình đường không trôi chảy liền đủ hắn phiền, kết quả hậu trạch còn không bình yên, thật sự là làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cố nguyệt cái này nhập phủ mấy tháng, mộ dung sên ngày ngày ở tại nàng nơi này, nhưng chính mình là không mang thai được hài tử, không có động tĩnh. Nàng cũng hoài nghi có phải là thân thể của mình có vấn đề, tìm thái y đến xem lại không có vấn đề nàng vẫn còn có chút thông minh biết tìm nguyên nhân trên người mình tìm không thấy liền đến bên người tìm thời gian không phụ người hữu tâm nàng phát hiện mình son phấn bên trong bị người gia nhập chút ít xạ hương ngày ngày nghe dùng tại trên mặt tự nhiên không dễ dàng mang thai cái này xem xét chính là triệu tuệ thủ đoạn nàng cũng không có náo mà là lặng yên không một tiếng động thay thế đi son phấn đổi thành bình thường tại dùng cũng bắt tới mình trong viện nội ứng, tạm thời trước không có rút dây động rừng, mà là bất tri bất giác để nàng không cách nào gần mình thân, cho nàng an bài bên ngoài làm việc đi. Tại nàng cùng mộ dung sên chiến tranh lạnh gần nửa tháng về sau, nàng kia trì hoãn mấy ngày nguyệt lệ không có đến thăm, thế là nàng để cho mình bên người biết y thuật nha hoàng cho mình bắt mạch, phát hiện mình đã có bầu. Đứa nhỏ này đến sớm không bằng đến đúng lúc, cố nguyệt tình cảnh, nháy mắt liền thay đổi nhưng nàng vẫn là quyết định khiêm tốn. Còn giả tạo ra bản thân tháng này đã tới qua nguyệt lệ giả tượng, mỗi ngày đưa ra mấy đầu nhúm máu nguyệt sự đai lẫn lộn triệu tuệ bên kia nghe nhìn, để nàng buông lỏng đề phòng. Đợi đến hài tử đầy ba tháng về sau ngồi vững vàng thai, nàng mới hảo hảo thu thập triệu tuệ, báo bây giờ thù. Nàng không phải nghĩ sinh hạ con trai trưởng sao? Còn không cho mình sinh, vậy cũng đừng trách nàng để nàng sinh không được, nhìn nàng đến lúc đó không có dòng giỏi, còn dựa vào cái gì đến ổn định địa vị của mình. Mộ Dung Sên càng nghĩ, vẫn là quyết định chủ động tới tìm Cố Nguyệt Hòa giải, hắn không thể nghi ngờ là yêu nàng, cho nên mới nguyện ý chủ động. Mặc kệ cái này kịch bản bởi vì Tô Hoàng như thế nào thay đổi, Mộ Dung Sên cùng Cố Nguyệt đường dây này một mực là khóa kín. Cuối cùng, Cố Nguyệt vẫn là lựa chọn vì hài tử tha thứ hắn. Mộ Dung Sên biết được nàng mang thai, cao hứng như cái hài tử ôm lấy nàng xoay quanh vòng. Cố Nguyệt nói cho chính hắn dự định, còn nói, nếu như về sau lại để cho người có thể thừa cơ hội, nàng liền sẽ không lại tha thứ hắn. Hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, tiếp tục qua lên thường ngày như keo như sơn tháng ngày. Triệu Tuệ phát hiện, mình châm ngòi ly gián chẳng qua mới duy trì không đến nửa tháng liền tuyên bố kết thúc, không khỏi tức nghiến răng ngứa, lại tại tính toán, như thế nào cùng vương gia có lần sau thời gian rất mau tới đến tháng 12, kinh đô tuyết lớn đầy trời, khắp nơi bao phủ trong làng áo bạc, buổi sáng, trong viện tuyết đã chồng chất đến mắt cá chân, liễu má má sắp xếp người đem trong viện tuyết động xúc rơi, miễn cho quận chúa không cẩn thận té ngã. Tự thành thân đến nay, gian ngộ một mực đem nàng sủng từng ly từng tí cái chủng loại kia, hoàn toàn không cần giảng phép tắt. Không phải sao, trong phòng điểm lò lửa, còn đốt địa long, không có chút nào lạnh. Giang Ngộ vẫn không thể nào thoát khỏi làm việc vận mệnh. Mộ Dung Hoài năm sau chuẩn bị để hắn vào triều đường. Năm sau, hắn lại không có thế mỗi sáng sớm ông lấy vợ của mình ngủ nướng. Về phần thu xếp cái gì việc phải làm, vậy cũng không biết, chắc chắn sẽ không là quá có quyền hạn, nhưng là khả năng giúp đỡ được Mộ Dung Hoài. Tô Hoàng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bên ngoài hạ như thế lớn tuyết, rất cao hứng, lập tức sắp xếp người đi xúc tuyết, sau đó đắp người tuyết chơi. Kết quả. Tô gia lại tới tin tức, nói là mời nàng trở về một chuyến, có tin tức tốt tuyên bố. Tô Hoàng suy nghĩ, có thế có tin tức tốt gì? Nhưng là nàng vẫn là cùng Giang ngộ một khối trở về. Bởi vì tuyết rơi, cho nên xe ngựa đi tương đối chậm. Lúc về đến nhà, còn phải miễn cưỡng khen đi, không phải đi không được mấy bước liền phải đầu bạc. Tô gia nói tin tức tốt, thế mà là tứ tẩu mang thai. Từ nàng cùng Tô Quân phát sinh quan hệ lần thứ nhất tính lên liền mang thai đến bây giờ đã có hơn một tháng đây thật là tin tức vô cùng tốt tô quân cả một cái nhân sinh bên thắng ta chính là nói các loại đường rẻ vượt qua bây giờ thẩm thanh lê cũng đã có bảy tháng mang thai nâng cao cái bụng lớn đi cái kia đều không tiện tất cả mọi người mặc vào áo lông chồn lại là một năm thu đi đông lại cùng lúc đó tương châu bên kia kỳ an cư sĩ cũng đã phái người tới đón lạc khê trúc về nhà ăn tết nàng ở bên ngoài nửa năm, trong nhà cũng đều nhớ nàng, nghĩ đến đêm nàng đón về. Nàng cùng ngủ ca ngay tại tình yêu cùng nhiệt kỳ, hai người mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, hoa tiền nguyệt hạ, tô dịch mặc dù trong lòng cũng không thôi, nhưng trở ngại lễ tiết, hắn vẫn là không thể ngăn cản lạc khê trúc trở về. Tô mẫu đã nghĩ tới, chờ sang năm, một đạo đem bọn nhỏ hôn sự đều lo liệu, cứ như vậy, trong nhà bọn nhỏ từng cái đều có rơi, nàng khả năng an hưởng tuổi già. Lạc Khê Trúc cũng rất không nở rời đi, nhưng là nàng đã một người chạy đến quá lâu, xác thực nên trở về nhà. Tô dịch đã hứa hẹn nàng, đợi đến sang năm, nửa năm tan kỳ thoáng qua một cái, hắn liền mang theo xính lễ hạ Tương Châu hướng nàng cầu hôn, cầu hôn nàng. Mang theo hứa hẹn, Lạc Khê Trúc an tâm rời đi Kinh Đô trở lại Tương Châu, lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ chính là mấy tháng về sau. Tứ Tẩu mang thai, đối với người Tô gia đến nói lại là một cái tin tức vô cùng tốt nhất là tô quân, cao hứng xấu, không nghĩ tới con của hắn thế mà so nhị ca tam ca bọn hắn còn muốn ra đời sớm. Đại ca cũng không cùng hắn so, hắn cũng tuổi đã cao. Thế nhưng là nhất làm cho người cao hứng còn tại đằng sau, việc ngâm xương cái này một thai thế mà là song bào thai, không biết có phải hay không là bởi vì tô quân mang theo ghen nguyên nhân. Tô quân càng thêm cẩn thận việc ngâm sương, mỗi ngày đều thật sớm từ trường lâu trở về bồi tiếp nàng thẩm thanh lê tháng càng lớn, trên người nàng tình thương của mẹ Quang Huy liền càng dày đặc, nàng rất chờ mong, hài tử sinh ra tới về sau, là nam hài vẫn là nữ hài. Nàng thứ nhất thai càng muốn hơn một cái nam hài, thứ hai thai tái sinh cái nữ nhi, về sau nàng cùng tô cảnh liền nhi nữ song toàn. Tô cảnh đã 26, nhất định phải có con trai mới được, nhưng là tô cảnh lại càng muốn hơn cái nữ nhi, đều là nữ nhi cũng không tệ, nhu thuận hiểu chuyện lại tri kỷ. Nhi tử bất nhi tử đối với hắn không trọng yếu, trọng yếu chính là cùng ai sinh. Đối mặt tô quân đường rẽ vượt qua, nhị tẩu tôn linh nhi ôm lấy bụng của mình rơi vào trầm tư. Nàng cùng tô mộ thành hôn cũng đã hơn ba tháng, vì cái gì mình còn không thấy có động tĩnh. Nàng cũng gấp, bởi vì nàng cũng muốn làm mẫu thân, càng muốn cho hơn tô mộ lên làm phụ thân. Tô mộ cho tới nay đều tương đối tùy tính, cái gì đều coi trọng cái thuận theo tự nhiên, sẽ không cưỡng cầu, so sánh nhất định phải có đứa bé, hắn càng hy vọng nàng có thế thân thể khỏe mạnh. Thân thể tốt, so cái gì đều trọng yếu. Thế nhưng là, tỉ mỉ hắn vẫn là phát hiện thê tử lo nghĩ cùng không quan tâm. Cùng một chỗ nhiều. Năm như vậy, hắn đã sớm đối tôn Linh Nhi tâm tư rõ như lòng bàn tay. Chương 451, thấp hèn bẩn thiểu thủ đoạn. Buổi chiều, tôn Linh Nhi vừa mới tắm rửa hoàn tất, mặc ngũ áo ngồi tại trước bàn trang điểm mặt chải tóc. Tô mộ từ phía sau ôm lấy nàng, hôn một cái bên tai của nàng. Tôn Linh Nhi bởi vậy, cả người nhịn không được phát ra run rẩy, thân thể đều run lên. Bị ép kéo về suy nghĩ, nàng rụt cổ một cái. Ngươi làm gì? Tô mộ không trả lời nàng, mà là ôm lấy môi của nàng, như gần như xa hôn nàng, về sau trực tiếp đem nàng ôm ngang lên đi hướng giường. Tô mộ ngày thường tương đối tiết chế, sẽ không tìm lấy vô độ, nhưng là hôm nay hắn, rõ ràng có chút điên cuồng. Muốn hài tử rồi. Hả? Hắn khàn khàn cuốn họng hỏi nàng. Tôn Linh Nhi tâm sự cứ như vậy bị nàng cho đâm thủng, có chút nóng mặt, nhưng là nàng cũng rất thành thật nhẹ gật đầu. Ta muốn cho ngươi sinh con. Tay nàng đầu ngón tay tại trước ngực của hắn đảo quanh, làm cho lòng người ngứa. Vậy liền sinh, sinh hai cái. Tô mộ lộ ra một cái lại cổ lại muốn nụ cười, sau đó chui tại nàng chỗ cổ không ngừng hôn nàng. Một đêm kiều diễm. Kỳ thật muốn hài tử không chỉ Tôn Linh Nhi một người, Tô Hoàng cũng là có ý tưởng, chỉ là không có như vậy nồng đậm. Nàng thường xuyên tại ảo tưởng, mình cùng gian ngộ hài tử, về sau sẽ là cái gì bộ dáng, lớn lên giống hắn vẫn là giống nàng. Nhưng không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ không dáng dấp quá xấu liền đúng, dù sao hai người ghen bày ở nơi này giang ngộ không quá sốt ruột hắn càng muốn cùng tô hoàng nhiều hơn một đoạn thời gian thế giới hai người lại nói muốn hài tử sự tình mà lại hắn có loại dự cảm gần đây hai năm kinh đô có thể sẽ không thái bình lúc này sinh con tóm lại là không ổn thỏa nhưng loại chuyện này cũng không phải nàng định đoạt hắn cũng không có cố ý để tô hoàng uống thuốc đề phòng dù sao thuốc uống nhiều cũng không tốt nếu như hài tử đến hắn có thể làm chính là tận lực bảo vệ tốt nàng cùng hài tử. Chỉ là, bình tĩnh mà ngọt ngào sinh hoạt, thỉnh thoảng cũng sẽ nương theo lấy mấy phần cách ứng. Ninh Vi không phải cái đàng hoàng, tô hoàng trưởng nhà đến nay, hết thảy đều quản lý nhiều thỏa đáng, chu đáo, gọi người tìm không ra sai lầm tới. Thế nhưng là mỗi lần trông thấy nàng cùng giang ngộ kia ân ái dáng vẻ, nàng liền khí không đánh một chỗ, dù sao không nghĩ để bọn hắn hai cái tốt qua nàng cùng quốc công gia từng ấy năm tới nay như vậy mặc kệ chính mình làm cái gì trả giá bao nhiêu thực tình cũng không chiếm được hắn một cái nhìn thẳng đối đãi cho nên ngay tiếp theo nàng liền không quen nhìn giang ngộ cùng tô hoàng nhất định phải cả điểm yêu thiêu thân cách ứng tô hoàng từ khi tô hoàng vào cửa về sau nàng liền càng phát ra không có tồn tại cảm bây giờ trong phủ bọn hạ nhân đối nàng sớm đã không có ngày xưa tôn kính mà là xem nàng như thành một cái không được sủng ái di nương nhìn nàng kia không cố gắng nghi tử cũng là bùng nhão không dính lên tường được, tự hồ là nhận mệnh, mỗi ngày ăn chơi đàn điếm, túy sinh mộng tử. Tô Hoàng cũng là trong lúc vô tình phát hiện, giống như trong phủ đột nhiên nhiều hơn rất nhiều xinh đẹp tỳ nữ, mà lại những tỳ nữ này đều có một cái đặc điểm, tướng mạo thanh thuần, còn có lúng đồng tiền, có là hai má có lớn lúng đồng tiền, có thì là giống như nàng có cái nhỏ lúng đồng tiền. Những tỳ nữ này nhóm tựa như là thương lượng xong đồng dạng, luôn luôn tại gian ngộ trước mặt lắc lư. Bây giờ kinh đô hạ tuyết trượt chỉ cần có gian ngộ xuất hiện địa phương không thiếu các loại vô duyên vô cớ ngã sấp xuống bị trực chân cái gì. Những cái kia tỳ nữ dùng ngọt ngào chán dính thanh âm hô hào thế tử gia gian ngộ đều muốn nhã cái này rất rõ ràng hướng về phía hắn đến chỉ là cái này kẻ sau màn chọn người ánh mắt quá kém dù sao khí chất loại vật này căn bản không học được. Giang ngộ mỗi lần vừa gặp phải loại tình huống này, trực tiếp chính là một câu. Liền chút việc nhỏ cũng làm không được, quốc công phủ nuôi các ngươi bất tài sao. Bán ra về người môi giới, biến thành tam đẳng nô. Giết gà dọa khỉ xử lý hai lần, có nhát gan cũng liền không dám, thế nhưng là ninh vi dám A, nàng am hiểu nhất tại trên đầu sóng ngọn gió gây án. Một ngày này, Tô Hoàng bị Gia Thành mời đi thưởng tuyết mai, gia ngộ một người trong phủ, bọn hạ nhân theo thường lệ đưa tới cho hắn mỗi ngày tất uống trà đen. Đây là cái này trà đen bị người hạ liệu, không uống bao lâu, hắn liền cảm giác toàn thân không thích hợp lên, như thiêu như đốt. Ngay lập tức, là hắn biết mình là trúng mị dược, mà lại liều lượng rất mạnh, hắn móc ra một hạt dược hoàng ăn vào, vẫn là không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc dược tính, đầy trong đầu nghĩ đều là tô hoàng. Lúc này, vừa lúc liền đến một nữ tử, nàng dựa theo tô hoàng ngày bình thường mặc quần áo cách ăn mặc phong cách chảy lấy không sai biệt lắm búi tóc còn rất tâm cơ hung phù dung hương hoa giang ngộ bên trong mị dược là thuộc về loại kia ăn xong về sau dễ dàng đại não không rõ rệt cái chủng loại kia liều lượng lớn lại càng dễ nhận lầm người cái này rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến ninh vi đánh lấy bàn tính chỉ cần giang ngộ cùng nàng an bài người thành sự kia đến lúc đó hắn liền phải kiên trì đem người cho cưới không có mục đích khác, liền vì buồn nôn các nàng, Tô Hoàng bên này đến lúc đó khẳng định lại bởi vì biến cố bất thình lình này mất tất vuông, gia ngộ hậu viện cháy, đến lúc đó Tô Hoàng dẫn xuất nhiễu loạn đến, nàng mới tốt thừa cơ bắt tay cầm, đoạt lại trưởng gia quyền. Nhưng thật tình không biết, gia ngộ nơi nào là tốt như vậy tính toán. Trên người hắn bảo mệnh thuốc đều là tôn thần y một tay nghiên cứu ra đến, có thể kéo dài các loại dược tính, cũng bao quát mị dược. Uống thuốc về sau, Giang ngộ đầu óc có thể duy trì thanh tĩnh, nhưng là thân thể phản ứng vẫn là khống chế không được. Nữ tử kia trực tiếp hướng về thân thể hắn gián, học tô hoàng gọi hắn A ngộ, một khắc này giang ngộ dạ dày dời sông lấp biển, cảm giác tên của mình đều bị làm bẩn. Nữ tử này không phải người khác, chính là Trung Ly, trách không được ninh vi hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần sự thành, giang ngộ làm phiền Trung Ly nhi thân phận, nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận cái kia hai tay sắp sờ đến hắn thời điểm, gia ngộ trực tiếp thưởng nàng một cái lăng chữ. Sau đó, nắm lên bờ vai của nàng liền đem nàng ném ở phía ngoài đất tuyết bên trong, mười phần ghét bỏ dùng khăn tay sát tay, dường như mình đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, chung ly nhi mặt đơn bạc, chỉ chốc lát sau liền cống đến rung lẫy bẫy, răng phát rung. Nàng nghĩ thầm không có khả năng, vì cái gì như thế lớn liều lượng hắn cũng còn có thế duy trì thanh tĩnh đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Giang Ngộ lên tiếng. Đem nàng ném tới Thuận Đức Hầu Phủ Cổng, để tất cả mọi người biết, nàng một cái Hầu Phủ Đích Nữ, là như thế nào dùng xuống tiện bẩn thiểu thủ đoạn câu dẫn người có vợ. Giang Ngộ lúc này thật sự tức giận, quyết tâm muốn hủy thanh danh của nàng. Sau đó, hắn lại phân phó người, đem Ninh Vi giam lại, chờ xử lý. Trung Ly Nhi bị người kéo lấy ra quốc công phủ, trên đường đi dãy dụa không ngớt, lại khóc lại kêu, để giang ngộ bỏ qua nàng nàng biết sai cái này nếu là truyền đi nàng một cái hầu phủ đích nữ dùng xuống tiện thủ đoạn câu dẫn người chưa thỏa mãn còn bị người ném ở hầu phủ cổng nàng về sau liền hủy hoàn toàn hủy bây giờ mới biết sai căn bản vô dụng thì đã trễ bọn hắn đem giang ngộ gây gấp tô hoàng chỉ biết mình thưởng mai thưởng phải thật tốt sau đó bị nhân hỏa lửa cháy cho mang trở về gian phòng bên trong không có điểm than tro, Giang ngộ mặt đơn bạc ngủ áo nằm nghiêng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, trong mắt đều là máu đỏ tia. Tô Hoàng vừa mới giải khai trên người áo lông chồn áo khoác ngoài, lúc này mới phát giác hắn không thích hợp, mới đi đến bên cạnh hắn, liền bị hắn dắt tay, một cái trời đất quay cùng bị bổ nhào. Trên người hắn thật thật nóng, con mắt cũng rất đỏ, không có kết cấu gì dắt quần áo trên người nàng, Tô Hoàng có chút hù đến. Chương 452, tự gây nghiệp, không thể sống. Giang Ngộ ngày bình thường động tình, bất kể như thế nào tâm động, hắn cũng sẽ không như thế thô lỗ. Hắn cái bộ dáng này, quả thực để Tô Hoàng có chút hù đến, nhưng là nàng rất nhanh kịp phản ứng, hắn đây là trúng thuốc, đã nhẫn nại đến cực hạn. Loại thời điểm này, không lo được có hỏi hay không rõ ràng, phải tranh thủ thời gian chậm trên người hắn dược tính mới được, không phải thời gian dài, sợ là muốn đã thương thân thể. Thế nhưng là Tô Hoàng vẫn là đánh giá thấp cái này dược tính, Giang Ngộ thực sự là giống một đầu nổi điên thú. Trong viện không biết khi nào, tất cả phục vụ người đã thối lui đến bên ngoài viện. Tô Hoàng chưa từng có cao như vậy cường độ qua, nàng cảm thấy kiệt lực, cảm thấy cuốn họng đều khàn khàn. Từ ban ngày đến đêm tối, cái kia dược tính mới tính hoàn toàn giải hết, Tô Hoàng đã bị dày vò đã ngủ mê man. Cánh tay còn có bên đùi, phải lấy mấy đạo máu ứ động vết tích, xương quai xanh chỗ cùng chỗ cổ càng là che kín dấu hôn. Tóc dài xốc xếp phủ kín gối đầu, cùng mái tóc dài của hắn quấn quít lấy nhau, không phân rõ ai là ai. Gian phòng bên trong, càng là tràn ngập một cổ mập mờ mùi, khó mà tán đi. Y phục kéo tới lung tung lộn xộn, có còn bị xé nát. Đợi đến giang ngộ mình tỉnh táo lại, mới phát hiện hắn đem người dày vò có bao nhiêu hung ác, trong nội tâm dâng lên vô tận đau lòng cùng hối hận. Đồng thời, ánh mắt hắn bên trong cũng hiện lên vài tia ngoan lệ, những cái kia đánh hắn chủ ý người, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ninh Vi bị người ép nhốt vào quốc công phủ trong địa lao, trên đường đi nàng như cái đàn bà đanh đá một loại la to. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, Chung Ly Nhi bên kia thất bại, chỉ là không nghĩ tới gian ngộ thế mà thật như thế ngang ngược, trực tiếp bắt nàng cho nàng nhốt vào địa lao. Giang Yển ngày bình thường lại hoang đường, trông thấy mẹ hắn bị bắt đi, cũng ngồi không yên, chạy tới chất vấn Giang Ngộ, mẹ hắn lại thế nào hắn, muốn bắt nàng. Nhưng là, ngay lúc đó Giang Ngộ chính dục hỏa đốt người, căn bản không rảnh quản hắn, hắn bị ngăn ở bên ngoài. Đành phải đi tìm cha hắn Giang Quốc Công, thế nhưng là Giang Quốc Công bên này đã đại khái hiểu rõ chân tướng. Hắn cũng không tốt nhúng tay, chuyện này cùng Ninh Vi thoát không khỏi liên quan, ai bảo nàng gần đây hai tháng cùng chung Ly Nhi đi được gần đâu, rất khó không nghĩ đến là nàng làm mà lại nàng đây là niên kỷ càng lớn đầu óc càng xuẩn gian quốc công ghét xuẩn chứng đều phạm lại nói chung ly nhi bên này nàng mặc lộ ra cổ cùng xương quai xanh váy ngắn bị người không lưu tình chút nào ném ở hầu phủ cổng dẫn tới không ít bách tính vây xem a nam dựa theo gian ngộ phân phó xấu thanh danh của nàng tìm rất nhiều thủy quân xếp vào trong đám người truyền bá nàng câu dẫn gian thế tử chưa thỏa mãn ngược lại chọc giận thế tử ngôn luận cái này truyền ngôn một khi là truyền đi, dư luận lực lượng, không ra hai ngày liền sẽ mọi người đều biết. Đến lúc đó, Trung Ly Nhi chính là cái bị vạn người thoá mạ, khuê nữ liền đi câu dẫn người có vợ, vẫn là trắng trợn cùng quận chúa cướp người, kết quả bị nhìn thấu, ném về hầu phủ cổng, không đơn thuần là thanh danh của nàng xấu, về sau lại khó mà gã đi, liền thuận đức hầu cũng mất hết mặt mũi, không mặt mũi nào gặp người. Người ta tuyên nhạc quận chúa thiên nhân chi tư, thanh danh vô cùng tốt mà chung ly nhi chẳng phải là cái gì một cái thế gia đích nữ còn làm ra lần này thấp hèn hành vi thật là khiến người thổn thức không thôi nàng chính là muốn gả cho thế tử lại không nhìn thế tử có nhìn hay không được nàng nàng gả đi cũng là làm thiếp phần lấy nàng thân phận tùy tiện tại kinh đô chọn cái quan viên công tử nàng đều có thể làm chính thất thế nhưng là người ta liền thích phạm tiện một tay bài tốt đánh cái nát như có đôi khi một người muốn người khác để mắt khi nàng phải sẽ tự mình lấy quý khí thiếu tự trọng từ trước đến nay không có kết cục tốt thuận đức hầu phủ đích nữ trong lúc nhất thời trở thành kinh đô trà dư tử hậu đề tài câu chuyện vừa nhắc tới đến đều là cảm thấy mất mặt có chút nữ tử thậm chí coi đây là hổ thẹn nàng lấy cái gì cùng người ta tuyên nhạc quận chúa so quận chúa còn có thể cho phép hạ nàng tô hoàng nửa đêm mới tỉnh lại toàn thân tựa như là bị bẻ gãy gây dựng lại cảm giác eo đều muốn đoạn mất đau rát để nàng nhịn không được nghe răng trợn mắt cuốn họng đặc biệt làm còn có chút đau nàng muốn uống nước mới mở miệng phát hiện cổ họng của mình đã gọi câm giang ngộ một mực ôm lấy nàng gặp nàng tỉnh lại đang nói cái gì lại mơ hồ không rõ xích lại gần miệng nàng bên cạnh nghe xong mới nghe rõ ràng là muốn uống nước hắn liền vội vàng đứng lên cho nàng đổ nước uống tô hoàng ừng ực ừng ực uống mấy chén xuống dưới mới phát giác được cuốn họng khá hơn một chút cường độ cao vận động bụng cũng không dạ dày bắt đầu phát ra kháng nghị giang ngộ để người chuẩn bị thanh đạm cháo thịt còn có nhỏ hoành thánh đưa tới tô hoàng tất cả đều ăn xong nhìn thật bị lão tội ăn xong đồ vật nàng mới phát giác được mình nguyên khí khôi phục rất nhiều không đợi giang ngộ cùng nàng giải thích nói xin lỗi nàng đầu tựa vào trên gối đầu lại nằm ngáy o o cái gì cũng đừng nói có việc đều phóng tới minh, nàng muốn khôi phục năng lượng giá trị. Giang ngộ càng phát ra tự trách, còn tưởng rằng nàng là tức giận. Tô Hoàng ngủ đủ về sau, mới biết được phát sinh ngày hôm qua cái gì, một nháy mắt cảm thấy có chút ngán. Nàng nhìn xem Giang ngộ hỏi một câu. Ngươi đụng nàng rồi. Giang ngộ bất đắc dĩ nâng tráng, cái gì gọi là hắn đụng nàng rồi. Nếu là hắn đụng nàng hiện tại mình liền sẽ không ngồi ở chỗ này, đoán chừng đã bị nghiền xương thành tro. Tô Hoàng cũng liền tùy tiện nói chuyện, điểm này nàng vẫn là rất tin tưởng hắn, nếu không mình cũng sẽ không bị dày vò thảm như vậy. Ninh Vi bên kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bây giờ đã qua một ngày một đêm, Ninh Vi còn bị nhốt tại âm lãnh ẩm ướt địa lao, Giang Quốc Công bên kia đã lên tiếng, Thuận Đức Hầu phủ cũng cho áp lực, nói là Ninh Vi làm hư chung ly, để Giang Quốc Công cho cái bàn giao bên kia cũng thật sự là tháo cối giết lừa, một bộ bọn hắn mới là người bị hại dáng vẻ. Chẳng qua dạng này cũng tốt, Ninh Vi lần này, xem như đưa tại trên tay mình. Quốc công gia nói, mặc cho bọn hắn xử trí, nhưng muốn lưu một cái mạng. Bây giờ lập tức liền phải ăn Tết, năm sau, Tô Hoàng liền phải đem đến Tô Gia sát vách phủ đệ, quốc công gia bên kia cũng không có ý kiến, nguyện ý đi theo đám bọn hắn dời đi qua ở cùng nhau. Về phần Ninh Vi, Cô Hoàng quyết định để nàng lại đóng lại mấy ngày, về sau liền đem nàng đưa đến vùng ngoại ô Trang Tử đi tìm một số người nhìn xem nàng, để nàng một người tại vùng ngoại ô ở đến chết. đời này cũng đừng nghĩ về kinh đô. Về phần Giang Yển, Giang Quốc Công bên kia nói, ngươi muốn mẹ ngươi, vậy cũng chớ muốn Giang Quốc Công phủ. ngươi muốn Giang quốc công phủ, vậy ngươi cũng đừng nhúng tay chuyện của mẹ ngươi. Giang quốc công đã cho hắn tìm kiếm một mối hôn sự đối phương dòng giỏi mặc dù so ra kém bọn hắn quốc công phủ, nhưng người ta tiểu thư cũng là đường đường chính chính con vợ cả. Hắn chuẩn bị cho hắn một phần xính lễ, về sau tòa này lão quốc công phủ liền lưu cho hắn, danh hạ cửa hàng cũng cho hắn một nửa, về sau hắn liền thành thành thật thật sinh hoạt, không thể sinh thêm sự cố. Giang quốc công mặc dù bất công đại nhi tử, nhưng là cái này tiểu nhi tử cũng không phải hoàn toàn không để ý, hắn cũng cho hắn chuẩn bị một phần gia sản. Ninh Vi trừ không thể trở về kinh, không thể gặp hắn, nhưng tại vùng ngoại ô trang tử cũng sẽ không lo ăn uống. Giang Yển nếu là có đầu óc, nên thuận cha hắn thu xếp, trước tiên đem mình qua tốt. Nếu như không có Giang Quốc công phủ, hắn cái gì cũng không phải, chí ít Giang Ngộ cùng Tô Hoàng còn có thể cho phép hạ hắn. Chương 453, mang cái na tra. Giang Yển biết, lần này mẹ hắn vô luận như thế nào cũng là chạy không khỏi, chí ít còn có thể sống, có cái sinh hoạt địa phương. Kỳ thật hắn đã sớm cùng mẹ hắn nói không chỉ một lần, chúng ta xuẩn điểm liền xuẩn điểm, yên ổn sinh hoạt không tốt sao. Vì cái gì nhất định phải quyền lợi. Hắn hiện tại không phải cũng trôi qua thật dễ chịu, con thứ tên tuổi là không dễ nghe, nhưng hắn ở bên ngoài, cũng không ai dám chướng mắt hắn a, à, bởi vì hắn xuất từ gian quốc công phủ. Thế nhưng là mẹ hắn chính là hám lợi đen lòng, đã muốn lại muốn, cái gì đều muốn lấy được, hiện tại tốt đi, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hắn cũng coi như minh bạch, chỉ cần mình trung thực, nghe thu xếp, mình cả đời này luôn có thể thuận lợi qua xong, mẹ hắn tại vùng ngoại ô trang tử bên trên, cũng sẽ không có vấn đề gì, không lo ăn uống. Vừa vặn, đi cũng tốt, tỉnh mình nơm nớp lo sợ, mỗi ngày sợ hải nàng làm ra cái gì động tỉnh lớn, làm cho không có cách dọn dẹp. Lần này, còn tốt kịp thời dừng tổn hại, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn là biết đến, hắn cái này đích huynh, khởi sướng thần kinh đến, cái gì cũng dám làm, hắn gặp qua hắn giết người dáng vẻ, gọn gàng mà linh hoạt, một chiêu phong hầu, ngẫm lại đều cảm thấy cổ mắt lạnh. Còn sống không tốt sao? Làm cá ướp muối không tốt sao? Cho nên, Giang Yển đồng ý Giang Quốc công thu xếp, cầm kia một phần gia sản, đường đường chính chính cưới cái chính đầu nương tử trở lại qua thời gian, hậu viện còn có mấy cái mỹ thiếp, đợi đến bọn hắn đi, như thế lớn tòa nhà là tự mình một người, rốt cuộc không cần xem ai sắc mặt, nơm nớp lo sợ, cái này sinh hoạt thật đẹp tốt. Ninh Vi tại địa lao đóng 4 năm ngày, nhiễm lên nghiêm trọng phong hàng, rốt cuộc không còn khí lực làm ầm ĩ, Tô Hoàng lúc này mới hạ lệnh thả nàng ra tới, tìm đại phu cho nàng nhìn bệnh uống thuốc, xế chiều hôm đó liền đưa ra kinh đô. Trước kia bên người nàng bà tử nha hoàng, tất cả đều cho đổi, thay đổi mình người mỗi ngày nhìn xem nàng nhìn nàng làm sao làm yêu mà Điền Trang bên trong Giang Ngộ cũng thu xếp người ngày đêm nhìn xem nàng nửa đời sau là ra không được thông minh liền nên trung thực Trung Ly Nhi danh tiếng mất hết trước kia còn có mấy nhà nguyện ý cùng nàng kết thân hiện tại cũng đối nàng tránh không kịp nàng nhất thời bị Giang Ngộ hình dạng chỗ mê hoặc đối với hắn nhớ mãi không quên không chiếm được vẫn nhớ đây chính là quá mức ngang giá trị chủ nghĩa tệ nạn, mà lại, gian ngộ ngay từ đầu vốn là thu xếp cho nàng, kết quả cùng tô hoàng cùng một chỗ, rõ ràng chỉ là gian quốc công một câu không mặn không nhạt, thậm chí đều không có ngồi vững qua, nàng vẫn như cũ có một loại mình đồ vật bị cướp đi cảm giác, thế là nghe ninh vi giật dây, làm chuyện hồ đồ. Nàng xấu thanh danh, từng cái không nguyện ý cùng nàng vãn lai, trước kia những cái kia khuê trung mật hữu, cũng trong một đêm tất cả đều không chào đón nàng phụ thân cũng đối với nàng thất vọng đến cực điểm, ngược lại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nàng thứ muội trên thân. Tình huống hiện tại chính là, nàng thứ muội đều có thể so với nàng gã thật tốt, gã phong quan, mình gã đều không gã ra được, nàng yên tâm thoải mái đem cái này sai quy kết đến Tô Hoàng trên thân. Bởi vì đêm hôm đó điên cuồng, Tô Hoàng tại hơn một tháng sau, thành công nôn ngén, nàng cơ hồ là cùng Tôn Linh Nhi cùng một thời gian mang thai. Tại nàng Nguyệt Lệ không có đúng giờ đến thăm thời điểm, nàng liền biết mình trúng thưởng. Trong lúc nhất thời, là đã kích động, vừa khẩn trương. Các nàng một nhà ba người đã chuyển đến tô phủ sát vách, nơi này trở thành mới quốc công phủ, trước kia tòa kia nhà cũ thì là để lại cho Giang Yển. Giang Yển phân đến cửa hàng, cũng bắt đầu nghiêm túc quản lý lên, sáng tạo ít lợi, không phải lớn như vậy phủ đệ chịu không được tiêu xài. Giang Ngộ biết được tô hoàng mang thai, từ ngốc trệ chuyển biến làm kích động, từ kích động chuyển biến được không nhân tin, lại chưa từng nhân tin biến thành hưng phấn, từ hưng phấn biến thành khẩn trương, cuối cùng tiếp nhận hiện thực. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng, giống như là tại đối đãi cái gì hy thế chi bảo. Quá tốt, chúng ta có hài tử, mau đem cái tin tức tốt này nói cho nhạc phụ nhạc mẫu. Ừm, còn có ngươi cha. Công Linh Nhi bên kia chân trước mới tuyên bố có tin mừng, Tô Hoàng Chân sau cũng có tin tức tốt, cái này trong lúc nhất thời, Tô Gia xem như bận rộn, nhiều như vậy phụ nữ mang thai, Tô Mẫu nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Cháu trai, ngoại tôn, mấy cái đâu, vui vẻ, về sau có mang. Hảo tỷ muội trước sau cùng một chỗ thành thân, hảo tỷ muội còn trước sau cùng một chỗ mang thai, Tô Hoàng cùng Tôn Linh Nhi thật là hảo tỷ muội a. À. Quốc công gia nghe nói con dâu có tin mừng, cao hứng dẫn theo rượu liền đi sông Tâm Nhu trước bài vị nói cho nàng cái tin tức tốt này, cũng cho Trung Châu bên kia truyền tin, để ngoại tổ phụ cũng thật tốt cao hứng một chút. Tô Hoàng cái này một thai mang nhiều vất vả, dính không được một điểm chất béo không nói, còn luôn luôn nôn khang. Ăn không vô, ngủ không ngon, so sánh tôn linh nhi có thế ăn có thể uống có thể ngủ, hình thành trên lệch rõ ràng. Giang ngộ năm sau liền bị hoàng thượng thu xếp đến hình bộ, cùng mộ dung hoài cộng sự. Đây cũng là hoàng thượng cố ý, hắn biết Giang Ngộ là mộ dung hoài phụ tá đắc lực, cho nên mới để hắn đi hình bộ. Một cử động kia rơi vào hoàng hậu cùng mộ dung thụy trong mắt, liền lộ ra rất tận lực, lão gia hỏa này đã trong bóng tối nâng đỡ mộ dung hoài. Giang Ngộ mỗi ngày tại hình bộ làm việc, còn phải nhớ tô hoàng, mặc dù có tô mẫu các nàng chiếu cố, nhưng là hắn vẫn là không quá yên tâm, bởi vì nàng nôn quẹ quá nghiêm trọng. So trước đó thẩm thanh lê nôn quẹ còn nghiêm trọng hơn, mà lại cái này mấu chốt, nàng còn nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng, lại không thể dùng thuốc, nếu không đối thai nhi không tốt. Thế là, người một nhà suốt ngày vây quanh nàng chuyển, tô mẫu một mực bồi tiếp nàng, tô mộ một ngày ba lần không gián đoạn cho nàng bắt mạch, tô quân cho nàng đổi lấy pháp làm ăn, liền ngóng trong tiểu cô nải nải có thể ăn một miếng xuống dưới. Tô thần thì là khắp thế giới vơ vét một chút nhỏ đồ ăn vặt cho nàng, cái gì chua, khổ, mặn đều có, nhưng là chính là ăn không vô mang thai không đến hai tháng, tô hoàng không mập phản gầy, nàng đây là mang cái na tra đúng không? gian ngộ chiều nào trước sau khi trở về, trông thấy nàng khó thụ như vậy dáng vẻ, chỉ còn lại vô tận đau lòng. không ai nói cho hắn, mang thai khổ cực như vậy a? À. nếu là như vậy, hắn cũng không dám muốn hai thai. nhưng cũng may, hai tháng qua đi, tô hoàng nôn vẹ triệu chứng bắt đầu làm dịu, phong hàng mình tốt, nàng bắt đầu dần dần thoải mái có thể ăn một chút gì, nhưng vẫn là không thể ăn quá dầu mỡ, canh gà mỗi ngày đưa tới, nhất định phải đem phía trên dầu bọc tất cả đều bỏ rơi mới được. Hai cái phủ đệ thời gian trôi qua coi như náo nhiệt, nhưng là tiền triều bắt đầu không yên ổn. Nghe nói, năm trước hoàng quý phi mất sủng, thánh thượng tại cửa ải cuối năm sắp tới thời điểm, mới nhập một vị mỹ nhân, vị này mỹ nhân ở ngắn ngủi hai tháng, liên tiếp nhảy lớp thành chiêu nghi. Loại này tấn thăng tốc độ, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thánh thượng mỗi ngày vào triều đều là mặt của mày trao, so sánh với ngày xưa tinh thần bây giờ hắn nhìn luôn luôn giống không có ngủ đủ bộ dáng hoàng quý phi lớn tuổi cuối cùng là không bằng trẻ tuổi mỹ nhân như vậy tiêu hồn chỉ là hoàng thượng là một cái rất lý trí người vì sao đột nhiên vì sắc đẹp làm cho mê hoặc đâu từ khi vị này chiêu nghi nhận sủng đến nay hoàng thượng nghiệp vụ năng lực cũng thay đổi kém trước kia bên trên tấu chương, nhanh thì buổi chiều liền có thể về phê, trễ nhất sáng ngày thứ hai cũng có tin tức, nhưng bây giờ, liên tiếp mấy ngày. Chương 454, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đám đại thần thấy hoàng thượng như thế, nhao nhao bên trên nói khuyên nhủ để hoàng thượng lấy long thể làm trọng, không thể mệt nhọc. Nhưng cái này lại kích thích hoàng thượng lửa giận, hắn cảm thấy bọn hắn là cho là mình lão, cho nên mới nói loại lời này, việc quan hệ hắn một cái nam nhân tôn nghiêm hắn tức giận phi thường càng là tại trên đại điện nói thẳng trẫm mệt mỏi cả một đời bây giờ nạp cái phi tử còn cần hỏi đến các ngươi hay sao người thật là tốt tựa như là đột nhiên cử chỉ điên rồ đồng dạng không nghe khuyên bảo theo lý thuyết không tồn tại a à. giang ngộ hạ triều về sau ăn cơm trưa thời điểm cùng giang quốc công nói lên cái này sự tình hiện tại giang quốc công không tại triều nhưng là triều đình động tỉnh hắn vẫn là muốn nắm giữ nghe thấy tin tức này giang quốc công cũng là nhịn không được nhíu mày hắn cùng thánh thượng quân thần mấy chục năm không nói mười phần hiểu rõ hoàng thượng chí ít bảy phần là hiểu rõ hắn không phải cái sẽ bị sắc dục huân tâm người đột nhiên biến thành dạng này tất nhiên có chút không giống bình thường năm đó hắn sủng hoàng quý phi cũng không tới tình trạng như vậy a à, cái này nhiếp chiêu nghi là nơi nào đến yêu nữ Tô Hoàng gần đây khẩu vị tốt hơn nhiều, Tô Mộ cho nàng làm một phần đồ ăn tờ đơn cho nàng, hiện tại nàng mỗi ngày cứ dựa theo cái này tờ đơn ăn, đem trước đó thâm hụt cho hết bù lại. Nghe thấy Hoàng thượng cái này cử động khác thường, Tô Hoàng khó tránh khỏi liên tưởng đến trong nguyên tác, Hoàng thượng trúng lăng trì độc, thân thể càng ngày càng tệ, chẳng qua ba năm liền băng hà. Thế nhưng là, bây giờ cái này kịch bản giống như không thích hợp, trong nguyên tác, hoàng thượng căn bản không có nhiếp chiêu nghi cái này một nằm sắp a căn bản không có cái này npc sự tình ra khác thường tất có yêu xem ra tô hoàng cần thiết liên lạc một chút mộ dung hoài vừa vặn mộ dung hoài cũng nghĩ như vậy nhưng là hắn tương đối trực tiếp không có chào hỏi liền đến nhà còn cùng giang ngộ chỉ nói rõ muốn gặp tô hoàng giang ngộ biết cái này hay khẳng định có bí mật mộ dung hoài cũng không e dè hắn điều này nói rõ hắn rất tín nhiệm giang ngộ cũng tin tưởng giang ngộ rất tín nhiệm hắn tô hoàng bị giang ngộ nắm đi vào thư phòng mộ dung hoài chính chờ ở bên trong ngón tay không ngừng gõ đánh mặt bàn nhìn dường như tâm tình không quá thông thuận các ngươi trò chuyện đi ta chờ các ngươi ở bên ngoài giang ngộ đem người mang vào sau đó mình ra ngoài tự hồ là tuyệt không để ý hai người một mình mộ dung hoài trông thấy tô hoàng giống như mới trong cảm giác an lòng một điểm phụ hoàng hành vi Hắn thực sự không nghĩ ra, cho nên mới hỏi một chút có thượng đế thị giác Tô Hoàng. Tô Hoàng cũng đại khái đoán được hắn là tới làm gì. Mộ Dung Hoài hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn đi tìm phụ hoàng, lại phát hiện phụ Hoàng bản ở trong đại điện uống rượu nghe hát, trong ngực còn ôm lấy một người mặc màu lam vũ nương phục, tướng mạo mười phần yêu diễm nữ nhân. Nữ nhân kia yếu đuối không xương tựa ở phụ hoàng trong ngực, môi đỏ như lửa trên người phối sức có thế lóe mù người con mắt bây giờ vẫn chưa tới một năm phụ hoàng mình ra lệnh mọi người không thể quá mức xa hoa lãng phí hết thảy giản lược lấy tưởng niệm trước thái tử kết quả chính hắn ngược lại là phá giới cái này khiến mộ dung hoài rất khó chịu cái này không hãy cùng chúng ta đồng dạng hắn hảo tâm khuyên nhủ lại bị phụ hoàng cho mắng một trận lòng dạ không thuận thế là đến tìm tô hoàng để nàng hỗ trợ phân tích một chút tử lão thiết ta muốn hỏi hỏi trong sách có nhiếp chiêu nghi người này sao tô hoàng trực tiếp lắc đầu không có nhiếp chiêu nghi người này ta vừa mới nghe nói chính cảm thấy buồn bực đâu muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút hoàng hậu mẹ con dù sao tại trong sách trước thái tử sau khi qua đời hoàng thượng có ý nâng đỡ mộ dung sinh thượng vị hoàng hậu mẹ con đố kỵ thế là cho hoàng thượng hạ lăng trì độc về sau bị ta nhị ca giải nhưng mặc dù như thế đến tiếp sau cũng chỉ sống không đến 3 năm. Hiện tại, kịch bản hoàn toàn biến, cái này trống rỗng xuất hiện nhiếp chiêu nghi, còn có hành vi dị thường hoàng thượng, không một không đang nói rõ, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta nghĩ ngươi vẫn là tìm cách để ta nhị ca tiến cung một chuyến, cho hoàng thượng thật tốt nhìn một cái, phải chăng có bị người hạ độc hiềm nghi. Tô Hoàng chỉ là nghĩ, chuyện này mới xuất hiện không lâu, nếu là giải độc giải phải nhanh, hết thảy liền còn kịp nhưng cái này cũng chính là mộ dung hoài bất đắc dĩ địa phương phụ hoàng hiện tại đặc biệt kháng cự người khác xem bệnh cho hắn trừ mỗi ngày thái y bình thường mời bình an mạch bên ngoài căn bản không để bất luận kẻ nào cho hắn nhìn thế nhưng là thái y lại nói phụ hoàng mạch tượng bình ổn không có chỗ không ổn nhưng ta vẫn là cảm thấy không thích hợp mà lại hắn căn bản không nghe được người ta để hắn bảo trọng thân thể lời này nhẹ thì thống mạ ngươi dừng lại nặng thì trực tiếp để người đem ngươi kéo ra ngoài chặt. Ngươi biết trước kia tại Phụ Hoàng bên người phục vụ Lộc Công Công sao? Cũng là bởi vì nói một câu như vậy, Phụ Hoàng ta trong cơn tức giận, trực tiếp cho hạ ngục, Lộc Công Công hầu hạ hắn 40 năm, ngươi nói cái này, rất khó bình a. À. Mộ dung hoài nhã rảnh hắn Phụ Hoàng, một mặt bất đắc dĩ. Đây không phải không có cách nào, mới đến tìm Tô Hoàng giúp đỡ phân tích sao? Tô Hoàng trầm ngâm một lát, nàng vuốt vuốt những chuyện này hoàng hậu bên kia thái độ gì nàng còn có thế thái độ gì cũng không biết được là trang vẫn là thật nàng đã mấy lần gặp mặt phụ hoàng nói thẳng khuyên nhủ bị phụ hoàng cho cấm túc nếu là nàng làm chỉ có thể nói nàng hí quá tốt nếu là giả ta cảm giác nhưng không giống lắm giả hoàng hậu đây là đem mình cho hái ra ngoài nếu là ra cái gì đường rẻ đến lúc đó nàng chỉ cần nói mình một mực đang cấm túc tới làm tấm một là được ai cũng không có chứng cứ nói là nàng làm Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia thái y cũng có vấn đề, đoán chừng đã bị thu mua, không phải ta nói không dễ nghe, ngươi phụ hoàng cái này tuổi đã cao, còn mỗi ngày như thế túng dục, lại là rượu, lại là thức đêm, thân thể kia lại cứng rắn lãng, cũng sẽ rất nhanh suy bại lên, ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là, ôm nhu đau, đau đau cắt tính mạng người A. Lão lão, sợ nhất chính là chết tại nữ nhân trên người, mà lại nghe mộ dung hoài như thế miêu tả cảm giác hoàng thượng đã hoàn toàn rơi vào đi cái này mỹ nhân kế được xưng tụng nhanh nhất hữu dụng nhất một loại để người tiêu ma phương thức nghe tô hoàng nói như vậy mộ dung hoài càng thêm lo nghĩ việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn ta nghĩ cách để phụ hoàng đồng ý thấy tô tiểu thần y một mặt chí ít để tiểu thần y đến trong cung còn có thế có cơ hội ra một chút có phải là thật hay không trúng độc hoặc là bị hạ dược loại hình Mộ Dung Hoài hỏi rõ ràng nghi vấn của mình, sau đó liền lại nhảy đi. Tô Hoàng cũng chỉ có thể đem tự mình biết nói cho hắn, nhưng là loại chuyện này, nàng nhưng không thể giúp cái gì đại ân, hiện tại nàng chỉ muốn an toàn, khỏe mạnh đem con của mình cho sinh ra tới. Mang thai về sau, chính nàng tính tình cũng ít nhiều thu liễm rất nhiều. Giang ngộ đưa mộ dung hoài xuất phủ, sau khi trở về cái gì cũng không có hỏi, Tô Hoàng vốn cho là hắn bao nhiêu sẽ hỏi hai câu tới. Hắn không hỏi, Tô Hoàng cũng không có ý định chủ động nói. Bây giờ hắn tại hình bộ đang trực, mỗi ngày phải bận rộn sự tình cũng nhiều, làm xong về sau liền trở lại bồi tiếp chính mình. Giang Ngộ một mực biết, Mộ Dung Hoài cùng Tô Hoàng ở giữa có bí mật, nhưng là hắn chưa từng sẽ chủ động đi nhìn trộm, mà là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Chương 455, âm mưu. Hoàng thượng hành động, đoán chừng là quần thần đều nhìn không được, thế là ký một lá thư nói cái này nhiếp chiêu nghi là yêu phi, chậm trễ quốc chính. Mà hoàng thượng cử động lần này chính là không chịu trách nhiệm, vì sắc đẹp hoang phế triều chính, nếu là thái tổ cùng cao tổ trên trời có linh, chắc chắn nghiêm khắc trách cứ. Một người thượng thư, hoàng thượng nghĩ thoáng tội liền đắc tội, nhưng nếu là quần thần cùng tiến lên sách, vậy hắn cũng không thể đem tất cả thần tử đều giết đi. Trong triều những cái này ngự sử cũng không phải ăn chay, bọn hắn tồn tại, không chỉ là có thể giám sát bách quan, liền thánh thượng cũng được, nếu như làm việc có không ổn thỏa địa phương, bọn hắn cũng có thể nói thẳng khuyên nhủ. Những cái này ngự sử thế nhưng là có tiếng đáng ghét, nói thẳng, nếu là hoàng thượng lại tiếp tục vì nhiếp chiêu nghi hoang phế triều chính, vậy bọn hắn liền tiếp theo thượng thư, dựng vào tính mạng của mình, cũng phải xử tử yêu phi. Có thể là cái này nhiếp chiêu nghi cũng sợ hãi, không còn giống trước đó đồng dạng cuốn lấy hoàng thượng, thu liễm một điểm hoàng thượng cũng ít nhiều nghe một chút khuyến cáo, bây giờ phê duyệt tấu chương cũng so trước đó chịu khó chút. Tại quần thần áp lực dưới, hoàng thượng tạm thời không có như vậy hoang đường, nhưng ngắn ngủi mấy tháng, mắt trần có thể thấy, hoàng thượng khí sắc bắt đầu trở nên vàng như nến lên, người cũng gầy, mặt ủ mày trao. Chính là, mặc kệ mộ dung hoài nói thế nào, liền không chịu thấy tô mộ, không chịu để hắn cho mình nhìn một cái. Còn có một chuyện, đó chính là thần phi, ban đầu hoàng quý phi. Nàng ba phen mấy bận đến tìm hoàng thượng, kết quả bị nhiếp chiêu nghi ngăn đón không để ý kiến, thế là nàng là xong làm mình hoàng quý phi quyền lợi, muốn giáo huấn cái này nho nhỏ chiêu nghi. Hoàng hậu cấm túc đến nay, hậu cung chính là nàng đang quản, cái này nhiếp chiêu nghi không có phép tắc nàng còn không thể trừng phạt sao. Thế là, nàng hạ lệnh để người vả miệng nhiếp chiêu nghi, kết quả mới đánh mấy bàn tay, hoàng thượng liền giận, không để ý trước kia tình cảm, trực tiếp cho nàng hàng hai cấp, hiện tại là thần phi. Thần phi cái này 20 năm đến nay, một mực là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, hoàng thượng chưa từng như thế đối đãi qua nàng. Nàng cũng là cảm thấy rất sỉ nhục, thế là về cung về sau, liền rốt cuộc không nguyện ý trở ra, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đương nhiên, mộ Dung Hoài cũng không có tốt hơn chỗ nào, phụ hoàng gần đây nhìn hắn nơi nào đều không vừa mắt, luôn luôn ngay trước quần thần mặt trách cứ hắn rõ ràng mình liền không làm sai cái gì, nói một câu cũng có sai, đem so với trước đối với hắn bất công, bây giờ cái này trên lệch cảm giác, để người thổn thức. Không chỉ là mộ dung hoài, liền mộ dung sên cũng thường xuyên bị hoàng thượng vô duyên vô cớ mắng, ngược lại là không chút nào thu hút tam hoàng tử mộ dung thụy, hoàng thượng một mực khen hắn bản tính thuần lương, là nhất có nhân tình vị. Liền cùng bị hạ hàng đầu đồng dạng, mộ dung hoài mấy lần đưa ra muốn dẫn tô mộ tiến cung cho hắn mời mạch, đều bị từ chối thẳng thắn sau đó hắn lại bị thống mạ dừng lại. Cái này nhiếp chiêu nghi là họa quốc yêu phi sự tình, bây giờ mọi người đều biết, trong lúc nhất thời dân gian tiếng chửi rủa không ngừng. Cứ như vậy lại kéo một tháng, không ai dám đi rủi ro. Mộ dung hoài cũng không dám phô trương quá mức, đến lúc đó sơ ý một chút, sợ là ngay cả mình hoàng tử vị trí đều không gánh nổi. Đây cũng là hắn mẫu hậu nói cho hắn, hoàng thượng quá mức khác thường, lúc này vẫn là trước tạm lánh danh tiếng cho thỏa đáng. Trong nháy mắt, thẩm thanh lê đến phát tác thời điểm trong phủ bà đỡ, vũ mẫu tất cả đều cùng lên trận. Nàng muốn sinh, người cả nhà đều canh giữ ở cổng, nghe nàng ở bên trong khóc tan nát cõi lòng. Tô cảnh cảm giác lòng của mình đều níu lấy đau. Tô mộ cùng tô quân, nghe thấy đại tẩu sinh đứa bé đau thành dạng này, không khỏi nghĩ đến vợ của mình không được bao lâu cũng phải sinh con, Đến lúc đó các nàng cũng sẽ giống bây giờ đại tẩu dạng này, đau dữ dội. Tô Hoàng còn tốt, nàng một mực biết sinh con rất đau, Giang Ngộ gần đây bề bụng nhiều việc, cũng không biết đang bận cái gì, cho nên hắn không tại hiện trường. Nếu là hắn cũng nghe thấy sinh con đối một nữ nhân đến nói là lớn như thế cực khổ, đoán chừng hắn cũng sẽ không đành lòng, mười phần đau lòng Tô Hoàng. Thẩm Thanh Lê từ buổi sáng đau đến ban đêm, rốt cục nghe thấy hài tử tiếng khóc hài tử khóc rất lớn tiếng, trung khí mười phần, cái này cũng nói rõ hài tử rất khỏe mạnh. Là cái nam hài, chừng bảy cân nhiều, tại xác nhận hài tử bình an về sau, thẩm thanh lê cũng bởi vì kiệt lực mà ngủ thiếp đi. Phòng sinh dọn dẹp xong về sau, mọi người mới có thể đi vào nhìn đại tẩu, đại tẩu đã ngủ, hài tử bị quấn ở trong tả lót, vừa mới nhũ mẫu cho ăn sữa, bây giờ ăn no về sau ngủ rất ngon lành. Tô Cảnh nhìn xem hài tử, mặt mũi tràn đầy đều là nhu tình. Tô mẫu tại từ đường quỳ một ngày, một mực khẩn cầu lấy mẹ con bình an, phía dưới người đến báo tin vui, nói là con trai cả con dâu cho nàng sinh cái cháu trai thời điểm, tô mẫu vui đến phát khóc. Thật tốt, đây là tô gia đời này đứa bé thứ nhất, nàng rốt cục thăng cấp làm tổ mẫu. Tô cảnh cho hài tử đặt tên là tô hoài vũ. Tô gia sinh con trai, tất cả mọi người đặc biệt cao hứng, tô hoàng cái này cô cô, còn có tô mộ bọn hắn những cái này thúc thúc, toàn bộ đều chuẩn bị lễ vật, đưa cho vị này mới vừa tới đến trong nhân thế tiểu bảo bối. Bọn hắn tặng có trường mệnh khóa, có kim vòng cổ, còn có vòng tay, vòng đeo chân, toàn bộ đều tinh xảo đẹp mắt. Phía trên khắc lấy bình an, khỏe mạnh, các tường như ý dạng này kiểu chữ, ngụ ý rất tốt. Đợi đến hài tử sang tháng tử, vừa vặn nửa năm quốc tang cũng qua, đến lúc đó liền có thể lo liệu tiệc đầy tháng. Tô Hoàng đã có hơn 3 tháng mang thai, hiện tại mỗi ngày khẩu vị đều rất tốt. Mọi người có đôi có cặp, Tô Dịch cũng bắt đầu kiểm kê xính lễ, chuẩn bị xuống một chuyến tương châu đi thực hiện hắn đối lạc khê trúc hứa hẹn đi. Chỉ là đáng thương tam ca, còn phải tiếp tục chờ, hoàng tộc còn có nửa năm khả năng thông hôn, bây giờ hoàng thượng cái dạng này, tương vương sợ là càng không tiện mở miệng. Hiện tại hoàng thượng, tí hát khí nóng nảy dễ giận, ai cũng không dám tùy tiện treo chọc hắn, sợ sơ ý một chút liền bị đắc tội, hắn tình trạng càng ngày càng không tốt, trước kia còn mỗi ngày vào triều, bây giờ hướng đều không lên, mỗi ngày đắm chìm trong lệ phi ôm nhu hương. Đúng vậy, nhiếp chiêu nghi bây giờ là lệ phi, tại hậu cung có thể nói là ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hoàng thượng tinh thần càng ngày càng kém, dưới mắt bầm đen nghiêm trọng, giống như là không hảo hảo ngủ đồng dạng tất cả mọi người sợ hãi hắn có một ngày đột nhiên liền ngã xuống thế nhưng là không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy hoàng thượng vào triều thời điểm một cái đứng dậy lên mảnh người trực câu câu ngã xuống quần thần bị hù không nhẹ toàn bộ canh giữ ở thái hòa điện bên trên lo lắng hoàng thượng an nguy hoàng thượng còn không có lập trữ cái này nếu là đổ xuống dựa theo tổ tông quy chế cái này hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất chính là hiền vương thế nhưng là hiền vương rõ ràng cũng không phải là cái có thế gánh chức trách lớn a à. hoàng thượng bị bệnh toàn bộ thái y viện đều xuất động hoàng hậu cũng không lo được rất nhiều tự hành giải cấm túc đến đây chủ trì đại cục thái y nói hoàng thượng thân thể thâm hụt nghiêm trọng sợ là không thể lại tiếp tục vất vả quốc sự thế là hoàng hậu nói thẳng quốc không thể một ngày không có vua hoàng thượng long thể kiếm an không nên lại lo liệu quốc sự cho nên dựa theo tổ tông quy chế làm từ con vợ cả hiền vương tạm lý quốc sự mộ dung hoài biết không thể lại ngồi chờ chết kết quả này rất rõ ràng chính là hoàng hậu âm mưu phá đổ hoàng thượng thân thể sau đó theo lý đương nhiên nâng đỡ con của mình thượng vị mộ dung sên cùng hắn liếc nhau hai người rất tự nhiên đạt thành mặt trận thống nhất bây giờ phải nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay hoàng hậu cùng mộ dung thụy không phải hai người bọn hắn ai cũng không có cơ hội